mà lúc này đám người Đới Cương Tử cũng đã cảm nhận được thực lực của Diệp Mỹ. Đồng thời cũng nghi hoặc về thực lực của Lục Lâm Thiên, khí tức trên người hắn bọn họ không nhìn thấu, thế nhưng nhìn niên kỷ của hắn cho nên cũng không cảm thấy lo lắng cho nên không để ý tới hắn. Lục trưởng môn, ta tới đây đã vài ngày rồi. Sớm biết Lục trưởng môn cũng tới đây ta đã có thể đồng hành với Lục trưởng môn rồi. Sắc mặt Đới Cương Tử có chút biến hóa sau khi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ rồi nói. Ta chỉ tùy tiện tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, thế nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Đới Cương Tử nhất định cũng thu được tin tức về Bách Thú Cốc vì vậy mới tới Sơn Mạch Vụ Hải, lại không thông báo cho Phi Linh Môn, có thể thấy được trong lòng Đới Cương Tử này đã có tâm làm phản. Lục trưởng môn, để ta giới thiệu mọi người cho ngươi một chút. Đới Cương Tử nói với Lục Lâm Thiên. Vị này chính là Trần Ngọc Đông trưởng môn của Nam Hải Môn, vị này chính là Vương Sán Nhiên, trưởng môn của Bảo Đài Môn. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua hai người, Trần Ngọc Đông kia mặc một bộ y phục màu vàng khuôn mặt đen đúa, thân hình gầy gò, thế nhưng đôi mắt bắn ra tinh quang. Từ khí tức mơ hồ trên người hắn có thể nhận ra, hắn là vũ xuất tam trọng giống như Âu Dương Lãnh Tật. Mà Vương Sán Nhiên kia đôi mắt hiện lên sự âm lệ, mặc một bộ y phục màu trắng khí tức không kém Khang Tử Vân, là linh xuất tam trọng. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi. Nam Hải Môn và Bảo Đài Môn này Lục Lâm Thiên cũng biết, hai môn phái này giống như Quỷ Vũ Tông đều là thế lực nhị lưu. Lúc này ba môn phái tụ tập cùng một chỗ Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong thế lực của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo cũng có không ít thế lực nhị lưu phía dưới. Mà Quỷ Vũ Tông, Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn này chính là thế lực nhị lưu dưới trướng Hóa Vũ Tông, vì Hóa Vũ Tông giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hóa ra là hai vị trưởng môn, thất lễ. Lục Lâm Thiên khẽ thi lễ, thế lực của hai sơn môn này không dưới Quỷ Vũ Tông. Trong môn ít nhiều cũng có cường giả trấn thủ, Lục Lâm Thiên cũng không muốn đắc tội. Trần trưởng môn, Vương trưởng môn, để ta giới thiệu với hai vị một chút, đây là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Lập tức Đới Cương Tử giới thiệu Lục Lâm Thiên với Trần Ngọc Đông và Vương Sán Nhiên. Ân, hai người này thấy Lục Lâm Thiên hành lễ chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi. Phi Linh Môn bọn họ còn chưa nghe nói qua. Thực lực Lục Lâm Thiên bọn họ âm thầm tra xét không thấu thế nhưng cũng không có để ý nhiều. Một môn phái tam lưu đương nhiên bọn họ không đặt vào trong mắt. Đối với thái độ của hai người này Lục Lâm Thiên cũng không để ý, thế nhưng vẫn âm thầm lưu ý. Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn hắn cũng không cần quá coi trọng. Trần Ngọc Đông, đệ tử các ngươi làm đệ tử chúng ta bị thương. Nếu như ngày hôm nay không cho ta một cái công đạo vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này trong đám thế lực đối diện, một lão giả mặc hắc y sắc mặt âm hàn tiến lên phía trước, khí tức quanh người tỏa ra, không ngờ cũng là Vũ Xuất. La Chí Cương, đệ tử của ngươi không bằng người khác, bị đệ tử của ta đả thương ngươi lại không biết xấu hổ tới tìm ta, ngươi không sợ mặt mũi của ngươi bị mất sao? Trần Ngọc Đông lạnh lùng quát lên một tiếng. Ha ha! Địa cương môn quả thực là nực cười, đệ tử trong môn kỹ không bằng người, lại tìm sư phụ xuất đầu, thực sự là uất ức. Lẽ nào đệ tử địa cương môn chỉ có vậy thôi sao? Vương Sán Nhiên cũng lớn tiếng phụ họa, Bảo Đài Môn, Quỷ Vũ Tông, Nam Hải Môn, ba cỗ thế lực này bình thường âm thầm đấu đá nhau, thế nhưng trước mặt các thế lực khác lại vô cùng đồng lòng. Trần Ngọc Đông, ngươi bớt nói nhảm đi, nếu như đệ tử ngươi một mình đánh thắng đệ tử ta cũng không phản đối. Thế nhưng sáu tên đệ tử ngươi lại xuất thủ đối phó với một người đệ tử của ta. Ngươi, quả thực là con mẹ nó không biết xấu hổ, lại còn dám không biết xấu hổ nói đệ tử ta kỹ không bằng ngươi. Lão giả âm lệ kia lập tức nói. Nực cười, một đám đệ tử ta đấu với một tên đệ tử ngươi có gì là không được. Có quy định nào không cho phép một đám không được đánh một người sao? Trần Ngọc Đông lớn tiếng nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên. Nghe những lời này vốn hắn còn tưởng rằng đệ tử Trần Ngọc Đông thực lực cường hãn, đệ tử của lão giả kia thực lực yếu hơn không bằng người khác. Ai ngờ đệ tử của Trần Ngọc Đông lại vây công một người lại còn lớn tiếng như vậy. Quả thực Trần Ngọc Đông này đúng là cực phẩm trong đám người không biết xấu hổ. Trưởng môn, người vừa nói chính là trưởng môn La Chí Cương của địa cương môn, bên cạnh hắn còn có tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoan Tông, trưởng môn Tần Minh Ba của Côn Sơn Môn. Ba sơn môn này đều là thế lực nhị lưu giống như ba người kia, đều là thế lực của Hắc Sát Giáo. Diệp Mỹ truyền âm nói với Lục Lâm Thiên.
Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua đội hình đối phương. Bên người La Chí Cương kia hiện tại còn có một phụ nhân chừng 30 tuổi, phong vận thành tục, dáng dấp diễm lệ, ăn mặc cực kỳ hào phóng. Hơn phân nửa bộ ngực sữa lộ ra ngoài, đặc biệt là ánh mắt mang theo xuân ý nhộn nhạo dường như lúc nào cũng khiêu khích người khác, hẳn là tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoan Tông. Còn một đại hán áo xanh tuổi chừng 40, tu vi thoạt nhìn cũng đã tới vũ xuất. Hẳn là Tần Minh Ba trong lời Diệp Mỹ nói, trưởng môn Côn Sơn Môn. Côn Sơn Môn này cũng là thế lực nhị lưu, thực lực trong môn cũng không dưới Quỷ Vũ Tông. Nhiều trưởng môn thế lực nhị lưu đều tới Sơn Mạch Vũ Hải, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thán một câu. Có lẽ bởi vì cả đám người này đều biết tin tức bảo vật của Bách Thú Cốc cho nên mới tới đây. Xem ra bảo vật khống chế yêu thú của Bách Thú Cốc quả thực có lực mê hoặc vô cùng lớn. Trần Ngọc Đông, chuyện này địa cương môn của ta sẽ không để yên cho Nam Hải môn các ngươi. La Chí Cương quát lớn. Sợ ngươi sao, ngươi có muốn động thủ luôn không? Nam Hải môn của ta không phải dễ chọc. Trần Ngọc Đông cười lạnh một tiếng, thực lực của song phương không kém nhau là mấy cho nên cũng không sợ gì đối phương. Trần Ngọc Đông nói xong, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn lên phía không trung. Trong nháy mắt giữa không trung có một đầu yêu thú to lớn xoay quanh ở trên bầu trời. Yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Cảm nhận khí tức của đầu yêu thú này, Lục Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Lập tức có mấy đạo thân ảnh từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Hơn 10 người nhảy xuống tức thì hấp dẫn ánh mắt của đám người. Nhìn hơn 10 người đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt mọi người có mặt đều khẽ biến hóa. Một vũ xuất thất trọng, hai vũ xuất tam trọng, 9 vũ tướng. Lục Lâm Thiên quét mắt qua, tuy rằng không thể nhìn ra thực lực của những người này thế nhưng bằng vào khí tức trên người cũng có thể suy đoán. Lão giả chừng 50 tuổi dẫn đầu vẻ mặt mang theo vẻ cao ngạo, khí tức rõ ràng không bằng Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ thế nhưng cũng không kém là bao cho nên Lục Lâm Thiên suy đoán lão giả này hẳn là vũ xuất thất trọng. Tham kiến Hà trưởng lão. Lúc này đám người đới cương tử lập tức nhanh chóng đi tới trước mặt lão giả này rồi hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Trưởng môn, là người Hóa Vũ Tông tới. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Chư vị trưởng môn sao lại tới sớm vậy, có chuyện gì đang xảy ra? Lão giả chừng 50 tuổi kia có lẽ đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt khẽ đảo qua mọi người, lập tức nói với đám người đới cương tử, Vương Sán Nhiên và Trần Ngọc Đông. Hà trưởng lão, người địa cương môn này dám tìm chúng ta gây phiền phức, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Trần Ngọc Đông khẽ cười nói, trước mặt vị Hà trưởng lão này hắn vô cùng cung kính. Việc nhỏ là tốt rồi. Ánh mắt Hà trưởng lão rơi vào đám người rồi nói. Địa cương môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn môn các ngươi cũng tới sớm nhỉ, đám người các ngươi tản ra đi thôi. Hừ, khá lắm Hóa Vũ Tông, dám khi dễ người của Hắc Sát giáo chúng ta sao? Hà Dược Đông, đã lâu không gặp lẽ nào ngươi đã không coi Hắc Sát giáo của chúng ta ra gì rồi? Một tiếng quát lạnh truyền tới, trong không trung đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng xuất hiện. Lúc này cũng có mười mấy đạo thân ảnh nhảy xuống. Trưởng môn, là người của Hắc Sát giáo. Thanh âm của Diệp Mỹ vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Ngũ quần phàm, Hắc Sát giáo các ngươi thì sao? Không ngờ tốc độ của các ngươi cũng không chậm, nhanh như vậy đã tới Sơn Mạch Vũ Hải này rồi. Sắc mặt vị Hà trưởng lão kia khẽ đổi một chút rồi nói với một đại hán mặc trường sam màu đen dẫn đầu. Không phải tốc độ của Hóa Vũ Tông các ngươi cũng không chậm sao? Bảo vật của Bách Thú Cốc rơi vào trong tay ai vậy thì phải nhìn vào bản lĩnh của kẻ đó. Cho dù Hóa Vũ Tông các ngươi tới sớm cũng vô dụng. Đại hán mặc trường sam màu đen này hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ánh mắt âm trầm đảo qua đám người đới cương tử, Trấn Ngọc Đông. Tham kiến ngũ trưởng lão. Đám người La Chí Cương nhìn thấy người của mình tới lập tức tiến lên nghênh đón. Đều là cường giả a. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Ngũ trưởng lão của Hắc Sát giáo này cũng có thể là vũ xuất thất trọng, phía sau hắn còn có hai vũ xuất. Xem ra thực lực của nhất tông nhất giáo nhất trang đối với bảo vật của Bách Thú Cốc cũng vô cùng voi trọng. Tất cả đều là vì bảo vật của Bách Thú Cốc mà tới, phải xem bản lĩnh của chính mình, tất cả tự mình tìm đi. Hà trưởng lão nói, chư vị trưởng môn, chúng ta đi thôi. Trong Hắc Sát giáo... Ánh mắt âm trầm của vị ngũ trưởng lão kia đảo qua đám người Hà Dược Đông rồi lập tức nói với đám người La Chí Cương. Sắc mặt đám người La Chí Cương trầm xuống thế nhưng cũng không nói nhiều lời,
hung hăng nhìn Trần Ngọc Đông một cái, dường như thù này đã kết vậy. Đám người này rời đi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ thế lực trong cổ vực cũng không kém, phỏng chừng phi linh môn hắn muốn phát triển sẽ gặp không ít trở ngại. Chư vị trưởng môn, các ngươi tìm kiếm thế nào rồi? Có tin tức của Bách Thú Cốc hay không? Sau khi đám người Hắc Sát giáo cùng thế lực của mình rời khỏi, Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông lập tức hỏi đám người Đới Cương Tử, Trần Ngọc Đông và Vương Sán Nhiên. Hà trưởng lão, chúng ta đã tới đây mấy ngày trước thế nhưng còn chưa tìm được đầu mối về hai người nọ. Sơn mạch Vụ Hải này quá lớn, muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chư vị trưởng môn, vậy thì mọi người cùng nhau tìm đi. Ta cũng đã nói trước, tuy rằng mọi người cùng nhau tìm bảo vật của Bách Thú Cốc, đến lúc đó phải dựa vào vận khí của chính mình, rơi vào tay ai thì chính là của người đó. Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông nói, mọi người cùng nhau tìm cũng tốt. Ta nghe nói lúc này cũng có không ít cường giả tán tu cũng tiến vào trong sơn mạch Vụ Hải, đều là người không dễ chọc, chúng ta đi cùng nhau cũng an toàn hơn một chút. Trần Ngọc Đông nói, có lẽ huynh muội Hoa Gia đã tiến vào sâu bên trong, chúng ta mau chóng đi tìm bọn họ. Hà trưởng lão nói xong lập tức đi về phía trước. Đới tông chủ, ta cáo từ. Mọi người đều rời đi, Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Hắn cũng không muốn ở lại địa phương này. Chỗ này cường giả không ít, hắn muốn đục nước béo cò cũng không được. Nếu có lợi cũng không tới phiên hắn. Lùi một bước mà nói, Lục Lâm Thiên có cảm giác, muốn tìm huynh muội Hoa Gia của Bách Thú Cốc chỉ sợ vô cùng xa vời. Một đám người thanh thế to lớn đi vào, chỉ cần huynh muội Hoa Gia còn sống nghe được động tĩnh như vậy nhất định sẽ chạy khỏi rất xa. Lục trưởng môn, ngươi không định đi cùng chúng ta sao? Đới Cương Tử nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên. Không. Ta đối với bảo vật của Bách Thú Cốc không có hứng thú. Ta chỉ tới sơn mạch Vụ Hải kiến thức một phen mà thôi cho nên không cần đi cùng nhau. Lục Lâm Thiên nói. Lúc này không ít ánh mắt đã rơi vào trên người Lục Lâm Thiên, không ít người dùng ánh mắt coi thường nhìn hắn. Không có thực lực lại dám chạy loạn trong sơn mạch Vụ Hải, quả thực là tìm chết mà. Lục trưởng môn, hiện tại sơn mạch Vụ Hải này cường giả như mây, ngươi nên đi cùng chúng ta thì hơn, độ an toàn cũng cao hơn một chút. Đới Cương Tử lập tức nói, sắc mặt vô cùng thân thiết. Không sao, nếu như có gì nguy hiểm thì là do ta bạc mệnh. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng hắn biết Đới Cương Tử này không phải thực sự quan tâm tới mình mà chỉ lo lắng tới giải dược mà thôi. Về phần nguy hiểm trong lòng Lục Lâm Thiên cười thầm, đám người Hóa Vũ Tông cùng với Bảo Đào Môn cho dù có vũ xuất cường giả cũng vẫn kém một bạch linh. Đới Tông Chủ, chúng ta đi thôi. Một phi linh môn mà thôi không nên làm chậm trễ việc của chúng ta. Vương Sán Nhiên nói với Đới Cương Tử. Đới Tông Chủ, các ngươi đi đi, ta đi trước một bước. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Sán Nhiên, lập tức xoay người đi. Hừ, tiểu tử chưa dứt sữa, không biết nơi này vô cùng nguy hiểm, cho dù chết cũng đáng đời. Không ít cường giả khinh thường thầm nói. Đới Tông Chủ, tiểu tử này là ai? Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên. Hà Dương Đông lập tức hỏi Đới Cương Tử. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Long và Bạch Linh trên vai Lục Lâm Thiên vài lần. Hà trưởng lão, người này là trưởng môn Phi Linh Môn, một thế lực dưới trướng Quỷ Vũ Tông ta. Đới Cương Tử nói. Phi Linh Môn nho nhỏ mà thôi không cần phải để ý. Không biết Đới Lão Tông Chủ có khỏe không? Khi nào trở về Quỷ Vũ Tông nhờ Đới Tông Chủ hỏi thăm dùm ta một tiếng. Hà Dược Đông hỏi Đới Cương Tử, ánh mắt có chút kỳ lạ. Dường như đã biết chuyện đoạt quyền trên Quỷ Vũ Tông, thế nhưng hắn cũng không biết người mạnh nhất Quỷ Vũ Tông là Đới Lão Quỷ đã bị đánh chết. Gia phụ rất khỏe, đa tạ Hà trưởng lão quan tâm. Đới Cương Tử nói, tin tức phụ thân đã chết hắn cũng không dám nói ra. Nếu như thiếu mất thứ làm cho người ta kinh sợ vậy thì Quỷ Vũ Tông sẽ gặp phiền phức lớn. Mọi người lập tức rời đi, cũng không có ai nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Phi linh môn nho nhỏ này không ai để vào trong mắt. Đương nhiên Đới Cương Tử thì không giống vậy, chỉ có hắn mới biết thực lực của phi linh môn mạnh mẽ như thế nào. Trưởng môn, sao lại không ở cùng đám người Quỷ Vũ Tông một chỗ? Nhiều người muốn tới đây tìm người Bách Thú Cốc như vậy, cơ hội cũng lớn hơn một chút. Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi thực sự nghĩ như vậy sao? Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Chuyện này, xem ra trưởng môn đã có dự định khác. Diệp Mỹ nhíu mày rồi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đối với vị trưởng môn trước mắt này nàng vẫn luôn không nhìn thấu,
vì vậy mới luôn có cảm giác hiếu kỳ. Diệp phó đường chủ, người tả qua dáng dấp huynh muội Hoa gia một chút cho ta xem. Lục Lâm Thiên nói với Diệp Mỹ. Huynh muội Hoa gia đều có thân hình tráng kiện bởi vì quanh năm làm bạn với yêu thú cho nên lớn lên không khác dã thú là bao. Dáng người cao lớn, hoa mãn ngọc vô cùng diễm lệ, có thể coi là khuynh quốc khuynh thành, về phần những cái khác ta thực sự không biết hình dung như thế nào. Diệp Mỹ nói. Nghịch Lân yêu bằng, thiên sĩ tuyết sư, các người có nghe được không? Đi phụ cận tìm một ít yêu thú hỏi thăm một chút xem có tin tức của hai người kia không? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói với thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng trên không trung. Đám yêu thú tức thì rời khỏi bầu trời. Nhìn thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng Lục Lâm Thiên khẽ cười. Muốn tìm người tốt nhất là nên hỏi đám yêu thú bản địa. Phương diện này đám thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng là tốt nhất. Vẫn là trưởng môn lợi hại. Diệp Mỹ mỉm cười, lập tức nói. Hoa gia đối với yêu thú có không ít bản lĩnh. Chỉ sợ muốn từ trong miệng yêu thú hỏi tin tức huynh muội Hoa gia cũng không dễ dàng. Chỉ cần có tin tức huynh muội Hoa gia là được, muốn hỏi cũng không khó. Lục Lâm Thiên nói, đối với chuyện này Lục Lâm Thiên vô cùng tự tin, bằng vào huyết mạch cực cao của thiên sĩ tuyết sư và nghịch lân yêu bằng, yêu thú bình thường sẽ không dám nói dối. Chỉ cần huynh muội Hoa gia còn ở sơn mạch Vụ Hải muốn tìm cũng không quá khó khăn. Chỉ sợ huynh muội hai người đã bị đánh chết hoặc là rời khỏi sơn mạch Vụ Hải mà thôi. Tìm hiểu chung quanh một chút, hai người nhanh chóng đi về phía trước. Dọc đường đi, Lục Lâm Thiên đối với việc tìm cứu huynh muội Hoa gia cũng không quá sốt ruột, ngược lại còn không ngừng lĩnh ngộ thuộc tính. Có những lúc thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc nửa canh giờ đứng bất động, dường như có điều lĩnh ngộ. Đêm đến, dưới màn đêm bao phủ, sơn mạch Vụ Hải vốn đã lờ mờ lúc này thêm đen kịt. Tuy rằng ánh sáng đối với tu luyện giả mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng chỉ là đối với cường giả mà thôi. Chỉ đến khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định thì ngày cũng như đêm. Thế nên đối với Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ mà nói, ảnh hưởng cũng vẫn có. Sương mù bao phủ dày đặc, ánh trăng không thể xuyên qua màn đêm đen kịt. Hai người Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ nhanh chóng tìm một sơn cốc đặt chân, cả hai khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngồi ở bên trong sơn cốc. Lúc này Lục Lâm Thiên đang bắt đầu lĩnh ngộ thuộc tính thổ. Dường như hắn có cảm giác có một cỗ năng lượng bên trong đại địa đang liên hệ với thân thể mình, đang cùng nhau hô ứng với năng lượng thổ hệ bên trong cơ thể. Theo sự lĩnh ngộ gần đây, trong lúc vô hình Lục Lâm Thiên có thể đơn giản tìm được một loại cảm giác rất dễ dàng tiến vào bên trong trạng thái huyền ảo kia. Chậm rãi lĩnh ngộ, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Diệp Mỹ cách Lục Lâm Thiên không xa lúc này chưa tiến vào trạng thái tu luyện. Ánh mắt không khỏi tò mò nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Gần đây ở chung khiến cho nàng có chút lý giải về vị trưởng môn này. Người này không nói nhiều lắm, là một người gian trá vô cùng, thế nhưng đối với tu luyện lại là một cuồng nhân, cho dù bước đi cũng có thể tu luyện. Đôi mắt xinh đẹp nhìn một lát rồi Diệp Mỹ lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng trong sơn mạch Vụ Hải này có không ít yêu thú, thế nhưng có Tiểu Long ở đây. Chỉ cần thả ra một chút khí tức là yêu thú bình thường căn bản không dám tới gần. Trong lúc lĩnh ngộ thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng, một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau Lục Lâm Thiên dừng lĩnh ngộ, giống như hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ được một lát mà thôi. Tiếp tục xuất phát. Lục Lâm Thiên khẽ vặn người, khuôn mặt mỉm cười nói. Dường như một đêm lĩnh ngộ cũng có chút thu hoạch. Sáng sớm trên sơn mạch Vụ Hải, sương mù càng thêm đậm đặc. Tầm nhìn cũng bị ảnh hưởng thêm không ít. Trong lúc di chuyển trong rừng, tay Lục Lâm Thiên không ngừng vung lên, dường như đang đánh ra từng đạo thủ ấn, không gian trước mặt hắn khẽ rung động, nhìn qua vô cùng huyền ảo. Siêu siêu, mấy tiếng xé gió truyền tới, giữa không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh lăng không đi tới. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Lục Lâm Thiên lập tức cảnh giác. Siêu siêu, trong nháy mắt. Trong ánh mắt Lục Lâm Thiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh đều lăng không phi hành, không thể nghi ngờ mấy người này đều là vũ xuất. Úc Khánh, người không chạy thoát được đâu. Phía trước mặt ba người kia có một người đang nhanh chóng chạy đi. Lập tức trong ba người kia có một người nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn. Phanh! Trưởng ấn đánh ra khiến cho không gian vặn vẹo, toàn bộ không gian đột nhiên co rút lại, kể cả không gian chung quanh người đang chạy phía trước. Siêu! Người nhanh chóng chạy về phía trước kia quanh thân có một cỗ lực lượng bàng bạc bạo phát, không ngờ lại phá vỡ không gian mà chạy trốn kéo theo thanh âm bạo liệt vang vọng ở phía sau.
Phanh! Thanh âm bạo tạc vang vọng không gian, sóng gợn trực tiếp khuếch tán ra chung quanh. Trường ấn ở giữa không trung nổ vang khiến cho không gian rung động kịch liệt. Kinh khí cường hãn khuếch tán trên bầu trời. Dưới lực lượng đáng sợ này, không gian trực tiếp vặn vẹo, giống như một quả bom vừa nổ tung vậy. Người phía trước tuy rằng chạy ra khỏi không gian đang vặn vẹo kia, thế nhưng lúc này bản thân cũng bị dư ba lực lượng đánh vào, hơn nữa dường như lúc trước cũng bị trọng thương cho nên lúc này bị đánh bay xuống mặt đất, vừa vặn rơi xuống trước người Lục Lâm Thiên không xa. Khục khục, người này rơi xuống mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Linh xuất tứ trọng, cảm nhận khí tức của người này Lục Lâm Thiên nhíu mày, người này không ngờ lại là linh xuất tứ trọng. Siêu siêu. Lúc này ba đạo thân ảnh phía sau trực tiếp đáp xuống mặt đất. Ba người này đều là những đại hán chừng 3 đến 40 tuổi. Cảm nhận khí tức của ba người này, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống, đại hán đầu lĩnh là một vũ xuất ngũ trọng. Phía sau hắn là một vũ xuất tứ trọng và một vũ xuất nhất trọng. Khí vương Úc Khánh. Diệp Mỹ kinh hô một tiếng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía linh xuất tứ trọng bị thương nặng kia. Diệp phó đường chủ, người biết hắn sao? Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn linh xuất tứ trọng đang bị thương nặng kia. Người này mặc một bộ y phục đỏ như lửa, mày kiếm mắt to, ánh mắt sáng sủa. Ước chừng khoảng 40 tuổi, người có tu vi vũ xuất thọ mệnh đều tới mấy trăm năm, hơn nữa lại là tu luyện giả cho nên tốc độ già đi cực kỳ chậm chạp. Vì vậy chỉ nhìn dáng dấp không thể nào đoán ra tuổi tác thực sự. Trưởng môn, người này là Úc Khánh, thường được người ta gọi là khí vương Úc Khánh. Binh khí hắn luyện chế ra cực kỳ thịnh hành trong cổ vực, là vạn kim khó cầu. Tạo nghệ trên phương diện luyện khí không phải người bình thường có thể so sánh được. Diệp Mỹ nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Úc Khánh, giao thứ đó ra đây, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái. Vũ xuất ngũ trọng kia nhìn đại hán nằm trên mặt đất rồi nói. Quách đại, ngươi muốn nói tới vật gì? Ta không biết ngươi đang nói gì. Các ngươi nhân lúc ta đang luyện chế binh khí vây công ta. Ba huynh đệ Quách thị các ngươi quả thực quá vô sỉ. Máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng đại hán kia, thương thế rõ ràng cực kỳ nghiêm trọng. Úc Khánh, ngươi không cần giả ngu. Ngươi bế quan 3 năm, trốn ở trong sơn mạch Vũ Hải chỉ có ba huynh đệ chúng ta biết ngươi đang luyện chế linh khí. Giao ra linh khí, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Đại hán vừa nói kia lúc này lạnh nhạt nói. Linh khí nào, ta căn bản không biết. Ánh mắt đại hán kia trầm xuống rồi nói. Đại ca, nhiều lời vô ích với hắn làm gì, trực tiếp đánh chết là được. Đến lúc đó tất cả mọi thứ của hắn là của chúng ta. Trong ba người, tên vũ xuất tứ trọng lạnh nhạt nói. Ba huynh đệ Quách thị nhà các ngươi, nếu như hôm nay ta không chết vậy thì ngày khác sẽ tìm diệt cả nhà các ngươi. Đại hán kia quát lên. Úc Khánh, bằng vào danh khí của ngươi muốn tìm người diệt Quách gia ta quả thực cũng có khả năng. Thế nhưng ngươi sẽ không có cơ hội đó rồi. Lẽ nào ngươi cho rằng ngày hôm nay ngươi còn có thể chạy thoát khỏi tay ba huynh đệ chúng ta sao? Hừ. Đại hán nằm trên mặt đất kia hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Bị ba huynh đệ Quách thị kia vây công, bản thân bị trọng thương, hắn đương nhiên biết mình muốn chạy thoát sẽ cực kỳ khó khăn. Đại ca, nhị ca, các huynh đối phó Úc Khánh, bên kia còn có hai người không sợ chết, để đi giải quyết. Trong ba người, lúc này vũ xuất nhất trọng kia đột nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ phía xa. Trưởng môn, chúng ta đi mau. Diệp Mỹ tức thì cả kinh nói. Là Quách thị tam hùng, trong cổ vực ba người này có tiếng hung ác, rất khó trêu chọc. Không vội, chúng ta nhìn xem một chút. Nhìn vũ xuất nhất trọng đang đi tới, Lục Lâm Thiên cũng không có ý tứ muốn chạy trốn. Hóa ra còn có một nữ nhân dáng dấp không tồi, vừa vặn có thể bồi tiếp đại gia một phen. Đại hán vũ xuất nhất trọng kia trong nháy mắt đi tới trước người Lục Lâm Thiên và Diệp Mỹ. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ nở nụ cười âm hiểm. Nữ tử như vậy quả thực là hiếm thấy. Chỉ sợ ngươi còn không có bổn sự này. Người của ta không phải là thứ một vũ xuất nhất trọng nho nhỏ như ngươi có thể động vào. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói một tiếng. Vũ xuất nhất trọng, coi như bằng vào thực lực của hắn cũng có thể đánh lại. Muốn giết có lẽ không phải vấn đề quá khó. Ồ. Tiểu tử ngươi quả thực vô cùng càn rỡ. Lẽ nào là đệ tử sơn môn nào mới tới, sống an nhàn quá lâu rồi sao? Đại gia ta ngày hôm nay trước tiên sẽ giải quyết ngươi. Vũ xuất nhất trọng này ngạc nhiên,
một cỗ sát ý tỏa ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng xứng sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên vẻ vui mừng, hắn luôn muốn tìm một tên vũ xuất nhất trọng làm đối thủ, lúc này chính là cơ hội, thực lực vũ xuất nhất trọng này vừa khéo làm đối thủ của hắn. Khặc khặc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, muốn chết. Ánh mắt vũ xuất nhất trọng này toát ra sát ý. Nói xong, trong tay đánh ra một đạo trưởng ấn lam sắc tốc độ như thiểm điện trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Phanh! Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh vào ngực Lục Lâm Thiên. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên bị nghiền nát. Trưởng môn! Sắc mặt Diệp Mỹ đại biến khẽ hô lên một tiếng. Lập tức ánh mắt khẽ nhíu lại, lúc này nàng cũng thấy thân thể nghiền nát của Lục Lâm Thiên không có máu tươi bắn ra cho nên đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Ồ! Lúc này sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia hơi ngạc nhiên. Dường như hắn thật không ngờ tốc độ của Lục Lâm Thiên lại nhanh như vậy. Trước mặt hắn cũng có thể chạy trốn, trong lòng lúc này vô cùng kinh ngạc. Tốc độ của vũ xuất nhất trọng quả thực vẫn có chút chậm chạp. Thân thể Lục Lâm Thiên xuất hiện cách đó 10 thước, trên vai Diệp Mỹ lúc này xuất hiện Tiểu Long và Bạch Linh. Lục Lâm Thiên đã âm thầm nói với Bạch Linh không cần xuất thủ để hắn một mình thử thực lực vũ xuất nhất trọng một chút. Tiểu tử, tốc độ cũng không chậm nha. Sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia tức thì âm trầm. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười. Là tốc độ của ngươi quá chậm mà thôi. Lão Tam, đừng chơi đùa nữa. Nhanh giải quyết tiểu quỷ kia đi. Phía xa, hai người còn lại đã không nhịn được nữa. Hai người bọn hắn còn tưởng rằng Lão Tam nhà mình đang chơi đùa với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử kiêu ngạo. Vũ xuất nhất trọng này nhíu mày lạnh lùng quát lên một tiếng. Chân khí quanh người bùng ra. Bàn tay khẽ nắm chặt. Trong chiếc nhẫn chữ vật có một đạo lưu quang hiện lên. Một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn. Thanh đại đao này dài chừng một thước, trên thân đao có mấy đạo bí văn, hàn mang tỏa ra bốn phía, phẩm chất quả thực không tồi. Trước tiên bổ sống tiểu tử này đã. Bàn chân tên vũ xuất nhất trọng kia khẽ điểm một cái. Đại đao trong tay vung lên rồi đánh về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể hắn giống như một đạo lưu tinh, nhanh như thiểm điện. Đại đao trong tay đại hán vũ xuất nhất trọng này mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xé rách không gian, đao mang trên trăm thước nhanh chóng hình thành. Sau đó hung hăng bổ xuống phía dưới. Trên đao mang này rõ ràng đã khiến cho không gian chung quanh chấn động. Cường giả vũ xuất lực lượng công kích ít nhiều cũng kèm theo một chút lực lượng không gian. Trong nháy mắt thân thể Lục Lâm Thiên đã bị bao phủ trong đó. Lúc này kình phong cường hãn khiến cho Lục Lâm Thiên cảm thấy toàn thân đau đớn. Thanh linh khải giáp. Khẽ quát lên một tiếng, vòng xoáy dưới chân Lục Lâm Thiên chợt lóe. Thân ảnh dưới đao mang này trực tiếp lấy một tốc độ quỷ nhị tránh thoát. Phanh phanh phanh. Đao mang do vũ xuất nhất trọng kia đánh xuống trực tiếp va chạm với mặt đất. Tức thì trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nẻ, những cái khe nứt chạy dài ra chung quanh. Vô số cây đại thụ che trời nổ tung, gỗ vụn bắn ra tứ phía. Đây là tốc độ của vũ xuất nhất trọng sao? Quả thực ngươi khiến cho ta quá thất vọng. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện cách đó chừng trăm thước. Ánh mắt nhìn vào vũ xuất nhất trọng kia rồi lạnh nhạt nói. Mà lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi từng lớp lân phiến. Nhìn thanh linh khải giáp bao trùm cơ thể Lục Lâm Thiên, khí vương Úc Khánh phía xa còn có hai vũ xuất kia cũng vô cùng kinh ngạc. Muốn chết! Sắc mặt vũ xuất nhất trọng trầm xuống. Lúc này dường như mặt mũi cũng đã mất hết. Đại đao trong tay chuyển động. Đao mang sắc bén lần thứ hai hung hăng cắt vỡ không gian mang theo kình khí cường hãn tạo thành thanh âm vang vọng trong không trung bắn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy công kích lần thứ hai của vũ xuất nhất trọng này, sắc mặt Lục Lâm Thiên vẫn không biến đổi. Quang mang chợt lóe, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một vòng xoáy. Quanh thân thể hắn lúc này mơ hồ vang lên tiếng xé gió trầm thấp rồi đột nhiên thân ảnh biến mất một cách vô cùng quỷ dị. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh chóng rời khỏi đao mang rồi biến mất. Đao mang đánh xuống mặt đất. Phanh phanh. Đao mang cắt ngang không gian mang theo kình khí khủng bố bổ xuống mặt đất nơi Lục Lâm Thiên vừa đặt chân. Đao mang hạ xuống tức thì khiến cho toàn bộ mặt đất rung động. Trong thanh âm bạo liệt, một cái khe lớn từ vị trí đao mang bổ xuống kéo dài ra chung quanh. Phanh phanh. Những cây đại thụ gần cái khe này trực tiếp nổ tung. Kinh khí lúc này mới chậm rãi khuếch tán. Lực lượng cường hãn như vậy khiến cho Diệp Mỹ nhíu mày, loại thực lực này chí ít nàng cũng không thể chống lại. Vũ tướng cửu trọng và vũ xuất nhất trọng cách nhau một ranh giới lớn, thường nhân như nàng khó có thể vượt qua được.
ha ha, hóa ra vũ xuất nhất trọng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên tiếp tục xuất hiện ở phía xa, miệng khẽ cười lớn một tiếng. Trong lòng hắn cũng biết vừa rồi nói là dễ dàng như vậy thế nhưng hắn cũng phải dùng toàn lực thi triển phù quang lược ảnh mới có thể nguy hiểm thoát ra ngoài được. Tốc độ của vũ xuất nhất trọng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà vũ xuất nhất trọng trước mắt hắn này thực lực cũng khá là cường hãn. Chỉ là lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng vui vẻ. Khi trước, bản thân hắn ở trước mặt vũ xuất nhất trọng vô hình chung sẽ bị một áp lực vô cùng lớn, thế nhưng lúc này áp lực ấy đã nhỏ đi rất nhiều. Tu vi hiện tại của hắn đã là vũ tướng thất trọng đỉnh phong, hơn nữa lại thêm các loại thủ đoạn cho nên lúc này Lục Lâm Thiên tuyệt đối có thực lực đánh một trận với vũ xuất nhất trọng. Chiến ý trong mắt Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện. Lão Tam, đệ đang làm gì vậy? Mau giải quyết tiểu tử kia đi. Xa xa, tên vũ xuất tứ trọng kia nói. Hắn vẫn còn đang tưởng rằng đệ đệ mình đang chơi đùa. Một đao nữa lại thất bại, hai hàng lông mày của đại hán vũ xuất nhất trọng này không khỏi nhíu lại. Tốc độ của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn thấy đau đầu và kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào Lục Lâm Thiên lúc này tràn ngập hàn ý. Tiểu tử, tốc độ không tồi, thế nhưng ngươi vẫn còn kém một chút. Ánh mắt sắc bén khẽ đảo qua, trong mắt vũ xuất nhất trọng này hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Đại đao trong tay run lên, một cỗ chân khí cường hãn xuất hiện, không gian chung quanh gợn sóng. Đồng thời một đao nhanh chóng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Một đao này, tốc độ và độ lớn của nó so với hai đao trước còn mạnh hơn rất nhiều. Tới lúc này vũ xuất nhất trọng này đã động thủ thực sự với Lục Lâm Thiên. Mà ngay khi vũ xuất nhất trọng này chưa động thủ, Lục Lâm Thiên đã âm thầm ngưng tụ thủ ấn. Khi vũ xuất nhất trọng chém ra một đao, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên chợt kết. Chân khí trong kinh mạch nhanh chóng tuôn ra rồi hội tụ trong lòng bàn tay. Trong không trung tức thì năng lượng hệ mộc nhanh chóng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Trong nháy mắt quang mang quanh người Lục Lâm Thiên đại thịnh, khí tức trở nên khác thường. Đao mang đánh xuống, một đạo trưởng ấn trong suốt như một khối ngọc xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra. Tức thì trưởng ấn trong suốt trên tay lúc này bắn về phía trước. Tiếp theo trưởng ấn nhanh chóng bành trướng trực tiếp bao phủ đao mang của vũ xuất nhất trọng đang tiến tới kia. Tốc độ công kích của hai người đều nhanh như thiểm điện vì vậy không có một chút dừng lại nào. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, trưởng ấn và đao mang nhanh chóng va chạm với nhau. Siêu! Hai cỗ lực lượng va chạm khiến cho không gian khẽ run rẩy. Lập tức một đám kình khí cuồng bạo khuếch tán. Sóng gợn trong không gian như sôi trào lên tạo thành thanh âm bạo liệt vang lên trong không trung. Phanh! Âm hưởng bạo liệt vô cùng lớn vang lên giữa không trung. Một cỗ năng lượng khổng lồ, kinh khủng tới cực hạn trong nháy mắt nổ tung như một quả bom. Kình phong bắn ra bốn phía, kình phong liên miên không dứt chồng chất lên nhau giống như là thiên la địa vòng lập tức bao phủ không gian chừng nghìn thước. Cả phiến không gian này vặn vẹo, rung động. Một cỗ khí tức vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra chung quanh. Vũ khí huyền cấp. Mà lúc này sắc mặt mấy người phía xa đại biến. Khí thế như vậy cũng không phải là thứ mà vũ khí hoàng cấp có thể làm được. Diệp Mỹ nhíu mày, tuy rằng nàng cũng nhận được một bộ vũ khí huyền cấp. Thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn tu luyện thành công. Thế nhưng vũ khí huyền cấp vị trưởng môn này đánh ra đã hoàn toàn đạt tới trình độ vô cùng thành thạo. Trong quang mang lục sắc hình cung kinh khủng kia, đao mang lúc này đã ảm đạm. Quang mang lục sắc cũng bị xé rách tạo thành mấy cái khe. Hai cỗ lực lượng đan xen với nhau đồng thời sắc mặt vũ xuất nhất trọng kia lúc này đại biến. Trong quang mang lục sắc hình cung này không ngờ lại trực tiếp hút ra chân khí của hắn, trong nháy mắt khiến cho chân khí của hắn không tự chủ được mà tiêu hao. Đám người phía xa há hốc mồm nhìn vào quang mang lục sắc hình cung. Lúc này phạm vi quang mang lục sắc bao phủ. Những cây đại thụ bên trong đột nhiên vàng úa, trong nháy mắt lá cây mang theo kình phong sắc bén khuếch tán về bốn phía. Trên mặt đất đột nhiên nứt nẻ, đất đá bị nghiền nát. Chỉ trong nháy mắt, phương viên chung quanh quang mang bị san bằng trụi lủi không còn một thứ gì. Đại thụ che trời héo rũ mặt đất nứt nẻ, vô số cái khe khuếch tán ra bốn phía. Sinh cơ trong không gian kia toàn bộ đều mất. Phanh phanh, lực lượng dư ba khiến cho không gian vang lên âm thanh bạo liệt. Trong lực lượng cường hãn này, thân thể Lục Lâm Thiên lập tức bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên thanh linh khải giáp, tức thì thân thể hắn bị đẩy lùi về phía sau. Thực lực của vũ xuất nhất trọng cũng không phải dễ đối phó như vậy.
Thế nhưng trong lúc bất chi bất giác Lục Lâm Thiên cũng phát hiện ra, thực lực của Vũ Xuất Nhất Trọng tuy rằng cường hãn không gì sánh được, không phải là thứ mà Vũ Tướng Cửu Trọng có thể chống lại. Thế nhưng hiện tại đối với hắn mà nói cũng không phải không có lực chống lại. Chí ít hiện tại hắn mạnh mẽ chống lại một chiêu tuy rằng là rơi vào thế hạ phong thế nhưng dựa vào thanh linh khải giáp và thân thể cường hãn, đối với bản thân hắn cũng không có trở ngại gì quá lớn. Thân thể rút lui về phía sau, đồng thời Lục Lâm Thiên đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Dường như đã có sự chuẩn bị từ sớm. Trong nháy mắt một đạo thủ ấn quỷ dị được kết, chân khí bàng bạc từ trong kinh mạch tuôn ra. Chân khí tuôn ra ngoài, chân khí trong cơ thể lập tức giống như phô thiên cái địa bạo phát ra rồi hội tụ vào trong trường ấn trong tay. Nắm tay hắn bỗng nhiên nắm chặt lại, hét lớn. Đại địa nộ hống. Cùng với tiếng quát của Lục Lâm Thiên, chân khí cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ thành một quyền ấn màu vàng mang theo thanh thế và kình phong kinh khủng. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới ổn định thân thể thì đạo quyền ấn này lập tức dược đánh về phía trước. Tiếng nổ vang lên trong không trung như tiếng sấm trong nháy mắt nện xuống mặt đất. Một quyền này được đánh ra, mặt đất trước quyền ấn đột nhiên nổ tung tóe hiện ra một cái hố sâu vài chục thước. Vô số cái khe chung quanh lấy một tốc độ đáng sợ trong nháy mắt lan tràn về phía Vũ Xuất Nhất Trọng kia. Thân thể Vũ Xuất Nhất Trọng kia lúc này cũng bị ảm nhiên tiêu linh trưởng của Lục Lâm Thiên đẩy lùi. Chân khí trong cơ thể bị tiêu hao vô cùng quỷ dị. Trong lúc hắn kinh hãi thì một đạo công kích của đối phương lập tức được đánh tới. Mặt đất lay động kịch liệt giống như địa chấn. Trong nháy mắt nứt nẻ lan tới trước người Vũ Xuất Nhất Trọng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ mặt đất truyền lên, giống như một cơn hồng thủy trút vào người đại hán này. Cạch cạch. Mặt đất phương viên 1000 thước chung quanh có những vết nứt giống như mạng nhện lan tràn về bốn phía. Lực lượng cuồng bạo mang theo kình phong sắc bén tàn sát bừa bãi. Lực lượng quá mức kinh khủng này khiến cho sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia vô cùng kinh hãi. Mặt đất chung quanh đều bị sập xuống, Vũ Xuất Nhất Trọng kia lúc này không thể thối lui, sắc mặt đại biến. Trong lúc hoảng sợ lập tức phóng lên cao. Phanh phanh. Mặt đất nứt toác ra rồi lập tức nổ tung. Toàn bộ mặt đất phương viên hơn 1000 thước chung quanh đột nhiên lún xuống hóa thành lực lượng kinh khủng phóng lên cao khiến cho không gian vặn vẹo, đồng thời cũng nhanh chóng đánh về phía Vũ Xuất Nhất Trọng đang phóng lên cao kia. Đại hán kia tuy rằng nhảy lên không trung thế nhưng tốc độ của lực lượng kinh khủng này lại quá nhanh chóng khiến cho hắn bị ảnh hưởng, thân thể trực tiếp bị đánh trúng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể Vũ Xuất Nhất Trọng ở giữa không trung bị lực lượng mạnh mẽ va chạm, quang cháo quanh người lập tức nứt vỡ khiến cho không gian gấp khúc, thế nhưng cũng không hoàn toàn vỡ nát. Chỉ là lúc này sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia trắng bệch. Rõ ràng hắn cũng đã bị tổn thương. Một trường quỷ dị hệ mộc kia của Lục Lâm Thiên lúc trước đã khiến cho hắn tiêu hao không ít thực lực. Mà đại địa nộ hống của Lục Lâm Thiên lần này lại là công kích thổ hệ, chính là lực lượng nặng nề, lực công kích cường hãn. Chỉ cần nhìn vào độ mạnh yếu của công kích có thể nói đại địa nộ hống mạnh hơn một chút. Lúc này Vũ Xuất Nhất Trọng kia bị tổn thương cũng là chuyện bình thường. Lục Lâm Thiên bằng vào đan điền khổng lồ, chỉ dùng tu vi Vũ Tướng Thất Trọng đỉnh phong cũng có thể đánh lại Vũ Tướng Cửu Trọng. Lần này liên tục tung ra hai đạo công kích huyền cấp sơ giai cũng miễn cưỡng có thực lực đủ để chống lại Vũ Xuất Nhất Trọng. Lục Lâm Thiên phối hợp tốc độ và sự quỷ dị của ảm nhiên tiêu linh trưởng, hơn nữa lại thêm sự chủ quan của Vũ Xuất Nhất Trọng cho nên kết quả hiện tại cũng nằm trong dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Mỹ vô cùng kinh ngạc, thực lực của trưởng môn hoàn toàn vượt qua dự liệu của nàng. Bằng vào tu vi Vũ Tướng không ngờ có thể thực sự đánh lại Vũ Xuất. Lão Tam, không được sơ ý. Tiểu tử này là vũ giả tam hệ, mau dùng toàn lực đánh chết hắn đi. Xa xa, hai đại hán Vũ Xuất kia khẽ biến sắc, kinh ngạc. Từ đầu Lục Lâm Thiên thi triển thuộc tính phong, vừa rồi lại thi triển công kích thổ hệ và mộc hệ. Vũ giả tam hệ tuyệt đối khiến cho bọn họ kinh hãi. Khí vương Úc Khánh bị thương nặng nằm trên mặt đất cũng vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên hắn cũng nhận ra được khí tức vũ tướng của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng không ngờ thanh niên kia lại có thực lực chống lại Vũ Xuất. Loại cảnh tượng quỷ dị này khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Đồng thời đối với thân phận vũ giả tam hệ của Lục Lâm Thiên cũng kinh ngạc không ngớt. Đối với thân phận vũ giả tam hệ của Lục Lâm Thiên, Diệp Mỹ dường như chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, phải thừa nhận rằng ngươi có chút bản lĩnh. Trên bầu trời, sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia trầm xuống. Một cỗ sát ý không chút che giấu bắn về phía Lục Lâm Thiên. Chỉ là có chút bản lĩnh sao?
Có lẽ hiện tại ngươi cũng không dễ chịu gì đúng không? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong tay lập tức ngưng kết thủ ấn, trong không gian mơ hồ có một cỗ năng lượng vô hình hội tụ. Hừ, Vũ Xuất Nhất Trọng này hừ lạnh một tiếng, quả thực hắn cũng không hề dễ chịu như biểu hiện bề ngoài. Ăn quả đắng, tiêu hao cũng không ít, trên người rốt cuộc đã bị thương nhẹ. Thế nhưng vẫn còn có thể chống đỡ được. Tiểu tử, đỡ phá lãng đao của đại gia. Hàn ý xẹt qua, chuôi đao trong tay đại hán Vũ Xuất Nhất Trọng này lập tức giơ lên trước mặt, chân khí thủy hệ trong giờ phút này đột nhiên bạo phát ra rồi hội tụ trên đạo đao. Quang mang chói mắt vây quanh đại đao, khí tức sắc bén lan tràn ra bốn phía khiến cho không gian vặn vẹo. Tiếp theo bàn tay Vũ Xuất Nhất Trọng này khẽ vung lên, đao mang được tung ra. Vừa xuất hiện, đao mang đã liên tục tàn phá bừa bãi mang theo kình phong sắc bén xé rách không gian tạo thành ngàn đạo đao ảnh. Tiếng rít gào vang vọng khắp nơi. Không gian to lớn như thế lúc này không ngờ lại giống như bị vỡ nát, lực lượng cuồng bạo này dường như chính là một kích cực mạnh của Vũ Xuất Nhất Trọng. Cũng vào lúc này, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự ngưng trọng. Thủ ấn trong tay bắt đầu ngưng tụ một cách quỷ dị. Mà cùng với thủ ấn được ngưng tụ, một cỗ lực lượng phong thuộc tính đột nhiên hội tụ trong bầu trời. Trong thiên địa đột nhiên có một cỗ lực lượng vô hình, cực đoan, mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán. Không trung phía sau Lục Lâm Thiên vốn là đám sương mù đậm đặc lúc này trong nháy mắt hội tụ. Từng tầng sương mù đậm đặc bao phủ giữa không trung khiến cho không trung rung lắc kịch liệt. Trong những đám sương kia đột nhiên nổi lên rung động kỳ dị. Tức thì mọi người trong lúc vô hình cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử, đi chết đi. Trong bầu trời, trên mặt tên Vũ Xuất Nhất Trọng kia hiện lên vẻ dữ tợn. Đao mang đánh xuống. Chân khí cuồng bạo và đao mang sắc bén trong giờ phút này phô thiên cái địa bạo phát ra. Sau đó hung hăng bổ về phía Lục Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, không gian phía sau Lục Lâm Thiên cuồn cuộn mang theo sự rung động kinh khủng bắt đầu xuất hiện. Mơ hồ chồng chất lên nhau. Trong những tầng sương mù dày đặc kia trong nháy mắt có vô số đạo thủ ấn quỷ dị khuếch tán. Thủ ấn này được ngưng tụ, chu vi không gian chung quanh rung động kịch liệt. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Chân khí trong đan điền khổng lồ lúc này giống như ngàn vạn con ngựa nhanh chóng từ trong đan điền phi ra. Lập tức bị tầng sương mù trong bầu trời thôn phệ, tay áo Lục Lâm Thiên vung lên, lúc này một đạo thủ ấn được đẩy đi. Trong tầng sương mù dày đặc kia đột nhiên bắn ra vô số thủ ấn. Không gian tức thì run rẩy, vô số thủ ấn từ trong tầng sương mù bắn ra, lấy một tốc độ như hủy diệt đánh xuống. Trong nháy mắt này, vô số thủ ấn quỷ dị hội tụ lại với nhau. Ngay khi mấy nghìn thủ ấn hội tụ lại, không gian lại tiếp tục run lên. Cỗ năng lượng vô cùng cường hãn bắt đầu lan tràn. Một đạo trưởng ấn khổng lồ chừng 1.500 thước đột nhiên hiện lên trong không trung. Những tầng sương mù dày đặc trong nháy mắt bị trưởng ấn thôn phệ vào. Lực lượng kinh khủng cùng với uy áp từ trong trưởng ấn truyền ra khiến cho không gian như muốn vỡ tung. Đây là vũ khí huyền cấp trung giai. Sắc mặt mọi người hoảng hốt, không ai ngờ tới thanh thế của Lục Lâm Thiên tạo ra lúc này còn hơn Vũ Xuất Nhất Trọng. Ngay khi mọi người đang ngạc nhiên, trưởng ấn do Lục Lâm Thiên ngưng tụ trong nháy mắt được đánh ra. Sau đó hung hăng va chạm cùng với đao mang trên bầu trời. Không trung đột nhiên đình trệ trong chớp mắt, mà ngay khi hai cỗ lực lượng va chạm khiến không gian nhộn nhạo, một tiếng nổ vang vọng không gian. Phanh phanh phanh, thanh âm bạo tạc đinh tai nhức óc vang lên trong không trung. Một đạo kình phong đáng sợ lấy hai người làm trung tâm trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phía. Kình khí cường hãn kinh khủng giống như một cơn lốc đột nhiên vang lên, sắc mặt Vũ Xuất Nhất Trọng kia giờ phút này đột nhiên đại biến. Hai mắt nhìn mảnh đao mang trước mặt đã hiện lên một cái khe nhỏ rồi lập tức hóa thành năng lượng tiêu tán giữa không trung. Rồi một cỗ lực lượng khiến tim hắn đập nhanh trong nháy mắt bao phủ hắn vào giữa, lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng chút xuống. Phanh phanh. Không gian như nứt ra mang theo một cỗ kình phong vô cùng sắc bén tạo thành một cơn lốc tràn qua không gian. Dưới kình phong tàn bạo, phương viên vài dặm chung quanh, những cây đại thụ cùng với đất đá trực tiếp nổ tung. Mặt đất bằng phẳng, thanh thế như vậy Vũ Xuất Nhất Trọng tuyệt đối không thể làm được. Khục khục, kình khí chưa tán, lúc này Vũ Xuất Nhất Trọng bị kình khí tận cùng bao vây trên trời mang theo kình lực như thủy triều đánh vào trong cơ thể. Chân khí phòng ngự dưới cỗ kình lực cường hãn này trong nháy mắt sụp đổ. Một ngụm máu tươi được phun ra. Cạch cạch, thanh âm xương cốt bị nghiền nát vang lên.
Đồng thời kinh khí trong nháy mắt tiêu tán, thân thể vũ xuất nhất trọng này rớt xuống mặt đất. Lập tức đập vào mặt đất khiến cho mặt đất chấn động tạo thành một cái hố sâu. Vụ nổ như vậy khiến cho sương mù tràn ngập bầu trời bị đánh cho sơ xác. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cảm giác mà lực lượng khiến cho tim người ta đập nhanh lúc này vẫn còn hiện lên trong lòng mấy người. Khục khục. Trong hố sâu, vũ xuất nhất trọng kia lại phun ra một ngụm máu cùng với nội tạng bị nghiền nát. Thân thể không ngừng co quắp một chút rồi mất đi sinh cơ. Khục khục. Thân thể Lục Lâm Thiên cũng trực tiếp bị đẩy lùi, huyết khí trong cơ thể sôi sục. Thanh linh khải giáp mờ nhạt, trước ngực và trên lưng đều bị một đạo đao mang đánh vào để lại một vết tích vô cùng sâu trên thanh linh khải giáp. Lúc này hắn có cảm giác muốn phun máu liền mạnh mẽ nuốt xuống, chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn. Lão Tam. Tận mắt nhìn thấy cảnh này, hai người vũ xuất tứ trọng và ngũ trọng vô cùng kinh hãi. Hàn ý quanh người bạo phát đồng thời nhanh chóng xuất hiện bên cạnh thi thể vũ xuất nhất trọng kia. Sau khi kiểm tra một phen, lúc này lão Tam của bọn họ đã chết không thể nghi ngờ được nữa. Lúc này Diệp Mỹ không biết là kinh ngạc hay sợ hãi. Ánh mắt hết nhìn vào thi thể vũ xuất nhất trọng kia lại nhìn đống hỗn độn chung quanh, cuối cùng ánh mắt nhìn vào trên người vị trưởng môn của nàng. Vũ tướng thất trọng đánh chết vũ xuất nhất trọng, thực sự đánh chết, nếu không phải nàng được nhìn tận mắt thì nàng sẽ không tin tưởng, dù có được nghe ai nói thì chắc nàng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà thôi. Bây giờ, ngay lúc này đây được tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cảm giác của nàng vẫn giống như là mơ vậy. Khí vương Úc Khánh nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc tới cực hạn. Liếc nhìn thi thể vũ xuất nhất trọng kia, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi hiện lên chút tiếu ý nhàn nhạt. Trực tiếp đánh chết vũ xuất nhất trọng và đánh bại vũ xuất nhất trọng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Thực lực của Tam Thiên Lưu Vân Thủ quả nhiên không tồi. Lục Lâm Thiên thầm nói, uy lực của vũ khí huyền cấp trung giai so với huyền cấp sơ giai hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Trải qua một trận chiến, lúc này Lục Lâm Thiên đối với thực lực của mình đã có sự lý giải tuyệt đối. Vừa rồi hắn thi triển vũ khí huyền cấp trung giai cũng đã là toàn lực, kết quả là đánh chết vũ xuất nhất trọng. Thế nhưng đây cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn, có thể hắn còn liều mạng thêm một chút. Bởi vì hắn vẫn còn thực lực để có thể liều mạng thêm được một chút. Dù sao hiện tại hắn vẫn còn hai con bài chưa lật lớn còn chưa thi triển. Thứ nhất là dung hợp Chu Tước Quyết và Huyền Vũ Quyết, thứ hai là vận dụng vũ linh khí huyết lục. Hai con bài này tuy rằng Lục Lâm Thiên biết uy lực vô cùng lớn, thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng chưa từng thi triển qua. Vì vậy uy lực cuối cùng như thế nào bản thân Lục Lâm Thiên cũng không biết. Tuy rằng Huyền Vũ Quyết hắn đã tu luyện thành công, thế nhưng lại chưa từng dung hợp với Chu Tước Quyết, uy lực chưa thể biết được. Lại nói tới huyết lục, uy lực của huyết lục nếu như một mình thi triển thì vô cùng hữu hạn, cần phải có vũ khí hợp với nó mới có thể thi triển ra uy lực mạnh nhất. Mà Liệt Thiên Cửu Kích kia tuy rằng gần đây hắn đã lĩnh ngộ được một chút về thuộc tính thổ, thế nhưng cuối cùng có thể thi triển ra Liệt Thiên Cửu Kích hay không thì Lục Lâm Thiên cũng không chắc chắn lắm. Cho nên hai con bài chưa lật cực mạnh này Lục Lâm Thiên cũng chưa hoàn toàn yên tâm. Nếu như tổng hợp lại, Lục Lâm Thiên phỏng đoán bằng vào thực lực của hắn có thể đánh chết vũ xuất nhất trọng, đối với vũ xuất nhị trọng cũng không cần chạy trối chết. Thực lực như vậy cũng coi như không tồi rồi. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tên vũ xuất ngũ trọng và tứ trọng kia nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, hàn ý cùng với sát ý ngập trời bắn ra. Không phải các ngươi muốn đối phó với khí vương Úc Khánh gì đó sao? Ta đợi các ngươi là được, bằng không khí vương Úc Khánh kia sẽ bỏ chạy đó. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn hai người rồi khẽ nở nụ cười, trong mắt của hắn lúc này khí vương Úc Khánh đang len lén bỏ chạy. Tiểu tử hỗn đản. Sắc mặt khí vương Úc Khánh tức thì đại biến. Vốn hắn định nhân cơ hội chạy trốn thế nhưng vừa mới nhích người thì đã bị Lục Lâm Thiên phá hủy dự định. Lão đại, huynh đi đánh chết Úc Khánh, để đệ băm vằm tiểu tử này ngàn mảnh. Vũ xuất tứ trọng kia hét lớn. Tốt, mau giết tiểu tử kia, đừng kéo dài quá lâu dẫn tới sự chú ý của người khác. Hàn ý trong mắt vũ xuất ngũ trọng chợt lóe, thân thể lập tức lao về khí vương Úc Khánh, tiếp theo, vũ xuất tứ trọng kia cũng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tử. Ta phải băm vằm ngươi thành ngàn mảnh. Hàn ý bắn ra, trong tay vũ xuất tứ trọng này xuất hiện một thanh hàn đao. Chân khí bạo phát, đao mang xuất hiện khiến cho không gian gấp khúc. Đao mang trong nháy mắt mang theo thanh âm bạo liệt lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Một chiêu đơn giản thế nhưng thanh thế của nó so với vũ xuất nhất trọng kia là một trời một vực.
Lục Lâm Thiên lạnh lùng cười, hoàn toàn không để ý tới đao mang đang bổ về phía mình mà thân ảnh nhanh chóng chạy về phía khí vương Úc Khánh. Trưởng môn, cẩn thận. Diệp Mỹ hoảng hốt, trưởng môn đánh chết một vũ xuất nhất trọng có lẽ đã là cực hạn. Lúc này đối mặt với một vũ xuất tứ trọng làm sao trưởng môn có thể chống lại. Một vũ xuất tứ trọng nho nhỏ quả thực là kiêu ngạo, chết đi. Lúc này một đạo bạch quang trong nháy mắt từ trên vai Diệp Mỹ bắn về phía trước. Bạch quang chợt lóe, một thân ảnh tuyệt mỹ màu trắng hiện lên trong không trung. Đạo thân ảnh màu trắng này yểu điệu vô song, vô cùng quyến rũ, xinh đẹp, lạnh lùng, rồi lại tuyệt mỹ, phảng phất như cả thiên địa cũng phải động lòng. Bạch Linh hóa thành hình người, hàn ý trong mắt bắn ra, cổ tay khẽ dương lên. Một đạo trưởng ấn đánh ra, trong nháy mắt lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện phóng lên cao. Trưởng ấn xuyên qua hư không mang theo tiếng xé gió sắc bén đồng thời nhanh chóng đánh tới đao mang của vũ xuất tứ trọng. Hai đạo lực lượng nhanh chóng va chạm, đột nhiên có một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời tăng vọt, cũng không có thanh âm bạo liệt vang lên. Mà lúc này trưởng ấn trong tay Bạch Linh khiến cho không gian gấp khúc, đao mang kia dưới trưởng ấn nhanh chóng hóa thành cho tàn. Cạch cạch, sắc mặt vũ xuất tứ trọng kia lập tức đại biến, trong ánh mắt kinh hãi của bản thân. Hắn có thể thấy được đại đao trong tay mình đang ầm ầm bị nghiền nát. Siêu. Tiếp theo, trưởng ấn khiến cho không gian gấp khúc càng ngày càng co rút lại. Trưởng ấn kia nhanh chóng đánh vào trên người vũ xuất tứ trọng. Trong lực công kích này hoàn toàn mang theo lực lượng không gian. Không gian vặn vẹo kinh khủng này nhanh chóng bành trướng bao vây lấy thân thể vũ xuất tứ trọng kia. Phanh phanh. Rồi tiếng vang nổ lên, kinh khí cuồng bạo trong nháy mắt giống như một cơn gió quét ngang. Một kích tùy ý của Bạch Linh cũng vô cùng đáng sợ. Không gian như nứt toạc, một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng đánh xuống người vũ xuất tứ trọng kia. Khục khục. Khi kình khí tiêu tán, lúc này vũ xuất tứ trọng kia miệng phun ra một ngụm máu, không có bất kỳ hành động nào nữa, thân thể trực tiếp rơi xuống mặt đất. Lúc này so với tên vũ xuất nhất trọng kia hắn chết còn nhanh hơn. Giữa không trung, thân ảnh tuyệt mỹ của Bạch Linh hiện lên. Vẻ mặt mang theo một cỗ hàn ý như cách xa ngoài nghìn dặm. Vẻ lạnh lùng mang theo cảm giác uy nghiêm không ngờ lại vẫn tuyệt mỹ như vậy. Lão nhị, tất cả chuyện này xảy ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Khi vũ xuất ngũ trọng kia đang đánh về phía khí vương Úc Khánh thì cảm giác được khí tức cường hãn từ phía sau đột nhiên hiện lên. Lúc hắn quay đầu lại thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng đệ đệ của mình bị đánh chết. Trời, không ngờ là yêu thú thất giai. Khí vương Úc Khánh, Diệp Mỹ lúc này vô cùng kinh hãi. Hai người cùng lúc nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn của Bạch Linh hóa thành hình người. Đặc biệt là Diệp Mỹ, bây giờ nàng mới biết được, con chuột trắng nho nhỏ mấy ngày nay luôn theo sát bên người trưởng môn không ngờ lại là yêu thú thất giai. Có thể hóa thành hình người vậy thì cũng chỉ có yêu thú thất giai mới làm được. Hai người đương nhiên không biết bí mật của Bạch Linh. Thực lực của nàng vốn là lục giai hậu kỳ thế nhưng đã có thể biến thành người trong một đoạn thời gian ngắn. Vũ xuất ngũ trọng kia nổi giận, hàn ý trong mắt bắn ra. Đồng thời trong ánh mắt cũng hiện lên sự sợ hãi, trong mắt của hắn lúc này cũng cho rằng Bạch Linh chính là yêu thú thất giai. Siêu! Vũ xuất ngũ trọng này nhanh chóng chạy trốn. Lúc này hắn mới biết được hôm nay ba huynh đệ bọn hắn không nên trêu tới người thanh niên kia. Không ngờ bên người thanh niên kia lại có yêu thú thất giai. Nếu hắn biết là như vậy thì chỉ sợ sẽ tránh đi rất xa, nào dám trêu chọc tới. Trốn không thoát đâu, chết đi. Trong khi vũ xuất ngũ trọng chạy trốn, một đạo bóng trắng chợt lóe mang theo tốc độ kinh khủng và như quỷ mị trong nháy mắt chắn trước người vũ xuất ngũ trọng, và một cỗ quang mang quỷ dị được bắn ra. Quang mang quỷ dị này giống như dòng nước vô cùng ôn nhu, kèm theo khí tức quỷ dị nhanh chóng khuếch tán ra ở giữa không trung. Lúc này trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn quỷ dị. Vũ xuất ngũ trọng kia dưới ánh mắt của Bạch Linh đột nhiên thất thần, si ngốc nhìn về phía Bạch Linh. Chết đi! Cánh tay Bạch Linh vung lên, một đạo trưởng ấn mang theo sát ý ngập tràn đánh vào trên thiên linh cái của vũ xuất ngũ trọng kia. Phanh! Lực lượng chút xuống, khí thế nhẹ nhàng này mang theo kình khí nhanh chóng khuếch tán. Tiếp theo, thân thể vũ xuất ngũ trọng này nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Toàn thân dường như không có vết thương gì. Thế nhưng sinh cơ toàn bộ biến mất, đã chết ở trong tay Bạch Linh. Trong nháy mắt giết một vũ xuất tứ trọng và vũ xuất ngũ trọng. Nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ trên bầu trời kia, lúc này Diệp Mỹ và khí vương Úc Khánh cũng không khỏi kinh hãi. Ngươi chính là khí vương Úc Khánh.
Lục Lâm Thiên mở miệng cười. Đối với chuyện này đương nhiên hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn thực lực của Bạch Linh muốn đánh chết vũ xuất cửu trọng cũng không có vấn đề gì. Đây chỉ là một vũ xuất tứ trọng và ngũ trọng mà thôi. Càng không thể đặt lên bàn cân. Ánh mắt rơi vào trên người khí vương Úc Khánh, Lục Lâm Thiên vô cùng cảm thấy vô cùng hứng thú. Đúng là bỉ nhân, khí vương ta không dám nhận, đa tạ tiểu ca cứu mạng, sau này gặp lại ta sẽ tạ ơn cứu mạng ngày hôm nay. Khí vương Úc Khánh thi lễ, tuy rằng lúc này biết thiếu niên trước mặt này chỉ có tu vi vũ tướng, thế nhưng lại dùng tu vi vũ tướng đánh chết vũ xuất nhất trọng, lại có yêu thú thất giai bên người cho nên nào dám xem thường. Tạ ơn thì không cần, ta cũng không định cứu ngươi, ngươi có chết hay không cũng không liên quan tới ta, giao ra linh khí ta cho ngươi chết dễ dàng một chút. Bằng không sẽ cho ngươi chết vô cùng thống khổ. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, nụ cười lúc này mang theo hàn ý ngập tràn. Tiểu ca, ngươi không nên nghe huynh đệ Quách thị nói láo, ta không có linh khí gì hết. Nhìn Lục Lâm Thiên vừa mới mỉm cười lúc này lại tràn ngập hàn ý, sắc mặt Úc Khánh lập tức xấu xí, hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lật mặt so với trở mình còn nhanh hơn. Mặc kệ ngươi có hay không ta cũng sẽ giết ngươi, ta cũng không muốn mất nhiều thì giờ với ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lập tức hắn xoay người nói với Bạch Linh ở phía sau. Bạch Linh, giết tên không nói thật này đi, trên đời này thứ ta ghét nhất chính là đám người không nói thật. Không thành vấn đề, ta cũng không thích người không nói thật. Bạch Linh lạnh lùng nói xong lập tức đi tới trước người khí vương Úc Khánh, một đạo trưởng ấn nhanh chóng đánh xuống. Tiểu ca, thả cho ta một con đường sống, ta sẽ đem linh khí cho ngươi. Sắc mặt Úc Khánh lập tức đại biến, trước mặt nữ tử tuyệt mỹ này hắn biết chính mình không có một chút hy vọng chạy trốn. Bạch Linh thu hồi trưởng ấn, lúc này hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên thu liễm, ánh mắt nhìn Úc Khánh nói. Giao linh khí ra. Cơ mặt Úc Khánh co quắp, cực kỳ không muốn móc một vật màu trắng trong nhẫn chữ vật trong tay. Cánh tay khẽ run lên nhẹ nhẹ, lúc này mới đưa cho Lục Lâm Thiên rồi nói. Tiểu ca. Đây chính là thứ mà ta thu lập tài liệu hơn 10 năm lại dùng thời gian 3 năm mới luyện chế thành hồn khí. Tiểu ca chính là vũ giả, cần hồn khí căn bản là vô ích. Bằng không ta có thể thay tiểu ca luyện chế một kiện vũ linh khí tiện tay. Lục Lâm Thiên không nói gì lạnh lùng cười. Hắn cầm lấy vật màu trắng trong tay khí vương Úc Khánh, đây là một cái búa nhỏ màu trắng. Trên thân nó có lưu quang quanh quẩn, bí văn đan sen, một cỗ khí tức làm cho linh hồn sao động lan tràn ra chung quanh. Hồn khí hoàng cấp, hồn khí của ngươi chỉ sợ cũng chỉ miễn tiến vào hoàng cấp mà thôi, cũng có chút không trọn vẹn, cần luyện chế một lần nữa mới được. Nhìn vào cây búa nhỏ trong tay, Lục Lâm Thiên nói. Hồn khí này so với huyết lục của hắn đều là linh khí hoàng cấp, thế nhưng chỉ liếc mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên cũng có thể đoán được phẩm chất của nó. Phẩm chất của cây búa này so với huyết lục của hắn hoàn toàn kém xa. Không nghĩ tới tiểu ca đối với linh khí lại có sự lý giải sâu như vậy. Hồn khí này quả thực có chút không trọn vẹn, cũng do sự thiếu thốn tài liệu mà tạo thành. Sau này nếu như có đủ tài liệu muốn chữa trị cũng không khó khăn lắm. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng có chút lý giải về thuật luyện khí khiến cho Úc Khánh cảm thấy ngoài ý muốn. Linh xuất tứ trọng đã có thể luyện chế ra linh khí, không hổ danh xưng khí vương. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, hồn khí hoàng cấp này tuy rằng không được hoàn mỹ, thế nhưng cũng thực sự là một kiện hồn khí hoàng cấp. Nếu như xuất hiện bên ngoài sẽ có vô số vũ vương, linh vương tới tranh đoạt. So với linh khí, dù binh khí có tốt tới đâu cũng vẫn ở hai đẳng cấp hoàn toàn trái ngược nhau. Giống như túi trữ vật và nhẫn trữ vật đều có tác dụng chứa đựng, thế nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn khác xa nhau. Mà Lục Lâm Thiên cảm thấy hồn khí này dường như còn chưa được khí vương Úc Khánh nhận chủ, có lẽ là vừa mới luyện chế thành công thì gặp phải sự vây công của ba huynh đệ Quách thị kia. Một kiện hồn khí hoàng cấp. Lục Lâm Thiên phỏng đoán giá trị của nó chỉ sợ so với vũ khí huyền cấp cao giai còn quý trọng hơn nhiều. Đã có thể so sánh với vũ khí địa cấp, mà linh khí vô hình chung còn có cảm giác mạnh hơn một chút. Người này chỉ bằng vào tu vi vũ xuất tứ trọng đã có thể luyện chế ra linh khí, tuy rằng mất thời gian 3 năm thế nhưng cũng khiến cho Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Dựa theo lời Nam Thúc nói, muốn luyện chế linh khí, cho dù linh khí cấp thấp nhất là hoàng cấp thì linh vương cũng chưa chắc đã có thể làm được. Không nghĩ tới Úc Khánh này lại có thể làm được. Tiểu ca quá khen, ta xin cáo lui. Nếu như tiểu ca có thể lưu lại hồn khí này cho ta nhất định sẽ luyện chế cho tiểu ca một kiện vũ linh khí.
nhìn hồn khí trong tay Lục Lâm Thiên, Úc Khánh lưu luyến không rời nói. Ta nói ngươi có thể đi lúc nào? Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Úc Khánh. Tiểu ta đã giao ra linh khí, ngươi không thể nuốt lời như vậy nha. Sắc mặt Úc Khánh lập tức hoảng hốt. Ta nói cái gì, ta chưa từng bao giờ nói sẽ thả ngươi đi, ta chỉ nói ngươi giao ra linh khí sẽ để cho ngươi chết thoải mái một chút mà thôi. Lẽ nào ngươi còn muốn nói nhân nghĩa đạo đức với ta sao? Nực cười. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt châm chọc nhìn Úc Khánh. Ngươi! Thân thể Úc Khánh run lên, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Đối phương quả thực cũng chưa từng nói tới việc sẽ để cho hắn rời đi. Bạch Linh, để cho hắn chết dễ dàng một chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói với Bạch Linh. Nếu như hắn dám phản kháng ta sẽ khiến cho hắn chết vô cùng thống khổ luôn. Bạch Linh lạnh nhạt nói, một cỗ lực lượng từ trong tay nàng bùng lên, không gian bắt đầu gấp khúc. Mạng ta xong rồi, không nghĩ tới Úc Khánh ta vừa mới luyện chế ra hồn khí lại chết ở trong sơn mạch vụ hải này. Sắc mặt Úc Khánh trầm xuống, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có. Trước mặt yêu thú thất giai cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể phản kháng, huống chi là hiện tại bị thương nặng. Trưởng môn, tha cho khí vương một mạng được không? Lúc này, thanh âm nũng nịu của Diệp Mỹ truyền tới. Tha cho hắn sao, hắn có chết hay không đối với ta cũng không có lợi lộc gì. Dù sao thu hoạch khi giết một linh xuất tứ trọng có lẽ cũng không tồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trưởng môn, khí vương ở trong phương diện luyện khí cũng coi như bậc kỳ tài, chính là người cùng ta cần, nếu như để cho khí vương gia nhập môn phái chúng ta cũng có không ít tác dụng. Diệp Mỹ nói. Chuyện này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lạnh lùng. Khí vương, người có bằng lòng gia nhập môn phái chúng ta hay không? Nếu như là người một nhà trưởng môn sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bằng không ngươi cũng chỉ có chết mà thôi. Diệp Mỹ nhìn về phía khí vương Úc Khánh rồi nói. Ta gia nhập, ta gia nhập. Úc Khánh này ngay cả gia nhập môn phái nào cũng không biết thế nhưng lại liên tục đồng ý, dù sao hắn cũng chưa muốn chết. Muốn gia nhập môn phái của ta không phải nói gia nhập là được gia nhập. Lục Lâm Thiên lại nhìn về phía Úc Khánh, trong tay xuất hiện một viên vệ huyết hóa cốt đan đưa cho Úc Khánh rồi nói. Hẳn ngươi cũng biết đây là thứ gì đúng không? Ăn vào nó, một năm sau không có giải dược thì ngươi sẽ sống không bằng chết, nếu như ngươi trung tâm đến lúc đó ta sẽ cho ngươi giải dược. Độc đan. Úc Khánh cũng là linh xuất tứ trọng, trên phương diện luyện khí tạo nghệ cực cao. Trên phương diện luyện đan, dù sao cũng là linh xuất tứ trọng đương nhiên cũng không thấp. Hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra đây là một viên độc đan, hơn nữa cấp bậc của viên độc đan này cũng không thấp. Khí vương. Ăn vào độc đan, chỉ cần ngươi trung tâm trưởng môn sẽ cho ngươi giải dược. Diệp Mỹ nói, Úc Khánh không còn lựa chọn nào khác cho nên chỉ có thể cắn răng ăn vào. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói là bản thân hắn không may mà thôi. Ha ha, Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn. Chúc mừng khí vương gia nhập phi linh môn, ta tin rằng sau này ngươi sẽ không vì quyết định này mà thất vọng. Hồn khí của ngươi ta trả lại cho ngươi. Sau này nếu như ngươi có cống hiến với bản môn thì sẽ có trọng thưởng. Lôi kéo khí vương Úc Khánh gia nhập vốn nằm trong kế hoạch của Lục Lâm Thiên. Hồn khí này Lục Lâm Thiên cũng rất muốn, dù sao bản thân hắn hiện tại còn thiếu một kiện hồn khí. Thế nhưng nếu như vị khí vương Úc Khánh này có thể gia nhập phi linh môn, thì so với việc hắn được một kiện hồn khí hoàng cấp còn mạnh hơn nhiều. Trước tiên không nói tới kiện hồn khí hoàng cấp này cũng không được tốt lắm. Giá trị của việc Úc Khánh này gia nhập phi linh môn tuyệt đối sẽ lớn hơn rất nhiều, dù sao kiện hồn khí hoàng cấp này là do hắn luyện chế ra. Sau khi tới phi linh môn cũng có thể luyện chế ra một kiện khác. Chúc mừng khí vương gia nhập phi linh môn. Diệp Mỹ mỉm cười, ánh mắt khẽ nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bằng vào trí tuệ của nàng sao không hiểu ra vừa rồi vị trưởng môn này chỉ sợ cũng không muốn thực sự giết khí vương Úc Khánh này, nếu như muốn giết đã sớm giết rồi, hà tất phải nhiều lời như vậy. Úc Khánh nhận lại hồn khí của mình, trong lòng tức thì vui vẻ. Đây vốn là thứ của hắn thế nhưng hiện tại cầm nó trong lòng hắn lại giống như là vừa mới chiếm được một kiện hồn khí vậy. Có người tới. Bạch Linh nói nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước. Mấy vũ tướng, tới vừa lúc, tiêu hao của ta quá nhiều nha. Tâm thần Lục Lâm Thiên tỏa ra rồi lập tức mỉm cười. Trong tâm thần hắn lúc này đã thấy đám người tới đây chỉ có mấy vũ tướng mà thôi.
vừa rồi hắn đã tiêu hao quá nhiều cho nên lúc này là thời gian cần bổ sung. Siêu siêu. Một lát sau, mấy tiếng xé gió vang lên, năm đạo thân ảnh hạ xuống, năm người này nhìn thấy một mảnh hỗn độn lập tức kinh hãi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, người có thực lực cao nhất cũng chỉ là vũ tướng thất trọng, một vũ tướng ngũ trọng, hai vũ tướng tam trọng, một vũ tướng nhất trọng. Tức thì hàn ý trong mắt hắn hiện lên. Bạch Linh, tốc chiến tốc thắng. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói, thân ảnh lập tức lao thẳng tới năm vũ tướng đang kinh hãi kia. Trong tâm thần của hắn cũng phát hiện ra lúc này có không ít người đang đi tới bên này. Động tĩnh vừa rồi quả thực hấp dẫn không ít người tới. Một canh giờ sau, trong một sơn cốc bí mật không người. Có tiểu long hộ pháp trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng xuất hiện hai cỗ thây khô. Linh hỏa tuôn ra, hai cỗ thây khô lập tức hóa thành cho tàn. Sau khi thôn vệ một vũ tướng thất trọng, một vũ tướng ngũ trọng Lục Lâm Thiên lập tức rời khỏi, bên ngoài còn có Bạch Linh và Diệp Mỹ đang chờ. Sau khi bắt hai người vũ tướng xui xẻo, Lục Lâm Thiên lập tức đi tới nơi này thôn phệ. Mà trước khi đi, Lục Lâm Thiên cũng không quên thu ba cỗ thi thể vũ xuất kia. Ba cỗ thi thể của vũ xuất luyện chế thành khôi lỗi cấp 5 sơ giai tuyệt đối không thành vấn đề. Giá trị cũng mấy ức, đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không lãng phí. Trưởng môn, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Diệp Phi liền hỏi. Lúc này ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên của nàng đã không giống khi trước. Khi trước mấy người các nàng đối với vị tiểu trưởng môn này không phục. Lúc này ngẫm lại thì không khỏi cười khổ. May mà khi trước bọn họ không trêu chọc vị tiểu trưởng môn này, bằng không kết quả cũng như đám người kia. Tìm một địa phương yên tĩnh, ta muốn điều tức một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức rơi vào trên người Khí Vương Úc Khánh, nói. Khí Vương, thương thế của ngươi khá nghiêm trọng. Cũng nên tìm một nơi để điều tức một phen đi. Tất cả nghe trưởng môn an bài. Khí Vương Úc Khánh nói, tuy rằng hắn gia nhập Phi Linh Môn không phải cam tâm tình nguyện. Thế nhưng trước mặt Lục Lâm Thiên hắn cũng không dám không tôn kính. Sau nửa canh giờ, mấy người đi vào một cái động do thiên nhiên tạo thành dưới vách núi. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, đánh chết vũ xuất nhất trọng kia khiến cho thân thể hắn cũng có chút thương tích. Tiêu hao hầu như không còn. Lúc này cũng cần điều tức khôi phục, đồng thời còn phải luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong động vô cùng rộng rãi, hai người Diệp Mỹ và Úc Khánh cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong sơn mạch lúc này liên tục có không ít thân ảnh, dòng binh, tán tu, thế lực khắp nơi xuất hiện ở địa phương Lục Lâm Thiên và ba huynh đệ Quách Thị đại chiến. Một lát sau đám người này mới tản đi. Sát biên giới sơn mạch Vụ Hải lúc này có một yêu thú ngũ giai hậu kỳ khổng lồ đang nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ này có mấy đạo thân ảnh. Trong đó có một nữ tử dáng dấp tuyệt mỹ, y phục trên người khiến cho người ta sôi máu đang đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn về sơn mạch mênh mông vô bờ trước mặt. Sát biên giới sơn mạch Vụ Hải, một đầu yêu thú phi hành ngũ giai hậu kỳ khổng lồ nhanh chóng bay tới. Trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ này có một thân ảnh tuyệt mỹ đứng trước, y phục trên người khiến cho người ta sôi máu, ánh mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm nói. Tiểu lừa đảo, đừng để ta tìm được ngươi, nếu như để bản tiểu thư tìm được ngươi thì ta sẽ chém ngươi thành tám khối. Tiểu thư, chúng ta đã tới sơn mạch Vụ Hải, người của Linh Thiên Môn chúng ta có lẽ cũng mới vào trong sơn mạch. Trước tiên chúng ta tìm người trong môn hỏi tin tức về Bách Thú Cốc một chút. Vâng, chủ nhân. Nghịch Lân Yêu Bằng đáp lập tức dẫn đường. Tại một khe sâu có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Hơn 10 người này từ khí tức mạnh mẽ tỏa ra chung quanh có thể biết được. Trong đội ngũ này có một vũ xuất, vũ tướng không ít mà vũ phách chỉ có một người. Phí trưởng lão, chúng ta đã tìm nửa tháng, thế nhưng lại không có đầu mối nào. Trong đoàn người, một đại hán mặc trường sam màu xanh nói với một phụ nhân chừng 40 tuổi trước mặt. Người Bách Thú Cốc có chút bản lĩnh đối phó với yêu thú, lại chạy vào trong sơn mạch Vụ Hải này, chúng ta muốn tìm hai người đó rất khó. Thế nhưng chúng ta có thể hạ thủ từ trên người yêu thú. Tìm tất cả các yêu thú bên trong sơn mạch Vụ Hải dò la, chung quy cũng sẽ tìm được tin tức của huynh muội Hoa gia kia. Phụ nhân trung niên kia nói. Biện pháp tốt, tìm mấy đầu yêu thú hỏi một chút so với việc chúng ta tự mình tìm kiếm thì hiệu quả hơn nhiều. Một đại hán áo lam nói. Phụng trưởng môn, chúng ta cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo cùng với Hóa Vũ Tông đều đã tới Sơn Mạch Vũ Hải, có lẽ bọn họ cũng có phương pháp tìm người, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người sớm hơn bọn họ. Phụ nhân trung niên này lập tức nói với Đại Hán Áo Lam. Lúc này, tại một chỗ trong Sơn Mạch Vũ Hải có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Chủ nhân, ta vừa hỏi qua, huynh muội Hoa Gia ngày hôm qua đã xuất hiện ở gần đây. Trong rừng rậm, con chuột nhỏ đang nói với một nữ tử tuyệt mỹ. Vương trưởng lão, chúng ta mau đuổi theo, có lẽ người chúng ta muốn tìm ở ngay gần đây. Nữ tử tuyệt mỹ nói với phụ nhân trung niên phía sau. Trong lúc vô hình, có không ít thế lực và cường giả phân biệt bắt đầu hội tụ tại một hướng. Tại một khe sâu, Lục Lâm Thiên, Diệp Mỹ, Úc Khánh xuất hiện ở đó. Chủ nhân, yêu thú có nói, người chúng ta cần tìm từng vào trong này. Nghịch Lân Yêu Bằng nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, huynh muội Hoa Gia đúng là từng đặt chân ở đây. Diệp Mỹ nói với Lục Lâm Thiên. Diệp Phó Đường Chủ, sao mà ngươi biết được? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Trưởng môn, người xem này. Trong tay Diệp Mỹ lúc này xuất hiện một thứ giống như là lân phiến, lại giống như lông của loài vật nào đó, Diệp Mỹ nói. Đây là lông của hổ mãng thú, tọa kỵ của hoa mãn ngọc. Là một loại yêu thú tạp giao rất khó nhìn thấy. Lân phiến này ta biết cho nên chứng minh hổ mãng thú từng ở đây, tương đương với việc huynh muội bọn họ từng dừng lại ở đây. Điều tra chung quanh một chút. Lục Lâm Thiên nói. Trong núi non liên miên lúc này có một đầu yêu thú phi hành đang chở hai đạo thân ảnh trên lưng. Hổ mãng thú, mau một chút. Trên lưng yêu thú phi hành này, một nữ tử dã tính nói. Vâng, chủ nhân. Yêu thú dưới chân nàng ta đáp. Hai cánh trên người khẽ rung lên, toàn lực phi hành về phía trước. Khặc khặc, huynh muội Hoa Gia, các ngươi cho rằng đưa tới người nhất tông nhất giáo nhất môn trang là có thể chạy trốn sao? Các ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng vào lúc này phía trước đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo. Đồng thời có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra. Không gian chung quanh hai người mới xuất hiện mơ hồ có áp lực tràn ngập. Không xong. Trên lưng yêu thú phi hành, sắc mặt hai người kia lập tức đại biến. Hai người vừa tới này một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào trắng. Thoạt nhìn đều chừng 40 tuổi thế nhưng trên thực tế cũng không đoán ra được tuổi của bọn họ. Dáng vẻ hai người đều vô cùng âm lệ, ánh mắt âm trầm. Còn muốn chạy sao? Người mặc áo bào trắng kia khẽ quát lên một tiếng. Lúc này thân thể yêu thú kỳ lạ kia đang nhanh chóng chạy trốn. Nói xong, thân ảnh màu trắng này trực tiếp thả người bắn về phía trước. Thủ ấn trong tay được kết, thân hình nhanh chóng hóa thành tàn ảnh mang theo kình phong sắc bén, nhanh như thiểm điện bắn về phía yêu thú kỳ lạ kia. Xuống phía dưới cho ta. Nói xong, một đạo trưởng ấn trong tay thân ảnh màu trắng kia hung hăng đánh về phía yêu thú kỳ lạ. Không gian chung quanh trưởng ấn lúc này nhanh chóng bị vặn vẹo. Bạch Vô Thường, ta liều mạng với ngươi. Trên lưng yêu thú kỳ lạ kia, sắc mặt đại hán to lớn trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng. Đồng thời kình phong sắc bén trong tay tuôn ra, một quyền đánh ra giống như một quả pháo bắn về phía trước, hung hăng đánh va chạm với trưởng ấn. Hoa mãn lâu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn một quyền của đại hán, sắc mặt người áo bào trắng kia hiện lên chút kinh thường. Trưởng ấn trong tay càng thêm nhanh chóng tiến tới va chạm với quyền ấn kia. Phanh phanh. Tức thì, tiếng nổ vang lên trong bầu trời. Âm thanh bạo liệt quanh quẩn trong không gian khiến cho không ít cường giả trong nháy mắt đều bị thu hút về một hướng, thân thể nhanh chóng đi về phía đó. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng lớn va chạm với nhau tạo thành thanh âm bạo liệt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kính khiến cho đại hán to lớn kia phun ra một ngụm máu. Thân thể từ trên lưng yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay ra. Liên tục lảo đảo không ngừng lùi lại trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước. Siêu! Siêu! Dưới dư ba kình khí, thân thể to lớn của yêu thú phi hành kỳ lạ kia trực tiếp bị đánh bay vài trăm thước, hung hăng va vào một cây đại thụ che trời. Đại thụ trực tiếp bị gãy đôi. Lúc này yêu thú kỳ lạ này mới đứng vững được thân thể. Tiểu muội, muội đi mau đi. Đại hán to lớn hét một tiếng. Còn muốn chạy sao, chậm rồi. Lúc này thân ảnh hắc bào lập tức nhảy ra, nhanh chóng cùng với thân ảnh màu trắng một trái một phải vây hai huynh muội vào giữa. Đại ca, huynh thế nào rồi? Lúc này thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ kia vô cùng lo lắng đi tới bên người đại hán to lớn.
ta không sao. Ánh mắt đại hán to lớn khẽ đảo qua hai người kia, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Khặc khặc, Hoa Mãn Lâu, bằng vào thực lực các ngươi cũng muốn đấu với chúng ta, tự mình tìm đường chết. Ánh mắt người mặc áo bào trắng trầm xuống, khóe miệng mỉm cười nói với đại hán to lớn và nữ tử tuyệt mỹ. Hắc Bạch Vô Thường, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đại hán to lớn lạnh nhạt nói. Hoa Mãn Lâu, thực lực của ngươi có đủ không? Người mặc áo báo trắng cười nhạt nói. Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hiện tại chúng ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao bảo vật kia ra cho chúng ta có thể tha cho các ngươi tội chết đồng thời chúng ta giúp các ngươi mở rộng Bách Thú Cốc, sao các ngươi lại không muốn làm? Thân ảnh màu đen nói. Hắc Bạch Vô Thường, Bách Thú Cốc ta tuyệt đối không gia nhập với các ngươi. Muốn lấy bảo vật sao? Trừ phi chúng ta chết. Nữ tử tuyệt mỹ mang theo vẻ dã tính nói. Hoa Mãn Ngọc, người chết quả thực có chút đáng tiếc, chỉ là nếu như người muốn chết chúng ta cũng sẵn sàng thành toàn. Thân ảnh màu trắng lạnh nhạt nói, thanh âm vừa dứt, sắc mặt thân ảnh màu trắng này lập tức nghi hoặc nhìn về không trung phía xa. Ai già, không nghĩ tới ở đây lại có náo nhiệt như vậy. Xem ra chúng ta đã tới chậm. Lúc này một tiếng cười vang lên, thanh âm vừa dứt một đầu yêu thú màu trắng trong nháy mắt xuất hiện trong bầu trời. Ngọc tỷ. Tỷ không sao chứ? Trên lưng yêu thú màu trắng, một thân ảnh tuyệt mỹ nhanh chóng nhảy xuống rồi lập tức đi tới bên người nữ tử dã tính kia, chính là Diệp Mỹ một đường nhanh chóng đi tới. Lục Lâm Thiên vốn đang tìm kiếm ở phụ cận lúc này nghe được thanh âm ầm ầm thu hút kia lập tức chạy qua đây. Từ trong miệng Diệp Mỹ hắn đã nghe được, hai người phía dưới kia là huynh muội Hoa gia. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng đánh giá hai người. Từ trong miệng Diệp Mỹ Lục Lâm Thiên cũng biết thực lực của hai người. Hoa Mãn Lâu là vũ xuất ngũ trọng, Hoa Mãn Ngọc là linh xuất nhị trọng. Đều có tu vi không kém. Ánh mắt đánh giá Hoa Mãn Lâu kia, quả thực thân chừng hai thước năm, dáng người to lớn. Hoa Mãn Ngọc kia vô cùng mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ lại thêm vẻ dã tính cuồng nhiệt, làn da màu nâu khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhìn thêm vài lần. Diệp Mỹ cũng không nói sai, Hoa Mãn Ngọc này quả thực là mỹ nữ. Diệp Mỹ, sao muội lại tới đây? Nhìn thấy Diệp Mỹ, lúc này Hoa Mãn Ngọc vô cùng kinh ngạc. Chúng ta đi tìm tỷ cũng lâu rồi, hai người vẫn tốt chứ? Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc và Hoa Mãn Lâu nói. Lúc này nàng cũng nhìn ra đường, dường như những ngày qua hai người cũng không dễ chịu chút nào. Các ngươi, ánh mắt Hoa Mãn Ngọc nhìn vào Khí Vương Úc Khánh và Lục Lâm Thiên. Lúc này nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư trên không nàng cũng vô cùng kinh ngạc. Loại yêu thú có huyết mạch như vậy khó có thể thấy được. Muội quên giới thiệu một chút với tỷ, đây chính là trưởng môn Lục Lâm Thiên của muội, còn đây là Khí Vương Úc Khánh. Diệp Mỹ giới thiệu đám người Lục Lâm Thiên với Hoa Mãn Ngọc. Diệp Mỹ muội không nên tới đây, hai người này quá mạnh. Hoa Mãn Ngọc chỉ liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên một chút rồi nhìn qua Khí Vương Úc Khánh. Ngọc tỷ, tỷ yên tâm đi, hai người này không cần quá để ý. Diệp Mỹ đã sớm nhìn qua hai người một trắng một đen kia. Nếu như trước đây Diệp Mỹ đương nhiên sẽ không nói như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng biết bên người trưởng môn có yêu thú thất giai, vậy thì sẽ không giống như khi trước nữa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đã sớm đảo qua hai người một trắng một đen này. Từ khí tức hiện lên trên người hắn có thể đoán ra hai người này đều có tu vi vũ xuất bát trọng. Thực lực so với Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái tương đương, cũng là một cường giả. Hừ, một linh xuất tam trọng, một vũ tướng cửu trọng mà cũng dám tới tìm chết. Vậy thì ta sẽ giải quyết hết đám các ngươi. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện lại không để hai người vào lòng, người mặc áo bào trắng kia lúc này đã không chịu nổi nữa. Trưởng môn, hai người này là Hắc Bạch Vô Thường, là hai huynh đệ, một người lấy tên là Hắc Vô Thường, một người lấy tên là Bạch Vô Thường. Có người nói hai người này đã biến mất mấy năm thực lực khi trước dường như cũng không mạnh như hiện tại. Khí Vương Úc Khánh nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Hắc Bạch Vô Thường. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hai vũ xuất bát trọng, quả thực có chút phiền phức. Hai vũ xuất bát trọng đã được si coi là vô cùng mạnh mẽ rồi. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi tự lo lắng cho chính mình đi thì hơn. Lục Lâm Thiên nhíu mày nhìn vào hai người kia, Bạch Linh đã cảm nhận có không ít người đang chạy tới. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt thì hai người Hắc Bạch Vô Thường cũng xoay người nhìn về bốn phía. Lúc này trước sau đều có tiếng xé gió vang lên. Hai vị cốc chủ,
lão thân tìm được hai vị rồi. Một thanh âm như tiếng chuông truyền tới, lập tức có hơn 10 người cưỡi yêu thú phi hành bay tới. Sau đó lập tức lăng không nhảy xuống. Lúc này trước đám người có một phụ nhân tuổi chừng hơn 30, từ khí tức hiện lên quanh người có thể phán đoán người này đã tới vũ xuất bát trọng. Những người phía sau nàng ta cũng có 6 vũ xuất, trong đó một vũ xuất ngũ trọng, 2 vũ xuất tứ trọng, một vũ xuất tam trọng và 2 vũ xuất nhị trọng. Trưởng môn là Phí Lan trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang. 3 người kia cũng là trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang, còn có người của Thanh Phong Môn, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc. Diệp Mỹ đi tới bên người rồi truyền âm nói. Lục Lâm Thiên đưa mắt đảo qua 7 người. Nhờ có Diệp Mỹ giải thích, Lục Lâm Thiên đã biết được thân phận của 7 người mới tới. Lão phụ nhân kia chính là Phí Lan trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang, tu vi vũ xuất bát trọng, thực lực rất mạnh, mặt khác còn 3 đại hán, trang phục không đồng nhất, một vũ xuất ngũ trọng, 2 vũ xuất nhị trọng. Về phần 3 người còn lại chính là người đứng đầu 3 thế lực nhị lưu không kém Quỷ Vũ Tông. Một đại hán mặc áo lam chính là trưởng môn Phụng Tiên Hành của Thanh Phong Môn, vũ xuất ngũ trọng. Một trung niên cầm bào chính là đông chủ Mao Sương Nguyên của Tầm Vũ Động. Người cuối cùng cùng là vũ xuất tứ trọng, thân hình mập mạp chính là cốc chủ Trúc Thiên Sơn của Huyền Nguyên Cốc. Mà lúc này trên yêu thú phi hành kia còn có hơn 10 vũ tướng và 10 mấy vũ phách. Thanh Phong Môn, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc, 3 thế lực nhị lưu này đều dưới trướng Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt đảo qua 7 vũ xuất này, Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày. Hóa ra là Phí trưởng lão, tham kiến Phí trưởng lão. Lúc này ánh mắt của Hoa Mãn Ngọc có chút biến hóa, chậm rãi tiến lên thi lễ với phụ nhân trung niên kia. Hoa phó cốc chủ không cần đa lễ, có Lan Lăng Sơn Trang ta ở đây nhất định sẽ bảo vệ cho hai vị cốc chủ chu toàn. Phụ nhân trung niên kia nói với Hoa Mãn Ngọc. Phí Lan, ngươi nói thật dễ nghe, Lan Lăng Sơn Trang các ngươi chỉ sợ là muốn bảo vật của Bách Thú Cốc mà thôi. Hà tất phải nói dễ nghe như vậy. Một tiếng cười to truyền tới. Lập tức có 6 đạo thân ảnh lăng không mà tới. Sau lưng 6 người này cũng có một đầu yêu thú phi hành, trên lưng cũng có không ít vũ tướng và vũ phách. Hắc sát giáo. Nhìn thấy đám người tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhận ra, đây chính là đám người ngũ trưởng lão ngũ đàn phàm của Hắc sát giáo, còn có 2 trưởng lão của Hắc sát giáo khác và La Chí Cương của Địa Cương Môn, Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoan Tông và Tần Minh của Côn Sơn Môn. Nhìn thấy 6 người này, sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường không khỏi biến đổi. Ngũ đàn phàm, người đừng có mà đắc ý trước mặt lão thân. Nghe ngũ đàn phàm nói vậy, sắc mặt lão phụ nhân tức thì biến đổi, dường như ngũ đàn phàm đã nói trúng tim đen của nàng. Phí trưởng lão hà tất phải nổi giận, lẽ nào bị ta nói trúng rồi sao? Ha ha! Ngũ đàn phàm cười ha hả, cuối cùng ánh mắt nhìn vào hai người Hắc Bạch Vô Thường, ánh mắt có chút nghi hoặc rồi kinh ngạc nói. Hắc Bạch Vô Thường, là các ngươi? Hừ! Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn về không trung. Chư vị tới thật sớm nha. Trong không trung lúc này có 6 đạo thân ảnh nhanh chóng tiến tới, phía sau cũng có một đầu yêu thú phi hành. Siêu siêu. 6 đạo thân ảnh hạ xuống, đối với 6 người này, Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ gì, chính là Hà Dược Đông của Hóa Vũ Tông và 2 vũ xuất khác. Còn có Đới Cương Tử của Quỷ Vũ Tông, Vương Sán Nhiên của Bảo Đài Môn và Trần Ngọc Đông của Nam Hải Môn. 6 người hạ xuống, 6 cỗ khí tức cường hãn lập tức khuếch tán. Trong đó đương nhiên khí tức của Hà Dược Đông là cường hãn nhất. Hà Dược Đông, Hóa Vũ Tông các ngươi cũng tới giúp vui sao? Nhìn thấy Hà Dược Đông, sắc mặt Phí Lan trưởng lão của Lan Lăng Sơn Trang có chút biến hóa. Nực cười, các ngươi đều tới, tại sao Hóa Vũ Tông ta lại không thể tới đây? Hà Dược Đông mỉm cười. Ánh mắt đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào trên người Hắc Bạch Vô Thường và huynh muội Hoa Gia. Hai vị cốc chủ, đã lâu không gặp. Hà Dược Đông nói với huynh muội Hoa Gia. Hoa Gia là Hà trưởng lão của Hóa Vũ Tông, nhờ phúc của ngươi, huynh muội chúng ta vẫn chưa chết. Hoa Mãn Ngọc ngẩng đầu nhìn vào đám người Hóa Vũ Tông rồi nói. Lục trưởng môn, ngươi cũng tới sớm vậy. Trong đám người Hóa Vũ Tông, Đới Cương Tử đã sớm nhìn thấy Lục Lâm Thiên ở giữa. Vẻ mặt có vẻ ngoài ý muốn. Ta vừa mới tới mà thôi, không nghĩ tới mọi người đã tới hết rồi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, trong lòng cũng hiểu rõ, chỉ sợ sắp tới sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Nhìn thấy Đới Cương Tử và Lục Lâm Thiên nói chuyện, huynh muội Hoa Gia còn có người của Lan Lăng Sơn Trang đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên một chút.
Cảm nhận khí tức trên người Lục Lâm Thiên dường như cũng không có gì, cho nên mọi người cũng không để ý nhiều. Thế nhưng ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía Bạch Linh cùng với Tiểu Long trên vai Lục Lâm Thiên. Hắc Bạch Vô Thường, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Nghe Hoa Mãn Ngọc nói vậy, Hà Dược Đông đương nhiên cũng không để ý, hắn cũng không biết nói gì cho nên ánh mắt nhanh chóng đảo qua hai người Hắc Bạch Vô Thường. Hà Dược Đông, chúng ta cũng không có liên quan tới các ngươi, hà tất phải phỏi thăm. Đám người nhất tông nhất giáo nhất trang các ngươi tới đây không phải là vì bảo vật của Bách Thú Cốc sao? Mọi người cùng đi thẳng vào vấn đề, hà tất phải hỏi thăm. Khặc khặc. Hắc Vô Thường cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua mọi người. Thế nhưng trong ánh mắt có một chút ngưng trọng người thường khó có thể nhìn thấy. Hắc Bạch Vô Thường, ở đây là cổ vực, không tới phiên các ngươi dương oai. Ánh mắt Phí Lan trưởng lão nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường khẽ giật mình rồi nói với hai huynh muội Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc. Hai vị cốc chủ, Bách Thú Cốc và Lan Lăng Sơn Trang ta đồng khí liên chi, người Bách Thú Cốc gặp nạn chính là chuyện của Lan Lăng Sơn Trang ta, hai vị qua đây, để ta xem ngày hôm nay ai có Lan Lăng Sơn Trang ta ở đây ai dám động tới hai vị. Phí trưởng lão, nhất tông nhất môn nhất trang đều là một thể. Chuyện Bách Thú Cốc chính là chuyện của chúng ta. Mọi người đương nhiên phải cùng nhau bảo vệ an nguy của hai vị cốc chủ. Ngũ Đàn Phàm trưởng lão của Hắc Sát giáo nhíu mày nói. Đương nhiên hắn sẽ không để cho huynh muội Hoa gia đi vào trong đám người Lan Lăng Sơn Trang. Đến lúc đó khác gì đưa bảo vật cho đám người Lan Lăng Sơn Trang kia. Lục Lâm Thiên vẫn lẳng lặng quan sát, đợi sự tình phát triển. Nghe mọi người nói chuyện đương nhiên Lục Lâm Thiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng mọi người. Không nghĩ tới chư vị đều tới sớm như vậy. Dường như chúng ta đã tới chậm một bước. Lúc này từ phía xa đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ bay tới mang theo khí lưu rít gào. Nghe vậy Lục Lâm Thiên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ánh mắt khẽ nhíu mày. Lúc này có ba đầu yêu thú phi hành bay tới. Có một đầu yêu thú ngũ giai đi trước. Ít nhất cũng có ba cường giả. Mà khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp màu xanh bên người ba cường giả kia, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn đang muốn trốn vào đoàn người thế nhưng dường như đã chậm. Một thanh âm nũng nịu truyền tới. Tiểu lừa gạt, rốt cuộc ngươi cũng bị bản tiểu thư gặp được. Thanh âm nũng nịu vang lên khiến cho mọi người nhìn lên. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ có một thân ảnh xinh đẹp nhảy xuống, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thân ảnh xinh đẹp này chính là một nữ tử tuyệt mỹ, y phục bao quanh thân thể gợi cảm, linh lung, mê hoặc, đôi chân dài trắng phía dưới lộ ra một nửa. Không xong. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, vẻ mặt như biến thành trái mướp đắng vậy. Không nghĩ tới lúc này Lục Lâm Thiên hắn lại gặp phải Lữ Tiểu Linh, người mà hắn sợ nhất. Siêu. Thân ảnh Lữ Tiểu Linh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, thân ảnh như quỷ mị, ánh mắt mang thoe hận ý và oán khí ngập tràn. Bạch Linh, Tiểu Long không thể xuất thủ. Lục Lâm Thiên truyền âm thông chi cho Bạch Linh và Tiểu Long. Cảm nhận khí tức người tới bất thiện. Bạch Linh và Tiểu Long vốn chuẩn bị xuất thủ thế nhưng lại bị Lục Lâm Thiên vội vã ngăn cản. Tiểu Long, Bạch Linh lập tức đáp xuống vai Diệp Mỹ. Ánh mắt Bạch Linh không khỏi hiếu kỳ quan sát Lữ Tiểu Linh. Lục Lâm Thiên muốn chạy trốn, hắn biết bản thân mình muốn chạy trốn thì vô cùng dễ dàng. Thế nhưng hiện tại huynh muội Hoa gia ở đây, việc liên quan tới bảo vật của Bách Thú Cốc Lục Lâm Thiên cũng không muốn chạy trốn, hắn cũng không muốn bỏ qua một cơ hội như vậy. Tiểu Linh. Ta đã tìm nàng lâu rồi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng gặp được nàng. Lục Lâm Thiên nhìn Lữ Tiểu Linh đang lao tới, thân ảnh không trốn mà lập tức đi về phía Lữ Tiểu Linh. Đứng lại, ta không tin lời ngươi nói nữa. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh trầm xuống, nghiến răng, tay phải vung lên lập tức rút đoạn kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang nhanh chóng đâm về phía Lục Lâm Thiên, linh lực được rót vào khiến cho không gian vang lên tiếng gió rít gào. Tiểu Linh! Thực sự ta đã tìm nàng rất lâu rồi mà. Ánh mắt Lục Lâm Thiên giấu giếm sự cả kinh đứng bất động tại chỗ rồi nói. Ta phải chém ngươi thành tám khối mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Lữ Tiểu Linh căn bản không tin lời Lục Lâm Thiên nói. Đoàn kiếm trong tay mang theo kình phong sắc bén trong nháy mắt đâm tới trước người Lục Lâm Thiên. Không ngờ nàng lại không tin lời ta nói. Vậy thì nàng giết ta đi, chết ở trong tay nàng ta cũng nguyện ý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hai mắt nhắm chặt, lúc này hắn đã âm thầm tùy thời vận chuyển thanh linh khải giáp. Trưởng môn,
Diệp Mỹ biến sắc, thế nhưng nhìn thấy Bạch Linh và Tiểu Long không xuất thủ, tuy rằng trong lòng lo lắng thế nhưng cũng không có động tác gì. Khí Vương Úc Khánh cũng vậy, tuy rằng trong lòng kinh ngạc thế nhưng nhìn thấy trưởng môn không phân phó, Tiểu Long và Bạch Linh cũng không xuất thủ cho nên hắn cũng chỉ đứng ở bên cạnh cảnh giới mà thôi. Siêu! Kinh phong sắc bén đảo qua cổ, trong lòng Lục Lâm Thiên ngẩn ra, lúc này hắn có thể cảm giác được sự đau rát từ trên cổ mình. Vì sao ngươi không né tránh? Lữ Tiểu Linh kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên, đoàn kiếm trong tay gần tới cổ Lục Lâm Thiên thì thủ ấn thu lại, đoàn kiếm lập tức dừng lại sát cổ Lục Lâm Thiên không tiến thêm một phân. Lục Lâm Thiên cảm giác có một mùi hương nhàn nhạt chui vào trong mũi mình. Hắn mở hai mắt ra nhìn chăm chú vào Lữ Tiểu Linh trước mặt, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. 3 năm không gặp nàng vẫn ngây ngô như trước, lại thêm vài phần quyến rũ. Nàng muốn giết ta sao có thể trốn, chết ở trong tay nàng ta cũng không oán hận. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt rồi nói. Ánh mắt không biết từ khi nào đã chuyển sang chế độ thâm tình. Nhìn ánh mắt của Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh không khỏi run lên. Lập tức chu miệng, đoàn kiếm trong tay lại kề sát vào cổ Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo từ trên cổ truyền tới. Đoàn kiếm này tuyệt đối không phải phàm vật. Lẽ nào ngươi nghĩ ta không dám giết người thật sao? Ngươi lại dám gạt ta rồi tự mình chạy trốn. Hôm nay ta phải cho ngươi biết hậu quả của việc lừa bản tiểu thư. Lữ Tiểu Linh cắn răng, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt có một chút u oán, đoàn kiếm trong tay lại càng gần cổ Lục Lâm Thiên hơn một chút. Nhìn ánh mắt u oán này đột nhiên trong lòng Lục Lâm Thiên có chút xúc động. Lập tức thu hồi sự xúc động này. Lúc này, hai người hấp dẫn vô số ánh mắt nghi hoặc của mọi người chung quanh. Vương trưởng lão đi theo phía sau Lữ Tiểu Linh cùng với Lưu trưởng lão không biết từ khi nào một trước một sau bao vây lấy Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng thấy được tất cả những chuyện này, ánh mắt khẽ biến đổi. Trước khi nàng giết ta, nàng có thể để cho ta nói một câu không? Nói xong ta chết cũng không tiếc. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào mắt Lữ Tiểu Linh, ánh mắt càng thêm thâm tình. Nhìn vào ánh mắt của Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh đột nhiên cảm thấy hận ý trong người giảm bớt một chút, ánh mắt kia khiến cho lòng nàng tê dại, giống như là điện giật vậy. Được rồi, để cho ngươi nói một câu. Sau đó bản tiểu thư giết ngươi cũng không muộn. Lữ Tiểu Linh giận dữ nói, trong ánh mắt vẫn mang theo sự oán hận. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, còn có mấy cường giả hộ tống Lữ Tiểu Linh, Lục Lâm Thiên cắn răng, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh nói. Đã từng có cơ hội ở chung một chỗ với nàng, thế nhưng ta lại không quý trọng. Lúc này ta mới cảm thấy hối hận, sự thống khổ nhất trong đời ta cũng chỉ có chuyện này mà thôi. Mấy năm nay ta một mực tìm kiếm thế nhưng lại không tìm được nàng. Ta thường xuyên nghĩ nếu như ông trời có thể cho ta một cơ hội nữa. Để ta trở lại thời gian khi trước nhất định ta sẽ không chút do dự ở bên cạnh nàng. Ta biết ta không xứng với nàng, thế nhưng ta muốn ở bên cạnh nàng, cho dù đứng từ xa nhìn nàng cũng được. Chỉ cần ở bên cạnh nàng là tốt rồi. Nếu như con người có một kỳ hạn nào đó, ta hy vọng có thể ở bên cạnh nàng 1 vạn năm. Nhìn Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh run rẩy, đoàn kiếm dán vào trên cổ Lục Lâm Thiên lúc này cũng run rẩy theo. Mấy trăm người chung quanh lúc này nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy vô cùng ngạc nhiên. Ngay cả Diệp Mỹ, Hoa Mãn Ngọc cũng nhìn nhau, mà đám người hộ tống Lữ Tiểu Linh càng thêm há hốc mồm. Vốn những người này còn tưởng rằng tiểu thư và thanh niên áo xanh này có cựu oán, hóa ra không phải là thù, dường như giữa hai người này còn có chút gì đó. Phanh! Phanh một tiếng! Đoàn kiếm trong tay Lữ Tiểu Linh rơi xuống đất, toàn thân đờ ra. Ngươi nói thật sao? Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, một lát sau mới mở miệng nói ra một câu. Thật hay không đã không còn quan trọng, có thể gặp lại nàng ta cũng đã hài lòng. Hiện giờ nàng có thể giết ta chết cũng không oán, thế nhưng ta muốn nhìn thấy nàng tận mắt giết ta. Chí ít cũng để ta biết là ta chết ở trong tay nàng. Lục Lâm Thiên nói. Cả người Lữ Tiểu Linh run lên, tâm loạn như ma. Lúc này đâu còn hạ thủ được nữa. Hai Hoa Nhi chưa ráo máu đầu, nói chuyện tình yêu thì đi nơi khác, nơi này không phải địa phương đàm tình nói ái của các ngươi. Sắc mặt Bạch Vô Thường trầm xuống. Chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi? Lữ Tiểu Linh đang không biết làm sao, tâm loạn như ma, nghe được lời của Bạch Vô Thường nhất thời liền tức giận. Tiểu nữ Hoa Nhi lớn mật, người muốn chết. Sắc mặt Bạch Vô Thường nhất thời đại biến,
bị một tiểu nữ oa trách mắng, đây là lần đầu đâu. Bạch Vô Thường, chuyện của tiểu thư nhà ta quan hệ gì tới ngươi, ngươi còn chưa có tư cách quản. Trong đám người, một lão giả chừng 50 tuổi mặc trường bào màu lam lạnh nhạt nói một tiếng, quanh thân hắn tản ra linh lực quấn quanh, nhìn khí tức vào khoảng trình tự linh xuất thất trọng. Quách Văn Tinh, khặc khặc, nguyên lai là đại tiểu thư linh thiên môn các ngươi, thì tính sao, đừng đem linh thiên môn áp ta. Bạch Vô Thường thản nhiên nói, nhưng sắc mặt cũng thoáng co rút lại. Tên lừa gạt, hôm nay ta không giết ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, lần này theo ta trở về. Lữ Tiểu Linh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, vẻ tức giận đã giảm đi rất nhiều, thậm chí còn có chút ửng đỏ. Hừ, động thủ. Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh bỗng dưng lao thẳng tới chỗ Hoa Gia huynh muội. Hai thân ảnh một đen một trắng, chính là hai người Hắc Bạch Vô Thường, giờ phút này một tông một môn một giáo một trang đều đã tới, hai người đã quyết định chủ ý phải ra tay trước. Hắc Bạch Vô Thường, nơi này còn chưa tới lượt các ngươi hung hăng càn quấy. Vài thanh âm trách mắng đồng thời truyền tới, mấy thân ảnh cơ hồ cùng lúc lao về hướng Hắc Bạch Vô Thường. Trên người họ đều mang theo khí tức cường hãn cùng linh lực ba động, cả phiến không gian đột nhiên vặn vẹo. Phanh phanh, vài đạo công kích hung hăng đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường, mấy đạo quyền ấn cùng trưởng ấn áp xuống nhanh như chớp bao phủ hai người. Sắc mặt hai người đại biến, đều phát ra hộ thân cương quyền bao phủ thân thể, khoảnh khắc đẩy văng trưởng ấn quyền ấn. Khí tức cường hãn làm cả không gian đều run rẩy. Oanh oanh, lực lượng va chạm, ngay lập tức nứt toác, nếu thực lực thấp căn bản không thể thấy rõ quá trình giao thủ. Không gian nổ tung, lực lượng cuồng bạo nhất thời tràn ngập, kình phong quét ngang bám theo đá vụn, không gian sóng gợn nhộn nhạo tán ra. Thình thịch, trong kình khí cuồng bạo, giờ phút này chỉ thấy Hắc Bạch Vô Thường chật vật thối lui ra sau, theo kình khí tiêu tán, bốn thân ảnh lộ ra. Chính là Hóa Vũ Tông Hà Dược Đông, Hắc Sát Giáo Ngũ Quần Phàm, Lan Lăng Sơn Trang Phí Trưởng Lão, còn có Linh Thiên Môn Quách Văn Tinh. Trong bốn người Quách Văn Tinh tu vi linh xuất thất trọng, Ngũ Quần Phàm Vũ xuất thất trọng, Phí Trưởng Lão cùng Hà Dược Đông Vũ xuất bát trọng, bốn người hợp lực mạnh hơn Hắc Bạch Vô Thường một ít, thực lực hai người chỉ tới trình tự Vũ xuất bát trọng. Sau một chiêu mọi người không tiếp tục có động tác, nhóm người Phí Trưởng Lão cùng Hà Dược Đông trong vô hình đều đứng trước Hoa Gia huynh muội. Chỉ cần không có người động tới họ, sẽ không ai ra tay. Một màn này làm sắc mặt Hoa Gia huynh muội biến hóa. Lục Lâm Thiên luôn nhìn chăm chú vào mọi người, ra vẻ cả đám người đều là lão hồ ly, đều muốn lấy được bảo vật Bách Thú Cốc, nhưng không ai muốn ra tay trước. Chư vị trưởng lão, Hắc Bạch Vô Thường diệt Bách Thú Cốc của chúng ta, nếu ai đánh chết hai người này, Hoa Mãn Ngọc này nhất định cảm tạ. Hoa Mãn Ngọc mở miệng, ánh mắt đảo qua trong đám người. Cuối cùng dừng lại trên thân Hắc Bạch Vô Thường. Nghe được lời nói của Hoa Mãn Ngọc, đôi mắt nhóm người Hà Dược Đông đều co rụt lại. Lần này Hắc Bạch Vô Thường phiền toái. Lục Lâm Thiên cau mày, chỉ sợ Hoa Mãn Ngọc muốn mượn dao giết người, ai cũng có mưu đồ, cho nên dù biết Hoa Mãn Ngọc có âm mưu cũng không thể không ra tay. Hắc Bạch Vô Thường vẫn luôn ác danh hiển hách trong cổ vực, dám diệt Bách Thú Cốc, cũng chính là gây hấn với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Ta xem chi bằng mọi người liên thủ tiêu diệt hai người này, sau đó hãy tính toán. Bạch y phụ nhân Lan Lăng Sơn Trang nhìn mọi người nói. Lời đề nghị của Phí trưởng lão không sai, trước liên thủ tiêu diệt Hắc Bạch Vô Thường, sau đó chúng ta tiếp tục tính toán cũng tốt. Hà Dược Đông nhíu mày nói. Như thế rất tốt, Hắc Sát Giáo cũng không có ý kiến. Ngũ Quần Phàm nói. Linh Thiên Môn cũng không ý kiến. Quách Văn Tinh nói. Siêu siêu. Vừa dứt lời, bốn thân ảnh lao thẳng tới chỗ Hắc Bạch Vô Thường, không ai muốn một mình đối phó hai người. Hừ, ta muốn nhìn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Sắc mặt Hắc Bạch Vô Thường tối sầm, trong mắt tràn ngập sát khí, thủ ấn kết xuất, năng lượng trong thiên địa ba động kịch liệt. Động thủ. Vài tiếng quát lớn cơ hồ đồng thời truyền ra, chỉ trong nháy mắt bốn lực công kích mang theo lực lượng ba động đáng sợ nhất thời bao phủ về hướng Hắc Bạch Vô Thường. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, để cho ta xem thực lực của các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường quát to một tiếng, nhảy dựng lên nhanh như chớp, khí tức đáng sợ lan tràn, năng lượng thuộc tính bao trùm trời đất áp tới, công kích nháy mắt tuôn ra. Phanh phanh, chỉ trong nháy mắt đôi bên đã va chạm, thanh thế cường hãn làm những người vây xem thực lực bình thường tâm thần run rẩy, loại khí thế này người bình thường không cách nào xông vào, vạn nhất bị liên lụy nhất định giữ nhiều lành ít.
Bạch Vô Thường, nếm một trưởng của lão thân. Giữa không trung, Phí trưởng lão quát to một tiếng, thân ảnh đi tới trước người Bạch Vô Thường, một đạo ba động khủng bố cấp tốc tràn ngập, năng lượng hệ thủy nháy mắt hội tụ, một trưởng ấn màu lam cực lớn áp không vỗ thẳng về hướng Bạch Vô Thường. Hừ! Bạch Vô Thường quát lạnh một tiếng, từng đạo hồng mang cường hãn từ trong cơ thể trào ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh sương mù đỏ như lửa, lực lượng dao động cường hãn làm không gian cấp tốc nhộn nhạo run rẩy lên. Sương mù nóng bỏng chỉ một thoáng đã ngưng tụ thành quả cầu lửa thật lớn, mang theo uy thế khủng bố hung hăng va chạm vào công kích của Phí trưởng lão, ven đường không gian bị đánh vỡ tạo thành sóng gợn đỏ bừng. Phanh phanh! Hai đạo lực lượng nhất thời va chạm, ngọn lửa trào ra ngập trời, lam mang cũng bao phủ bên trong, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như không gian sắp vỡ ra. Bạch Vô Thường, nếm một trưởng của ta. Đúng lúc này, một đạo trưởng ấn vô thanh vô tức đi tới sau lưng Bạch Vô Thường. Dưới trưởng ấn một mảnh không khí nóng cháy vỡ tan, ngũ quần phàm cũng là vũ giả hệ hỏa, khí tức nóng bỏng phảng phất như muốn thiêu cháy cả vùng trời, trưởng ấn mang theo lửa đỏ nháy mắt thổi quét về phía Bạch Vô Thường. Bạo cho ta! Bạch Vô Thường quay đầu, sắc mặt trầm xuống, một đạo công kích cấp tốc bay ra, khí tức cường hãn lưu động, một đoàn ngọn lửa vô cùng khổng lồ bay ra ngoài. Phanh phanh! Hai đạo công kích hệ hỏa nháy mắt bùng nổ, lực lượng âm bạo thật lớn mang theo sóng xung kích thật dễ dàng đem mặt đất chung quanh san thành bình địa, không khí nóng cháy làm phạm vi mấy ngàn thước chung quanh biến thành một mảnh khô vàng, cây xanh nhất thời khô héo. Đặng đặng đặng! Trong kình khí cuồng bạo nóng cháy, thân ảnh ngũ quần phàm bị đánh bay, Bạch Vô Thường là vũ xuất bát trọng, mà hắn chỉ mới đạt tới thất trọng mà thôi, một mình giao thủ đương nhiên không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này một đạo quyền ấn màu lam của Phí trưởng lão đã trực tiếp áp tới sau lưng Bạch Vô Thường. Phanh! Sắc mặt Bạch Vô Thường đại biến, quay phát người lại nhìn thấy thế công hung hãn bay tới, vội vàng tản ra hộ thân cương quyền bao phủ thân thể, ngay tiếp theo công kích kinh khủng đã đánh thẳng vào hộ thân cương quyền của hắn. Phanh phanh! Hộ thân cương quyền nhất thời lõm vào, bắt đầu có vết rạn thật nhỏ, mặc dù còn chưa hoàn toàn vỡ tan nhưng thân hình hắn đã bị đẩy lui hơn trăm thước. Sắc mặt nhất thời tái nhợt. Phanh phanh. Ở giữa không trung vang lên tiếng nổ tung, thân hình Hắc Vô Thường bị đánh bay, một cỗ linh lực cực lớn xen lẫn linh hồn công kích quanh quẩn giữa bầu trời, Hắc Vô Thường hiển nhiên vừa nếm thiệt thòi của cao thủ Linh Thiên Môn. Bầy trận. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời bị đánh lui, sắc mặt đại biến, đúng lúc này hai người nhìn nhau cùng kết ra thủ ấn, một cỗ năng lượng hệ thủy hỏa ngưng tụ trên không trung. Không gian run rẩy lên. Nháy mắt hai cỗ năng lượng đan xen nhau, uy thế chướng lớn, cả không gian bị nhuộm thành hai màu lam hồng sáng ngời. Toàn bộ vũ xuất cùng công kích, đừng để cho bọn hắn bố trí trận pháp. Quách Văn Tinh lớn tiếng quát. Cùng ra tay công kích. Phí trưởng lão quát một tiếng, năng lượng màu lam đột nhiên ngưng tụ. Siêu siêu. Toàn bộ những người có tu vi vũ xuất, tổng cộng gần 20 người cơ hồ sắc mặt trầm xuống, lực công kích ngưng tụ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, lực công kích của hơn 20 vũ xuất đồng loạt đánh lên trên người Hắc Bạch Vô Thường. Oanh oanh oanh! Chiêu hợp kích của Hắc Bạch Vô Thường vừa thành hình, công kích của mọi người ầm ầm bay tới, nhất thời hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Hơn 20 đạo công kích, mặc dù có mạnh có yếu nhưng thấp nhất cũng là trình tự vũ xuất, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn 20 đạo công kích cường hãn va chạm, thiên địa chung quanh kịch liệt run rẩy lên, chân khí cuồng bạo tràn ngập. Trên mặt đất nứt ra khe hở lan tràn kéo dài ra xa. Phanh phanh. Tiếng nổ bạo vang khắp không gian, lực lượng cuồng bạo nổ tung, kinh khí phong bạo khuếch tán, Hắc Bạch Vô Thường mới ngưng tụ lên cương quyển nháy mắt liền hỏng mất. Đặng đặng. Trong kinh khí cuồng bạo, mười mấy thân ảnh bị đánh bay, Đới Cương Tử, Vương Sán Nhiên đầu tiên bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ đã bị thương nhẹ. Phốc. Thân hình Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này cũng bị đánh bay. Phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Hai người rơi xuống đất, chân khí uể oải, tuy là vũ xuất bát trọng nhưng bị một kích liên thủ của hai mươi mấy vũ xuất vẫn bị thương. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thù này, chúng ta sẽ tìm các ngươi đòi lại. Lời vừa thốt ra, thân ảnh Hắc Bạch Vô Thường lập tức biến mất tại chỗ. Nhìn thấy hai người bỏ chạy, nhưng không ai truy theo, ý nghĩ trong lòng họ người nào cũng biết, mục tiêu của họ là bảo vật Bách Thú Cốc. Về phần Hắc Bạch Vô Thường đã chạy cũng không cần đuổi theo. Sắc mặt Lục Thiếu Du thoáng biến đổi, Hắc Bạch Vô Thường đi rồi,
chỉ còn lại người của nhất tông nhất trang nhất giáo nhất môn ở lại, phỏng chừng sẽ tranh đoạt một phen. Sau thoáng do dự, Lục Thiếu Du truyền âm cho Diệp Mỹ. Hai vị cốc chủ, Hắc Bạch Vô Thường đã đi rồi, nhưng tùy thời đều có thể trở về, ta xem chi bằng hai vị tới Lan Lăng Sơn Trang nghỉ chân trước thế nào, ở trong Lan Lăng Sơn Trang, hai người kia sẽ không dám tới tìm các ngươi gây phiền phức. Phí trưởng lão đi tới trước mặt Hoa Gia huynh muội nói. Ta thấy hay là hai vị cốc chủ đi tới Hắc Sát Giáo đi, Hắc Sát Giáo cách Sơn Mạch Vụ Hải gần nhất, Hắc Bạch Vô Thường sẽ không dám tới Dương Oai. Ngũ Quần Phàm tiến lên nói. Cảm tạ ý tốt của chư vị trưởng lão, huynh muội chúng tôi sẽ không làm phiền. Đôi mắt đẹp của Hoa Mãn Ngọc đảo qua mọi người, suy nghĩ trong lòng họ nàng làm sao không biết, họ vì bảo vật trong truyền thuyết của Bách Thú Cốc mà tới, có ai thật tình để ý sự chết sống của huynh muội bọn họ. Hoa Mãn Ngọc, đừng có không biết xấu hổ, Hắc Bạch Vô Thường bị chúng ta đuổi đi rồi, muốn qua sông Đoạn Cầu hay sao? Sắc mặt Ngũ Quần Phàm âm trầm, nhìn chăm chú vào Hoa Mãn Ngọc cùng Hoa Mãn Lâu nói. Cỗ lãnh ý bắt đầu tràn qua. Ngũ trưởng lão, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, sau một lúc nghỉ ngơi điều dưỡng, đã khôi phục một chút hồng nhuận. Giao ra bảo vật Bách Thú Cốc, ngươi biết quy củ của cổ vực rồi đấy. Ngũ Quần Phàm nói. Bách Thú Cốc không có bảo vật gì, chư vị nếu vì bảo vật thì mời trở về đi. Hoa Mãn Lâu trầm giọng nói. Hoa Mãn Lâu, không có lỗ hổng không có gió. Người nói không chẳng lẽ không hay sao? Hà Dược Đông nhíu mày, nhìn chăm chú về hướng Hoa Mãn Lâu. Mãn Lâu đại ca, Ngọc tỷ, không bằng như vậy, nếu các ngươi tin được ta, thì đi theo ta, tiểu muội tự nhiên có thể bảo vệ an toàn cho hai vị. Diệp Mỹ nhìn hai huynh muội nói. Nghe được lời nói của nàng, không ít ánh mắt rơi lên người nàng. Diệp Mỹ, người đi trước đi, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm. Hoa Mãn Lâu nói. Ánh mắt lướt qua Diệp Mỹ, Lục Thiếu Du cùng Úc Khánh, thần sắc có chút ảm đạm, với thực lực của họ làm sao so sánh được với nhóm người nhất tông nhất giáo. Ngọc tỷ, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Diệp Mỹ cười nhẹ, nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Hoa Mãn Ngọc nhìn chăm chú vào Diệp Mỹ, ánh mắt chợt lóe ra, không biết suy nghĩ chuyện gì. Trong đám người, Ngũ Quần Phàm nhìn qua La Chí Cương ra dấu bằng ánh mắt. Vũ tướng cửu trọng nho nhỏ từ nơi nào tới? Chỗ này làm gì có phần cho ngươi nói chuyện. Một tiếng quát lạnh truyền ra, thân hình La Chí Cương cấp tốc đánh về hướng Diệp Mỹ, thủ ấn kết xuất, một mảnh chân khí hoàng mang ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn đánh về phía nàng. Lui ra, thân hình Úc Khánh nháy mắt bay ra, không gian ba động, vừa xuất hiện lại như quỷ mị đứng trước mặt La Chí Cương, thủ ấn không chút biến hóa, một cỗ linh lực tràn tới, một đạo chỉ ấn trống rỗng xuyên thấu không gian. Xen lẫn theo linh hồn công kích nhất thời rơi lên trưởng ấn của La Chí Cương. Phanh! Trong tiếng vang trầm đục, thân thể La Chí Cương đột nhiên cứng đờ, ngay lập tức lảo đảo lui ra sau, thân hình Úc Khánh cũng lảo đảo thối lui. Một kích tách ra, tựa hồ tám lạng nửa cân, không ai chiếm được ưu thế, nhưng linh hồn công kích của Úc Khánh làm La Chí Cương có chút luống cuống tay chân. Địa cương môn khá lắm, người của Phi Linh Môn mà cũng dám động, mối thù này Phi Linh Môn ghi nhớ. Một thanh âm thản nhiên truyền tới, ngay lập tức thân ảnh Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi trên người La Chí Cương, một cỗ sát khí tỏa ra tràn ngập. Lữ Tiểu Linh luôn đi theo bên người Lục Thiếu Du, lúc này lại không đuổi theo. Tiểu tử, ngươi tính là vật gì? Một chiêu không chiếm được tiện nghi, La Chí Cương đã có chút tức giận, nghe được lời nói của Lục Thiếu Du nhất thời sắc mặt trầm xuống, không hề xem hắn vào trong mắt. La Chí Cương, chỉ bằng lời này của ngươi. Địa cương môn sớm muộn sẽ bị ta tiêu diệt, hiện tại cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Nghe được lời của hắn, không ít ánh mắt tò mò rơi lên người hắn. Trước đó mọi người cũng có chú ý tới hắn, tựa hồ hắn có quan hệ sâu sắc với đại tiểu thư Linh Thiên Môn, nhưng thực lực của hắn thế nào, không ai quá xem trọng. Chỉ có sắc mặt của đới cương tử thay đổi, không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu tử chưa ráo máu đầu. Khẩu khí thật không nhỏ, thật không biết trời cao đất rộng. Ngũ Quần Phàm thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du. Hắc Sát Giáo giỏi lắm hay sao, hừ. Lữ Tiểu Linh nũng nịu quát một tiếng, liền đứng bên người Lục Thiếu Du. Giờ phút này vị vương trưởng lão của Linh Thiên Môn, còn có Lưu trưởng lão, Quách Văn Tinh đều nhất thời biến sắc, không nghĩ tới đại tiểu thư lại che chở Lục Thiếu Du. Nguyên lai có Linh Thiên Môn làm hậu trường, khó trách.
Ánh mắt Ngũ Quần Phàm híp lại, đảo qua Lữ Tiểu Linh, đồng tử co rụt lại, nhưng không nói thêm lời nào. Nhìn thấy quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Linh Thiên Môn, Hà Dược Đông cũng có chút nghi hoặc. Ngọc tỷ, các ngươi cùng ta đi thôi. Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Được. Hoa Mãn Ngọc gật đầu, nàng cực kỳ tín nhiệm Diệp Mỹ, biết hai huynh muội mình không còn lựa chọn khác. Hai vị cốc chủ, các ngươi dù muốn đi, vậy lưu lại bảo vật, nếu không các ngươi cảm thấy hôm nay có thể rời đi nơi này sao? Hà Dược Đông lạnh nhạt nói. Suy. Hai vũ xuất trong Hóa Vũ Tông còn có Đới Cương Tử, Vương Sán Nhiên, Trần Ngọc Đông đều đứng phía sau Hà Dược Đông, dùng trạng thái vây quanh ngăn chặn Hoa Gia huynh muội. Bảo vật cần lưu lại, nhưng lưu trong Lan Lăng Sơn Trang chúng ta. Tố Y phụ nhân nói, tiếp theo tới Kỳ Thanh Phong Môn, Tầm Vũ Động, Huyền Nguyên Cốc đều vây về hướng Hoa Gia huynh muội. Cả không gian gươm tuốt vỏ nỏ dương dây, mỗi người đều muốn cướp được bảo vật trên người Hoa Gia huynh muội. Tiểu thư, ngươi lui ra đi. Vương trưởng lão đi tới bên cạnh Lữ Tiểu Linh khuyên bảo. Lục Thiếu Du, ngươi cùng ta đi thôi. Lữ Tiểu Linh nói. Lục Thiếu Du lắc đầu, trong lòng hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn, nếu hắn xen vào sẽ đắc tội bốn thế lực lớn, sẽ làm phiền cho Phi Linh Môn, nhưng hắn cũng muốn lấy được bảo vật trong Bách Thú Cốc. Nói chuyện thật dễ nghe, ra vẻ chư vị đều muốn lấy bảo vật của Bách Thú Cốc, ha ha, nhưng Bách Thú Cốc vốn không có bảo vật gì, các vị chết tâm đi. Ánh mắt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, nhìn chăm chú vào mọi người nói. Hoa Mãn Lâu, giao ra bảo vật, Lan Lăng Sơn Trang nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu đáo, nếu không đừng trách ta không nể tình hữu nghị mấy năm nay động thủ với ngươi. Phí trưởng lão quát. Ha ha, chư vị đều mơ tưởng, cho dù Bách Thú Cốc thật sự có bảo vật gì cũng không biết nên giao cho ai. Hoa Mãn Ngọc chớp mắt nói. Hoa Mãn Ngọc, ngươi nói ra lời này là hy vọng chúng ta hỗn chiến lẫn nhau sao? Nhưng lần này không như ngươi mong muốn, ta trước tiên giết ngươi, nếu Bách Thú Cốc thật sự có bảo vật, tự nhiên sẽ lấy được. Ngũ Quần Phàm cười lạnh một tiếng, thân ảnh lao thẳng về hướng Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quần Phàm, ta liều mạng với ngươi. Hoa Mãn Lâu quát to một tiếng, thân hình nhảy dựng lên. Hoa Mãn Lâu, ngươi lui về đi. Hai vũ xuất trong Hắc Sát Giáo lao tới, tung ra đạo công kích ngăn cản trước người Hoa Mãn Lâu, hai người này một vũ xuất lục trọng. Một ngũ trọng, nhất thời bao trùm Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Ngọc, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết. Giờ phút này Ngũ Quần Phàm đã tới trước người Hoa Mãn Ngọc, thủ ấn kết xuất, một đạo thủ ấn nóng cháy áp xuống, không gian vặn vẹo trực tiếp chộp thẳng tới người Hoa Mãn Ngọc. Ngũ Quần Phàm, Bách Thú Cốc cũng không phải dễ khi dễ. Sắc mặt Hoa Mãn Lâu trầm xuống, đối phương có tu vi vũ xuất thất trọng, mà nàng chỉ là linh xuất nhị trọng, căn bản không thể đối kháng. Nhưng vẫn cắn răng kết xuất thủ ấn, ngọc bài xuất hiện trong tay, một cỗ linh lực truyền vào bên trong. Lục Lâm Thiên vẫn đang do dự không biết có nên ra tay hay không, giờ phút này Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn cùng Hóa Vũ Tông cũng chưa có ý xuất thủ, Lục Lâm Thiên càng không dám vọng động. Bỗng dưng Lục Lâm Thiên nhìn thấy ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn ngọc bài giống như đã từng thấy qua, Lục Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới trên người của mình cũng có khối lệnh bài giống nhau như đúc. Lúc này linh lực của Hoa Mãn Ngọc truyền vào trong ngọc bài, một cỗ quang mang nhàn nhạt nhanh chóng bao phủ trên người nàng, hóa thành vô số năng lượng hội tụ, trên không gian sóng gợn bao phủ một mảnh huyết sắc quỷ dị. Ngao! Một tiếng thú minh long phượng sư tử hổ báo từ trong ngọc bài mơ hồ truyền ra, trên ngọc bài xuất hiện ấn quyết quỷ dị, ấn quyết như long phi long, như hổ phi hổ, cả vật thể màu đỏ, có vẻ cực kỳ huyền ảo, một cỗ uy áp ngập trời liền khuếch tán. Cảm giác được cỗ uy áp thật lớn này, toàn bộ phi hành yêu thú của các đại sơn môn không khỏi hoảng sợ run rẩy lên, vô hình chung hoàn toàn bị áp chế. Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy, sắc mặt mọi người kinh hãi, nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc, không biết đó là vật gì. Đi! Ấn quyết quỷ dị phát ra, Hoa Mãn Ngọc thấp giọng quát nhẹ, vung ngọc bài trong tay, ấn quyết nhất thời bay ra như mãnh hổ vồ mồi. Mang theo thanh âm thú minh vang rền hung hăng đánh thẳng tới chảo ấn của Ngũ Quần Phàm. Phanh! Lực lượng cực lớn nổ vang, một cỗ lực lượng mênh mông bùng nổ, dùng mắt thường có thể thấy được chảo ấn trực tiếp bẻ vụn ấn quyết, mà trên ấn quyết mang theo cỗ lực lượng linh hồn công kích hung hăng va chạm vào chảo ấn. Phốc! Thân thể Hoa Mãn Ngọc bị đánh bay hơn trăm thước, trong miệng phun ra ngụm máu tươi, với thực lực của nàng mặc dù được ngọc bài thần dị tương trợ cũng không hơn được Ngũ Quần Phàm.
sự cách biệt thực lực giữa vũ xuất thất trọng cùng linh xuất nhị trọng rất lớn. Đặng đặng, thân hình ngũ quần phàm cũng rơi xuống đất thối lui ra sau mấy bước mới đứng vững lại, trong mắt sửng sốt, tựa hồ vừa rồi vì khinh thường nên cũng có chút tổn thương. Là huyết hồn ấn, bách thú cốc làm sao có huyết hồn ấn? Hiện tại người kinh ngạc nhất chính là Lục Lâm Thiên, vừa rồi Hoa Mãn Ngọc thúc dục chính là huyết hồn ấn, mà ngọc bài thần dị kia chính Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, trước kia sư phụ Tiện Nghi Thánh Thủ Linh Tôn cũng lưu cho hắn một khối ngọc bài giống như đúc, nhưng ngọc bài của hắn chỉ lớn hơn một ít mà thôi. Bách thú cốc có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Ý niệm này chợt hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên, dùng ngọc bài có thể thúc dục huyết hồn ấn, Lục Lâm Thiên liền nghĩ tới quan hệ trong việc này. Phanh phanh, giữa không trung, sau tiếng nổ vang, thân hình Hoa Mãn Lâu bị đánh bay hung hăng đập xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. Đại ca, Hoa Mãn Ngọc giấy dụa lảo đảo chạy tới bên người Hoa Mãn Lâu, thần sắc hai huynh muội ảm đạm, giờ phút này đã bị thương nghiêm trọng. Hoa Mãn Ngọc, có vẻ ngọc bài trong tay ngươi chính là bảo vật bách thú cốc, giao ra đây, Hắc Sát giáo sẽ không tiếp tục làm khó dễ các ngươi. Ngũ quần phàm nhìn chăm chú vào ngọc bài trong tay Hoa Mãn Ngọc. Trong ngọc bài tản ra thú uy làm không ít người thầm nghĩ, vật này có quan hệ tới việc bách thú cốc khống chế yêu thú, nhất thời đều chảnh về hướng ngọc bài trong tay nàng. Ngũ quần phàm, Hắc Sát giáo các ngươi nằm mơ đi, trừ phi ta chết, nếu không người đừng nghĩ. Hoa Mãn Ngọc quát một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người mang theo lãnh ý. Vậy ngươi chết đi thôi. Ánh mắt ngũ quần phàm trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về hướng Hoa Mãn Ngọc. Lúc này ánh mắt các cao thủ đều trầm xuống, chân khí run lên, chờ đợi thời cơ ra tay tranh đoạt tốt nhất. Trưởng môn, Hoa gia huynh muội từ nhỏ có giao tình sâu đậm với ta, cầu trưởng môn cứu giúp. Nhìn thấy ngũ quần phàm tiếp tục công kích Hoa Mãn Ngọc, sắc mặt Diệp Mỹ biến đổi. Lục Lâm Thiên còn đang suy tính, chuyện này vượt ngoài dự liệu của hắn, người của bốn thế lực lớn cùng nhau đi tới, trường hợp đã có chút không kiểm soát. Dừng tay! Một thanh âm quát khẽ truyền ra, một thân ảnh như quỷ mị nhanh như chớp xuất hiện trước người Hoa Mãn Ngọc, chính là Lục Lâm Thiên. Giờ phút này trên hai vai Diệp Mỹ, trong mắt Tiểu Long cùng Bạch Linh bắn ra tinh quang, trên bầu trời xa xa không biết từ khi nào vài đầu yêu thú đang xoay quanh trên trời cao. Tiểu tử, chẳng lẽ bằng vào ngươi cũng muốn bảo vệ Hoa gia huynh muội hay sao? Ngũ quần phàm căn bản không đem Lục Lâm Thiên để vào trong mắt, vẫn lao thẳng tới. Ngũ quần phàm, đi thêm một bước, ngươi sẽ hối hận. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, một cỗ sát khí vô hình tán phát ra ngoài. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Có lẽ cảm nhận được sát khí trên người Lục Lâm Thiên, ngũ quần phàm thật sự dừng bước, rơi xuống trước mặt Lục Lâm Thiên chưa đầy 30 thước, sắc mặt cực kỳ khó xem. Hôm nay ta bảo vệ Hoa gia huynh muội, nếu ai tiến tới một bước, đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên sầm mặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn chẳng những đối lập với Hắc Sát giáo, còn đối lập với bốn thế lực lớn, hắn mở miệng nói cần bảo vệ Hoa gia huynh muội, bốn thế lực lớn làm sao chịu bỏ qua. Nếu là lúc trước Lục Lâm Thiên chỉ muốn đục nước béo cò, Hoa gia huynh muội sống hay chết hắn cũng không quản, nhưng Hoa Mãn Ngọc dùng ngọc bài kia còn thúc dục ra huyết hồn ấn, bởi vậy hắn không cách nào mặc kệ họ, bởi vì họ tuyệt đối có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Kiệt kiệt, Phi Linh Môn nho nhỏ lại muốn xen vào. Thật sự là buồn cười. La Chí Cương tiến lên cười lạnh một tiếng. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là được rồi. Côn Sơn Môn Tần Minh Ba không mất thời cơ tiến lên A Dua. Lá gan tiểu tử này rất lớn, thật không biết trời cao đất rộng. Đỗ Nguyệt Nga Hợp Hoan Tông mỉ cười một tiếng, đôi mắt trào phúng nhìn Lục Lâm Thiên. La trưởng môn, giao tiểu tử này cho các ngươi. Ánh mắt ngũ quần phàm căn bản không nhìn Lục Lâm Thiên. Luôn rơi lên người của cao thủ Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn cùng Hóa Vũ Tông. Bọn họ không ra tay, nhưng hắn cũng biết họ đang đợi thời cơ tốt nhất, nếu hắn muốn thuận lợi lấy được bảo vật bách thú cốc, phải đánh chết Hoa Mãn Ngọc, chỉ cần bảo vật rơi vào tay hắn thì dễ làm, một khi tranh đoạt sẽ là một trận đại chiến, đoán chừng không ai muốn nhìn thấy. Ngũ trưởng lão, giao tiểu tử này cho chúng ta là tốt rồi. La Chí Cương cười lạnh một tiếng, thân ảnh đánh tới. Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba đồng thời lao thẳng tới, chỉ sợ bị La Chí Cương đoạt mất công lao. Xa xa, Đới Cương Tử Quỷ Vũ Tông khẽ rùng mình, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, nếu Lục Lâm Thiên bị đánh chết, hắn lo lắng giải dược của chính mình. Vương trưởng lão,
Lưu trưởng lão, nhanh xuất thủ cứu tên lừa gạt kia. Xa xa Lữ Tiểu Linh kiều quát một tiếng. Lưu trưởng lão cùng Vương trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhưng không xuất thủ, ngược lại đứng hai bên Lữ Tiểu Linh, lo lắng nàng sẽ nhào tới trước. Siêu. Cùng một thời gian ngũ quần phàm lướt qua, lao thẳng tới chỗ Hoa Mãn Ngọc. Nếu không nghe cảnh cáo, vậy chết đi. Lục Lâm Thiên nhẹ giọng quát, sát ý lăng nhiên, trong tay chợt động, một đạo hoàng mang hiện ra, hoàng mang bạo lướt, đột nhiên bộc phát ra quang mang màu vàng chói mắt mạnh mẽ. Đi. Hắn búng tay, uy thế quanh thân trướng lớn, kim sắc quang mang nhất thời hóa thành tàn ảnh bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người nhất thời đại biến, ai cũng cảm giác được trong kim mang ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ, vô thanh vô tức làm người tràn đầy hàn ý. Cảm giác được cỗ khí tức kia, sắc mặt vài người thực lực đứng đầu tại hiện trường chợt kinh biến, thần sắc ngũ quần phàm kinh hãi, ánh mắt lộ ra bất an cùng khủng hoảng, cỗ khí tức kia làm hắn rét lạnh tận đáy lòng. Mau lui lại, mau. Sắc mặt ngũ quần phàm đại biến, nhất thời quát to, thân hình chợt lui ra sau. Cỗ khí tức làm tim đập nhanh kia cũng sớm bị nhóm người La Chí Cương cảm giác được, sắc mặt đại biến, không cần ngũ quần phàm phân phó thân ảnh đã cấp tốc thối lui. Nhưng tốc độ của kim mang quá nhanh, hơn nữa bọn hắn cách Lục Lâm Thiên không xa, làm sao có thể đào thoát. Chỉ nháy mắt hoàng mang bắn tới, ầm ầm rơi vào giữa trung ương bốn người, ngay sau đó nổ tung, thanh âm nổ bạo như sấm rền cuối chân trời. Lúc này người của Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn cùng Hóa Vũ Tông đã vội vàng thối lui, sắc mặt cực kỳ khó xem. Oanh oanh oanh, một chuỗi nổ mạnh liên tục truyền ra, năng lượng hệ thổ vô cùng khủng bố. Không gian bị vặn vẹo lan tràn suốt mấy ngàn thước xa. Kinh khí bàng bạc khuếch tán, năng lượng gợn sóng khủng bố tán phát, gào thét ầm ĩ làm lòng người kinh hãi. Không ít người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt vô cùng rung động, lực khủng bố kia thật sự làm người kinh hãi. Bốn người ngũ quần phàm đều bị thổi quét trong kinh khí, tốc độ ngũ quần phàm nhanh nhất nhưng vẫn không thể đào thoát ra ngoài, bởi vì hoàng mang nổ tung bao phủ phạm vi thật sự quá rộng. Thậm chí Hắc Sát giáo, Địa Cương môn, Hợp Hoan tông, Côn Sơn môn đều bị cuốn vào không ít. Thình thịch oanh. Sau một loạt âm bạo nổ tung, mặt đất nứt nẻ, không ít đại thụ che trời xa xa trực tiếp nổ thanh cho tàn, sau một lúc lâu kình khí kinh khủng kia mới từ từ tán đi. Phanh. Giữa không trung, bốn thân hình hung hăng đập xuống đất, ba người rơi xuống không hề có chút phản ứng, một người chật vật giãy giụa đứng dậy, máu tươi đầm đìa, bộ dáng vô cùng thê thảm, mà ba người còn lại đã không còn sinh cơ. Mà người cuối cùng cũng uể oải không chịu nổi. Thình thịch oanh. Lại có 20 thân ảnh hung hăng đập xuống đất, chính là những người của Hắc Sát giáo, Hợp Hoan tông cùng Côn Sơn môn không kịp đào thoát, 20 người này cũng bị đánh chết ngay tại chỗ. Đều chết hết. Ánh mắt lướt qua toàn trường, lúc này mọi người đều nhìn ra trưởng môn Cương môn La Chí Cương, tông chủ Hợp Hoan tông Đỗ Nguyệt Nga, Côn Sơn môn trưởng môn Tần Minh Ba chỉ trong tích tắc đã bị đánh chết. Mà đi theo chôn cùng còn có không ít vũ tướng cùng vũ phách Hắc Sát giáo không kịp chạy thoát, thậm chí ngũ quần phàm cũng bị trọng thương. Công kích thật cường hãn, vật kia là vật gì? Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi kinh hãi, không ai nghĩ tới 20 mấy người chỉ chớp mắt đã bị đánh chết. Đồ chơi kia thật quá kinh khủng, có thể trực tiếp nổ chết vũ xuất. Xa giữa không trung, Diệp Mỹ, Úc Khánh còn có Hoa Gia huynh muội đều trợn mắt há hốc mồm. Một màn này làm họ cực kỳ ngoài ý muốn, thậm chí là than thở sợ hãi. Diệp Mỹ trợn to mắt, nàng chưa từng biết trên người trưởng môn lại có thủ đoạn khủng bố như thế, khó trách trưởng môn không hề sợ hãi. Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão của Linh Thiên Môn, còn có Quách Văn Tinh, Phí trưởng lão, Hà Dược Đông lúc này sắc mặt vô cùng khó xem nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, một màn vừa rồi hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt Đới Cương Tử vô cùng kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên có thủ đoạn có thể làm người của Hắc Sát giáo tổn thương nặng nề. Phốc! Trong đống hoang tàn hỗn độn, ngũ quần phàm lại phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, Hắc Sát giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, trên mặt ngũ quần phàm đầy sát ý. Diệp phó đường chủ, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên không để ý tới ngũ quần phàm. Nhìn chăm chú vào 20 mấy thi thể trên mặt đất, có chút phiền muộn, ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng, chỉ sợ từ giờ trở đi mình đã triệt để đắc tội Hắc Sát giáo. Lục Lâm Thiên dứt lời, Thiên Sĩ Tuyết Sư bay xuống, hai cánh chấn khai từng trận gió lớn. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi.
Diệp Mỹ nhìn Hoa Mãn Ngọc nói. Ân. Hoa Mãn Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt kinh ngạc đảo qua trên người Lục Lâm Thiên, có vẻ cực kỳ nghi hoặc. Còn muốn chạy, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Phí trưởng lão lạnh lùng nói, ánh mắt híp lại, làm sao có thể cho phép Hoa gia huynh muội rời đi. Ta không muốn đối địch với Lan Lăng Sơn Trang, chỉ sợ ngươi không ngăn cản được ta. Lục Lâm Thiên trầm xuống, lúc này hắn hiểu rõ mình không thể gây thêm cường địch, hiện tại Phi Linh Môn còn chưa gây hấn được với nhiều cao thủ như vậy, gặp phải Hắc Sắc giáo đã là ngoài ý muốn. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có chút thủ đoạn là có thể diễu Vũ Dương Oai, chỉ sợ thủ đoạn như vậy ngươi cũng không có nhiều đi, lưu lại Hoa gia huynh muội, các ngươi đi hay ở không quan hệ với ta. Phí trưởng lão nói, vừa rồi Lục Lâm Thiên thúc giục thủ đoạn kia, vừa nhìn liền biết không phải thực lực của hắn. Mọi người chỉ sợ hãi thủ đoạn của hắn mà không phải chân chính sợ hắn. Ngoại lực luôn có hạn, mà ngoại lực cường hãn như thế không thể nghi ngờ là không có nhiều, vì vậy phí trưởng lão thật không tin trên người Lục Lâm Thiên còn có vật kia, dù là có, bà ta cảm giác nếu mình toàn lực đối kháng cũng không phải là không thể nào. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tối sầm, vừa rồi hắn thi triển thổ sát huyền lôi, chỉ muốn kinh sợ mọi người một chút, như vậy mình mới có thể bình yên rời đi. Nhưng xem ra mình đã đánh giá quá cao lực chấn nhiếp của thổ sát huyền lôi, dù sao nơi này còn có hai vũ xuất bát trọng, thổ sát huyền lôi có thể đánh trọng thương một người, nhưng không tổn thương được người còn lại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, mình muốn đi tựa hồ không khó, nhưng hắn không muốn bại lộ Bạch Linh, chỉ sợ sẽ làm các đại sơn môn ngồi không yên, tới lúc đó đối với Phi Linh môn chỉ có hại mà không có lợi, không tới lúc cuối cùng hắn không có ý định bại lộ Bạch Linh. Phí trưởng lão, Phi Linh Môn xem như là người của Hóa Vũ Tông, chẳng lẽ ngươi lấn Hóa Vũ Tông không người hay sao? Hà Dược Đông sầm mặt, nhất thời tiến lên nói, nguyên bản hắn không thèm nhìn tới Lục Lâm Thiên, nhưng lúc này sắc mặt tốt hơn không ít. Lão Hồ Ly, Lục Lâm Thiên nhíu mày, Hà Dược Đông bám víu quan hệ, mục đích không cần nói cũng biết, đơn giản là vì hai người Hoa gia huynh muội mà thôi. Buồn cười, Hà Dược Đông, tâm tư của ngươi người nào cũng biết, không cần nói nữa. Muốn độc chiếm bảo vật Bách Thú Cốc sao, không có cửa đâu. Phí trưởng lão quát lạnh. Lữ Tiểu Linh vốn định nói chuyện nhưng lại bị vương trưởng lão lôi kéo ngăn trở. Ta muốn đi, chỉ sợ không ai ngăn được, Hoa gia huynh muội muốn đi với ai, đó là chuyện của họ, nếu chư vị nhúng tay, vậy có chút ép buộc, mặc dù Phi Linh Môn không muốn thành kẻ địch của chư vị, nhưng nếu ai khi dễ lên đầu, Phi Linh Môn tuyệt đối không bỏ qua. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Ánh mắt Hà Dược Đông trầm xuống, chính mình chủ động đi lên lấy lòng, không nghĩ tới Lục Lâm Thiên không cho hắn mặt mũi, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo vô cùng. Vậy sao, ta muốn nhìn xem Phi Linh Môn nhỏ bé của ngươi có thực lực gì? Sắc mặt phí trưởng lão trầm xuống, nhìn chăm chú về hướng Lục Lâm Thiên. Thần sắc Lục Lâm Thiên vốn đang ngưng trọng, lúc này chợt nhìn chăm chú về hướng bầu trời xa xôi, khóe môi mỉm cười. Phí Lan, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Không có Lan Lăng Sơn Trang làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cái gì cũng không phải. Một thanh âm âm lệ truyền ra, xa xa hai thân ảnh lao thẳng tới. Hưu. Ngay tiếp theo hai thân ảnh đã tới trên không, một người sắc mặt âm trầm, nhìn qua như lệ quỷ, vẻ mặt dữ tợn, trong tay hiện lên một mảnh hỏa diễm nóng bỏng cháy rực. Suy suy suy. Người kia phẩy tay áo, hỏa diễm nhất thời cuồn cuộn kịch liệt, bao trùm khắp trời đất trực tiếp bắn về phía Phí Lan. Phí Lan nhướng mày, thực lực này không kém gì bà ta. Ngay tiếp theo chân khí màu lam liên tục ngưng tụ, tựa như sóng nước xoay quanh Phí Lan, nhất thời khuếch tán bao phủ trên không, đem cả không gian đều phong tỏa. Suy suy, hỏa diễm bao phủ xuống, bị ngăn cản bên ngoài, ngọn lửa cuồng bạo nhất thời không thể phá vỡ cương cháo kia. Nhưng ngọn lửa không ngừng đập vào, cương cháo bắt đầu mở đi. Hừ, phá cho ta. Lại một tiếng quát lạnh vang lên, một lão nhân tố y xuất hiện, trong tay không chút do dự, một đạo trưởng ấn vỗ thẳng xuống dưới. Trưởng ấn đẩy ra, một cỗ hoàng sắc quang mang tràn ngập không gian, trên mặt người kia hiện nụ cười lạnh, thân hình vừa động nháy mắt trưởng ấn đã áp xuống, hung hăng oanh ra một trường, cả bầu trời nhất thời run rẩy lên. Nhận ra được công kích cường hãn của người kia, thực lực tuyệt đối không kém mình, sắc mặt Phí Lan càng thêm khó xem. Oanh! Trường ấn thẳng tắp rơi xuống cương cháo, một cỗ ba động kinh người thổi quét tứ tán. Ca ca. Trường ấn mang theo lực lượng cường hãn toàn bộ rơi lên cương cháo lập tức nứt nẻ,
tầng tầng khe nứt theo tiếng vang răng rắc lan tràn, ngọn lửa cuồng bạo liền thổi quét xuống. Phanh phanh! Trong tiếng nổ lớn, kinh khí thổi quét, ngọn lửa lẫn sóng nước cuồn cuộn giống như sơn băng địa liệt, không gian biến thành một mảnh hỗn loạn, cát đá tung bay, mặt đất nứt vỡ, so sánh với thổ sát huyền lôi nổ tung càng mạnh mẽ gấp mấy lần. Kinh khí vừa chậm dần, thân hình Phí Lan đứng tại trung tâm, giống như chiếc thuyền nhỏ không ngừng lay động, mái tóc bới cao cũng bị đánh tan. Đặng đặng, liên tục thối lùi mấy bước Phí Lan mới đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vừa nếm thiệt thòi. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, là các ngươi. Nhìn thấy hai người mới xuất hiện, một lão giả âm lệ như hung quỷ, một lão nhân tố y sắc mặt không chút thay đổi, khóe mắt Phí Lan nhảy dựng lên, đối với hai người hung danh hiển hách thành danh đã lâu trong cổ vực, Phí Lan làm sao không biết. Không ngờ Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ đều tới đây. Sắc mặt không ít người đại biến, danh tiếng hai người kia ai cũng nghe qua, hơn nữa nghe nói nếu hai người liên thủ càng có lực trấn nhiếp hơn cả Hắc Bạch Vô Thường, không nghĩ tới cả họ cũng tới. Hai lão nhân cũng không để ý những người khác, đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, cung kính hành lễ nói. Gặp qua trưởng môn, chúng ta tới chậm, thỉnh trưởng môn tha lỗi. Không muộn, tới vừa đúng lúc. Lục Lâm Thiên khẽ cười, hai vị lão nhân này nếu đã tới, nơi này không còn gì đáng lo lắng. Nhìn thấy Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ hành lễ với Lục Lâm Thiên, ngoại trừ Diệp Mỹ cùng Đới Cương Tử vẫn thản nhiên, những người khác đều giật mình, thậm chí cả Úc Khánh cũng trợn mắt há hốc mồm, Úc Khánh thật không ngờ hai vị hung danh hiển hách đều là người của Phi Linh Môn. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Diệp Mỹ nói. Ngọc tỷ, chúng ta đi thôi. Diệp Mỹ nói với Hoa Mãn Ngọc, lập tức cùng khí vương Úc Khánh nhảy lên người Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hoa Mãn Ngọc phục hồi lại tinh thần, ánh mắt khác thường lướt qua Lục Lâm Thiên, cùng Hoa Mãn Lâu nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhìn thấy Hoa Gia huynh muội đã nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nhưng không ai nói thêm lời nào, Phí Lan vừa nếm thiệt thòi, giờ phút này sắc mặt vô cùng khó xem, cũng im lặng không nói. Sắc mặt Hà Dược Đông tối sầm, nhưng nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ cùng Lộc Sơn lão nhân, hắn biết dù muốn ngăn cản cũng vô ích, vạn nhất Lục Lâm Thiên còn có thủ đoạn khác, như vậy người của Hóa Vũ Tông sẽ tổn thất lớn. Quách Văn Tinh đang định lên tiếng, nhưng Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. Tên lường gạt, người đã nói phải bồi ta trở về, người lại muốn đi sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên, căm tức trách Lục Lâm Thiên. Tiểu Linh, ta về trước một chuyến, tới lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ cười khổ, cùng Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngao! Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng. Thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thanh âm rít gào của Thiên Sĩ Tuyết Sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Tiểu Linh chu miệng, tức giận dậm chân, nhất thời muốn gọi phi hành yêu thú ngũ giai đuổi theo. Tiểu thư, không thể. Vương trưởng lão liền kéo lại Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử, Hắc Sát giáo tuyệt không bỏ qua ngươi. Nhìn chăm chú vào thân ảnh Lục Lâm Thiên đi xa, Ngũ Quần Phàm lạnh lẽo nói, sắc mặt vô cùng khó xem. Phi Linh Môn rốt cục là môn phái nào? Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói tới Phi Linh Môn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than. Nhưng nhìn thấy ba trưởng môn ba sơn môn bị đánh chết, có không ít người mừng thầm, thực lực sơn môn bị hao tổn, những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn nhìn thấy thi thể ba trưởng môn của mình, thẫn thờ thật lâu, ai có thể nghĩ tới trưởng môn của họ thật không ngờ không chịu nổi một kích của người ta. Đới Cương Tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Phi Linh Môn, Phí Lan thì thào, trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ làm Phí Lan tổn thương không nhẹ. Nếu không bà ta sao dễ dàng thả huynh muội Hoa ra rời đi. Bên trong sơn mạch Vụ Hải sương mù dày đặc, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp tốc xuyên qua trong rừng, bay nhanh như chớp, bất chi bất giác nhóm yêu thú nghịch lân yêu bằng cũng đuổi theo phía sau. Thiên Sĩ Tuyết Sư, dùng tốc độ cao nhất rời đi. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, lần này mình tựa hồ trêu chọc không ít phiền toái, còn là phiền phức không bình thường. Vâng, chủ nhân.
tốc độ của thiên sĩ tuyết sư càng nhanh hơn. Trưởng môn, mọi người không sao chứ, đều tại chúng ta tới quá muộn, nếu không phải nghe được động tĩnh muốn tìm trưởng môn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lộc Sơn lão nhân nói, nói tới đây chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa, Bạch Linh vẫn đi theo bên người trưởng môn nhưng chưa ra tay, trưởng môn đương nhiên không có việc gì. Ta không sao, chuyện của các ngươi làm thế nào rồi? Lục Lâm Thiên nhìn hai người hỏi. Nghe hai người thuật lại, Lục Lâm Thiên biết được sau khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy tới nơi ở của mình xử lý xong sự tình sau đó trực tiếp chạy thẳng tới Sơn Mạch Vụ Hải. Riêng Lộc Sơn lão nhân còn có ba đệ tử, lần này cùng dẫn theo đi ra, trong đó có một vũ tướng lục trọng, một tứ trọng, một vũ phách cửu trọng. Khi tới Sơn Mạch Vụ Hải, Lộc Sơn lão nhân để ba đệ tử đi phi linh môn trước, bản thân mình tự vào Sơn Mạch sau đó gặp được Thanh Hỏa lão quỷ mới chạy tới. Hoa Gia huynh muội cùng Úc Khánh đều nhìn chăm chú vào hai lão nhân, sắc mặt luôn kinh ngạc, hai vị này hung danh hiển hách đều gia nhập vào phi linh môn, làm cho họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đa tạ Lục trưởng môn đã cứu giúp, huynh muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc hướng Lục Lâm Thiên hành lễ nói. Đối với vị trưởng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng họ cũng không dám xem thường. Ta không phải đặc biệt cứu hai ngươi, mà bởi vì huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên nói. Nói cho ta biết, vì sao trưởng môn Bách Thú Cốc lại có huyết hồn ấn? Làm sao ngươi biết huyết hồn ấn? Nghe được ba chữ này, Hoa Gia huynh muội sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lục Lâm Thiên càng thêm xác định Ngọc Bài có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, nói. Không cần biết sao ta biết được, các ngươi chỉ cần nói sao các ngươi có được huyết hồn ấn, Bách Thú Cốc khống chế yêu thú cũng nhờ huyết hồn ấn đi. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới có người biết bí mật của Bách Thú Cốc. Lục trưởng môn, ngươi làm sao biết được huyết hồn ấn của Bách Thú Cốc? Sau thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc hỏi. Ta chẳng những biết, còn có thể thi triển. Lục Lâm Thiên cười nói, trong tay tạo ra ấn quyết, huyết hồn ấn trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng truyền vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên bàn tay phải. Ngao! Một thanh âm thú minh truyền ra. Không gian nổi lên gợn sóng, một cỗ uy áp thật lớn khuếch tán. Nhìn ấn quyết quỷ dị kia, giống như đúc ấn quyết của Hoa Mãn Ngọc, nhưng càng mạnh mẽ hơn không ít. Là huyết hồn ấn, ngươi làm sao biết huyết hồn ấn? Sắc mặt Hoa Gia huynh muội nhất thời giống như gặp phải quỷ, đối phương không cần dựa vào ngọc bài là có thể thúc giục huyết hồn ấn, mà uy thế còn cường hãn hơn mình, điều này làm bọn họ tuyệt đối kinh hãi. Giờ phút này Diệp Mỹ cùng Úc Khánh cũng vô cùng nghi hoặc. Khi nãy hai người nhìn thấy Hoa Mãn Ngọc thúc dục ấn quyết giống như đúc, lúc này nhìn thấy trưởng môn cũng có thể làm được, đương nhiên là bất ngờ. Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta biết ngọc bài kia các ngươi có được từ nơi nào? Lục Lâm Thiên hỏi. Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc nói. Lục trưởng môn, ngọc bài chính là bách thú lệnh của Bách Thú Cốc, theo lời đồn đãi vài ngàn năm trước khi Bách Thú Cốc vừa sáng lập đã dùng bách thú lệnh. Có thể thúc dục huyết hồn ấn, nhờ vậy khống chế yêu thú. Lục Lâm Thiên nhướng mày, nguyên lai bí mật khống chế yêu thú của Bách Thú Cốc lại là huyết hồn ấn, điều này thật ngoài ý muốn, không biết trước kia Bách Thú Cốc có quan hệ thế nào với sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn. Các ngươi có thể nhận ra đây là vật gì không? Nhớ tới trên người mình còn một khối ngọc bài giống như đúc, Lục Lâm Thiên lấy ra, chỉ có một điểm khác chính là ngọc bài này lớn hơn một chút, khí tức vô hình quanh quẩn mạnh hơn không ít. Đây là, vừa nhìn thấy ngọc bài, sắc mặt huynh muội Hoa Gia đại biến, Hoa Mãn Ngọc lập tức lấy ra bách thú lệnh của mình. Hai khối ngọc bài vừa tiếp xúc, khối ngọc trên tay Hoa Mãn Ngọc chợt ảm đạm, tựa hồ như mất đi vẻ sáng bóng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức cung kính quỳ gối trước mặt Lục Lâm Thiên, nói. Bách Thú Cốc, truyền nhân đời thứ 9 Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu bái kiến giáo chủ. Giáo chủ, lần này tới lượt Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Nhìn bách thú lệnh ảm đạm, hắn cũng thấy kỳ quái, ra vẻ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại ngọc bài có quan hệ với Bách Thú Cốc. Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Giáo chủ, Bách Thú Cốc có tổ huấn, mặc dù ta là cốc chủ, nhưng vẫn thuộc về Thánh Linh Giáo, khi ta tiếp nhận chức cốc chủ mới nghe được Thánh Linh Giáo tồn tại, biết Bách Thú Cốc là chi nhánh của Thánh Linh Giáo, nhưng nhiều năm qua Thánh Linh Giáo chưa từng xuất hiện, vì vậy chúng ta đều đã quên. Hoa Mãn Ngọc trả lời. Vậy ngươi làm sao biết ta là giáo chủ Thánh Linh Giáo? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi.
trong tay giáo chủ có thánh linh sắc lệnh, dựa theo tổ huấn, ai có thánh linh sắc lệnh người đó chính là giáo chủ. Hoa Mãn Lâu đáp, ngươi nói, đây là thánh linh sắc lệnh. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt lệnh bài do sư phụ lưu lại, nhớ rõ sư phụ từng nói qua, lệnh bài này có lẽ có thể sử dụng, nguyên lai sư phụ từng sáng lập thánh linh giáo, được xưng thánh thủ linh tôn, có vẻ thánh linh giáo đích thật là do sư phụ sáng lập ra. Giáo chủ, bách thú lệnh hoàn toàn bị thánh linh sắc lệnh khắc chế, đã đủ chứng minh trong tay giáo chủ chính là thánh linh sắc lệnh, huống chi giáo chủ có thể dùng tay không thi triển huyết hồn ấn. Như vậy là không sai rồi, chẳng lẽ giáo chủ muốn thử nghiệm bách thú cốc có từng quên tổ huấn hay không sao? Hoa Mãn Ngọc ngẩng đầu hỏi. Tốt lắm, đứng lên đi. Lục Lâm Thiên cũng không giải thích, chuyện này chính hắn còn chưa rõ, căn bản không nghĩ tới bách thú cốc thật sự quan hệ với mình. Tạ giáo chủ. Hoa Gia huynh muội đáp. Các ngươi nói ta nghe một chút, rốt cục đã phát sinh chuyện gì, vì sao Hắc Bạch Vô Thường muốn đối phó bách thú cốc? Lục Lâm Thiên trầm tư một lúc, nhìn hai huynh muội hỏi. Giáo chủ, hai tháng trước Hắc Bạch Vô Thường tới Bách Thú Cốc, yêu cầu chúng ta gia nhập bọn hắn, bằng không sẽ tiêu diệt cả cốc, chúng ta tự nhiên không theo, vì vậy đã nảy sinh chiến đấu kịch liệt, thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ, ta cùng đại ca không phải là đối thủ, cuối cùng nhờ một đầu địa long yêu thú mới đột phá lục giai hậu kỳ chưa bao lâu ngăn cản bọn hắn để hai huynh muội chúng ta trốn thoát, nhưng bọn hắn đã liên thủ giết chết đầu địa long kia. Dọc theo đường đi chúng ta có ý phát tán tin tức trong bách thú cốc có bảo vật. Chính là muốn hấp dẫn cao thủ bốn thế lực lớn tới đây, nhân cơ hội chạy thoát sự đuổi giết của Hắc Bạch Vô Thường, nào ngờ kết quả lại như vậy. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày nói, vẻ mặt mất mát tổn thương. Gia nhập bọn hắn yêu cầu các ngươi gia nhập thế lực gì? Lục Lâm Thiên Hiếu Kỳ hỏi. Nghe nói là Linh Vũ Giới. Hoa Mãn Ngọc nói. Bọn hắn muốn bách thú cốc gia nhập linh vũ giới, như vậy sẽ nâng đỡ chúng ta trở thành thế lực nhất lưu trong cổ vực, còn những chuyện khác chúng tôi không biết. Lại là linh vũ giới. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, không nghĩ tới trong cổ vực không ngờ cũng có người của linh vũ giới. Sở dĩ hắn cảm thấy buồn bực là vì hắn biết chỉ sợ không bao lâu nữa người của linh vũ giới sẽ biết về hắn, sự tình này liên quan tới vô tự thiên thư, chỉ sợ người của linh vũ giới đã sớm âm thầm truy tìm mình. Sau chuyện xảy ra ở vụ Hải Sơn Mạch mình sẽ bị nhiều người chú ý, tới lúc đó không cách nào tiếp tục ẩn giấu bên trong cổ vực. Lúc ở Vân Dương Tông cùng Thiên Kiếm Môn, Lục Lâm Thiên từng nghe nói qua về Linh Vũ Giới, lúc ở Lục Gia cũng có thân ảnh bọn hắn, đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Trưởng Môn, nhìn thấy Lục Lâm Thiên thất thần, Diệp Mỹ khẽ gọi. Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc, hiện tại Bách Thú Cốc đã là danh nghĩa, các ngươi có nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn hay không? Lục Lâm Thiên phục hồi lại tinh thần, hỏi. Bách Thú Cốc có tổ huấn, toàn bộ đệ tử phải đi theo giáo chủ, nếu bây giờ giáo chủ là trưởng môn Phi Linh Môn, huynh muội chúng tôi tự nhiên nguyện ý gia nhập. Hai người không chút do dự nói. Tốt, việc của Thánh Linh Giáo sau này chúng ta nói tỉ mỉ, hiện tại các ngươi gia nhập Phi Linh Môn đi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nhìn qua Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng Lộc Sơn Lão Nhân nói. Hai vị cung phụng. Các người dẫn người về Phi Linh Môn trước, đem việc xảy ra tại Sơn Mạch vụ hải báo cho Đông Lão. Trưởng Môn, người không đi cùng chúng tôi về sao? Thanh Hỏa Lão Quỷ hỏi. Ta sẽ về sau, các ngươi về trước, trên đường cẩn thận. Lục Lâm Thiên nói xong liền gọi Nghịch Lân Yêu Bằng bay giữa không trung. Rát! Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ cánh bay tới, thân hình đột nhiên mở rộng, uy áp khổng lồ khuếch tán. Đây là, Nghịch Lân Yêu Bằng. Đẳng cấp lục giai. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày, lúc này mới chú ý tới trong vô thanh vô tức có một đầu yêu thú cường hãn theo sau. Các ngươi cưỡi Nghịch Lân Yêu Bằng quay về Phi Linh Môn đi, ta phỏng chừng thêm một đoạn thời gian mới trở về. Lục Lâm Thiên nói, hắn chỉ lo lắng cho Hoa Gia huynh muội cùng Úc Khánh cùng Diệp Mỹ, nếu gặp nguy hiểm có thể nhờ tốc độ của Nghịch Lân Yêu Bằng thoát thân. Vâng, trưởng môn. Lộc Sơn lão nhân cũng không hỏi nhiều, có Bạch Linh đi theo. Bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Khi mọi người nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Tích Dịch, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều chuyển lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Khi nhìn thấy cảnh này, Hoa Mãn Lâu cùng Hoa Mãn Ngọc vốn luôn giao tiếp với yêu thú đều cảm giác được chúng bất phàm, sắc mặt biến đổi, Hoa Mãn Ngọc chợt hô. Trời ạ, là Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao. Lục Lâm Thiên lại dặn dò một lượt.
nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng đi xa, sắc mặt vẫn luôn ngưng trọng. Lão đại, chúng ta ở lại đây làm gì? Tiểu Long ngẩng đầu phun ra nuốt vào cái lưỡi hỏi. Tìm địa phương, ta muốn bế quan tu luyện. Lục Lâm Thiên nhìn nhóm linh tướng đang bị cấm chế giam cầm trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một lát sau, bên trong một khe sâu, sương mù bao phủ dày đặc, khe sâu không thấy đáy, lúc này bên trong một hang đá thiên nhiên dưới đáy cốc, Lục Lâm Thiên đang đi thẳng vào bên trong. Lấy ra linh ngọc sàng, hắn khoanh chân ngồi xuống, một lúc sau trong tay hắn xuất hiện hai cỗ thây khô, một là linh tướng tam trọng, một là nhất trọng, đã bị hắn cắn nuốt sạch sẽ. Trong ánh mắt kinh hãi của vài linh tướng còn lại, Lục Lâm Thiên lại chìm vào trong tu luyện, quanh thân tràn ngập một tầng quang quyển vô hình. Cắn nuốt hai linh tướng, linh lực cực kỳ khổng lồ, lúc này chỉ cần trải qua âm dương linh vũ quyết luyện hóa, còn lưu lại 1/10 có thể sử dụng. Mặc dù là vậy chân khí của Lục Lâm Thiên vẫn không ngừng tăng cường, linh lực tràn vào trong không gian đại não, làm dịu hồn đan tận sâu trong, tiểu đao màu vàng trên hồn đan vẫn không ngừng cắn nuốt linh hồn lực. Tốc độ tiến bộ của hắn cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, quả thật dọa người, qua 2 ngày 1 đêm, hắn lại tiếp tục cắn nuốt 1 linh tướng tứ trọng. Tiếp tục dùng âm dương linh vũ quyết luyện hóa linh lực cắn nuốt, lúc này trên linh ngọc sàng cũng có cỗ năng lượng tiến vào cơ thể Lục Lâm Thiên, tăng cường linh hồn lực của hắn, đây cũng là nguyên nhân làm cho tu vi linh hồn lực của hắn mạnh hơn người cùng cấp. Sang ngày thứ tư, hồn đan cấp tốc chuyển động, linh lực tràn đầy, quang quyển vô hình càng ngày càng chói mắt. Trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tràn tới, xâm nhập vào thân thể của Lục Lâm Thiên, chân khí của hắn bắt đầu tăng lên. Cảm giác được chân khí quanh người hắn, Bạch Linh, Tiểu Long, Thái Âm Yêu Thỏ, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều mở mắt ra. Liên tục cắn nuốt luyện hóa suốt 6 ngày đêm, rốt cục đã tới thời gian đột phá, chân khí Lục Lâm Thiên luôn kéo lên, sau đó lại gặp cổ bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Giờ phút này trên bầu trời có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ, xâm nhập vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Linh lực tràn đầy trong đại não, nhưng vẫn có linh lực bàng bạc theo âm dương linh vũ quyết luyện hóa cấp tốc tràn tới, xoay quanh bên ngoài đại não. Nén cho ta! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, bàn tay ấn xuống, linh lực bàng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp ngập tràn trong đại não. Phanh! Sau một lát trong não hắn truyền ra thanh âm trầm đục. Một cỗ năng lượng thật lớn ba động dựng lên, chân khí bên ngoài cơ thể hắn lại kéo lên. Vào lúc này linh lực không gian đột nhiên mở rộng thêm mấy lần. Hô! Chân khí nháy mắt thăng lên, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiếp tục tràn vào cơ thể hắn. Lúc này có một cỗ quang mang nhàn nhạt từ linh ngọc sàng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Ở một khắc này hồn đan cũng nhận được chỗ tốt, một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong linh lực không gian thẩm thấu, tẩm bổ lên hồn đan. Hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao thần bí càng xoay tròn nhanh hơn, cắn nuốt không ít linh hồn lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thân Lục Lâm Thiên mới bình phục lại, mà lúc này hắn đã đạt tới linh tướng ngũ trọng. Hô! Lục Lâm Thiên thở mạnh một hơi, cảm giác toàn thân tràn đầy linh lực, lộ ra nụ cười, hơn 6 ngày thời gian rốt cục đột phá làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tiếp tục luyện hóa. Nhìn vài linh tướng còn lại. Hắn không chút thương hại lại cắn nuốt 1 linh tướng tứ trọng, đây vốn là thế giới ăn thịt người, nếu bản thân mình gặp phải cường giả, chẳng lẽ còn có người thương hại chính mình sao? Lúc ban đầu khi cắn nuốt những người này, hắn cũng có chút không đành lòng, nhưng giờ phút này đã thành tự nhiên, người mạnh là vua, đây là thế giới như thế, bản thân nếu muốn trở thành cường giả thì nhất định phải tàn nhẫn. Cắn nuốt thêm 1 linh tướng tứ trọng, hắn lại tiến vào trạng thái tu luyện, bạch mang vô hình bao phủ khắp thân thể hắn. Vài linh tướng còn lại nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, bọn hắn đã nhìn ra được vấn đề, vô cùng kinh hãi, nhưng không có cách nào, toàn thân họ vốn không thể nhúc nhích. Trong bất chi bất giác nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng, Thanh Hỏa Lão Quỷ mang theo nhóm người Úc Khánh về tới Phi Linh Môn, về chuyện lục đường của Phi Linh Môn, còn chưa được trưởng môn đồng ý nên không ai nói với huynh muội Hoa Gia cùng Úc Khánh. Diệp Mỹ không đi vào Phi Linh Môn mà quay về ám đường trước. Một ít tin tức trong Sơn Mạch Vụ Hải phỏng trừng ám đường còn chưa biết rõ tình hình, nàng nhất định phải quay về xử lý mới được. Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quỷ đi tìm Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, kể lại chuyện đã xảy ra trong Sơn Mạch Vụ Hải, nghe được Lục Lâm Thiên đồng thời đánh chết 3 trưởng môn Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn, sắc mặt Đông Vô Mệnh cũng biến thành ngưng trọng.
Bên trong một dãy sơn mạch có một mảnh kiến trúc thật lớn, những người ở gần bên đều biết, đây chính là căn cơ của Côn Sơn Môn. Giỏi cho Phi Linh Môn, thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không Côn Sơn Môn cũng không còn mặt mũi lăn lộn trong cổ vực. Bên trong một đại điện khổng lồ, một thanh âm rít gào tức giận truyền tới. Bên trong một tòa đại thành, trên cửa thành có tấm bảng viết hợp hoan thành, đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ, đang không ngừng thi triển mị sắc với nam giới đi qua, làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế, nhưng có người biết chuyện cũng không dám gần gũi những nữ tử này, đây đều là nữ đệ tử hợp hoan tông, sau khi ân ái với các nàng tu vi sẽ giảm sút, vì vậy nữ tử hợp hoan tông cũng không dễ trêu vào. Phi Linh Môn, dám giết tông chủ hợp hoan tông, truyền hiệu lệnh của ta, cường giả trong tông xuất phát, ta muốn bình định Phi Linh Môn. Bên trong hợp hoan tông, một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Địa Cương Thành, là căn cơ của Địa Cương Môn, lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thanh âm tức giận vang xa. Phi Linh Môn, Địa Cương Môn không đem các ngươi san thành bình địa, làm sao sống yên trong cổ vực. Bên ngoài sơn động bị sương mù bao phủ, lúc này bỗng dưng truyền ra năng lượng ba động. Một cỗ năng lượng vô hình tràn ra thành sóng gợn, dũng mãnh tràn vào sơn động, nương theo sau một cỗ chân khí bắt đầu kéo lên. Cỗ chân khí kéo lên một đoạn thời gian, lại một cỗ chân khí dựng thẳng lên cao, chấn động tầng trời, xương trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Lâm Thiên mở mắt, một cỗ tinh quang bắn ra, khí thế cường hãn bạo phát, nháy mắt liền thu liễm không thấy. Giờ khắc này người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí tức của Lục Lâm Thiên đã lên tới linh tướng lục trọng. Rốt cục đột phá tới linh tướng lục trọng. Khóe môi Lục Lâm Thiên lộ nụ cười, nhủ thầm. Lão đại, chúc mừng ngươi lại đột phá. Tiểu Long hưng phấn đi tới trước người Lục Lâm Thiên, trong mắt bắn ra tinh quang, tựa hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được ích lợi không nhỏ. Ngươi hình như cũng tiến bộ không ít đi. Vuốt ve Tiểu Long. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. Ân, đệ hình như sắp đột phá. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Chúng ta cần phải trở về thôi. Lục Lâm Thiên duỗi lưng, phỏng chừng nhóm người Thanh Hỏa lão quỷ đã về tới bổn môn, hắn cũng cần phải trở về. Thu thập một phen, Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lên không trung, trên lưng Tuyết Sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng sững bên trên. Ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Sắc mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề, chỉ sợ lần này Phi Linh Môn sẽ gặp phiền phức. Hắn đánh chết ba trưởng môn Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn, đánh chết không ít đệ tử Hắc Sát Giáo cùng ba môn phái kia, Lục Lâm Thiên không cho rằng Hắc Sát Giáo sẽ buông tha Phi Linh Môn. Nghiêm khắc mà nói, mặc dù Phi Linh Môn nằm trên địa bàn Hóa Vũ Tông, nhưng theo Lục Lâm Thiên phỏng chừng, Hóa Vũ Tông tuyệt đối sẽ không giúp đỡ, sẽ làm ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Thật phiền toái. Lục Lâm Thiên nhướng mày than nhẹ, lần này hắn đắc tội không ít người, ba thế lực nhị lưu kia đều có cường giả trấn thủ, chỉ sợ thực lực không thua kém Quỷ Vũ Tông đới lão quỷ. Nếu một mình đối phó ba sơn môn kia, Lục Lâm Thiên cũng không e ngại, Phi Linh Môn có đủ sức liều mạng, dù sao trong Phi Linh Môn còn có lão độc vật, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Bạch Linh. Chỉ Bạch Linh cùng lão độc vật đã có thể đối phó bất luận kẻ nào dưới Vũ Vương, mà Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quỷ liên thủ cũng đối kháng được Vũ Xuất Cửu Trọng. Điều Lục Lâm Thiên lo lắng chính là Hắc Sát Giáo, nếu có cường giả đi tới, Phi Linh Môn sẽ rơi vào trong nguy cơ, tới lúc đó vô cùng phiền phức, Hắc Sát Giáo cũng không phải thế lực nhị lưu, thực lực chỉ sợ không yếu hơn Vân Dương Tông cùng Tam Tông Tứ Môn bao nhiêu. Sau một lát, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi luyện hóa linh lực trong cơ thể. Lục Lâm Thiên rơi vào trạng thái tu luyện, Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp tốc bay thẳng ra ngoài Vũ Hải Sơn Mạch. Một ngày sau, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, mở mắt, tinh quang bắn ra. Lão đại, phía trước hình như có yêu thú. Tiểu Long ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn qua một bên, trong sương mù dày đặc tựa hồ có thú minh truyền tới. Chúng ta đi nhìn xem. Lục Lâm Thiên nhíu mà, lập tức phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay qua. Phanh phanh. Sau một lát bên trong một khe núi sương mù bao phủ, từng thanh âm nổ tung thật lớn vọng ra, cả không gian như run rẩy lên. Là Phi Thiên Ngô công trình tự ngũ giai hậu kỳ. Thanh âm Bạch Linh rơi vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn, trước mắt xuất hiện một đầu yêu thú, giữa không trung vang lên tiếng xé gió bén nhọn, một con yêu thú thật lớn đang vỗ cánh xoay quanh giữa không trung. Đầu yêu thú dài trăm thước,
sau lưng có 8 đôi cánh lớn, thân hình như cây trúc chia thành từng tiết một, dưới bụng có vô số chân lớn dài mấy thước, trên chân phủ kín răng cưa sắc bén lóe hàn quang, hàn mang ẩn hiện, chân khí cuồng bạo áp người. Không ngờ là Phi Thiên Ngô Công. Lục Lâm Thiên thật kinh ngạc, Phi Thiên Ngô Công là loại yêu thú rất hiếm thấy, cũng cực kỳ khó đối phó, chẳng những toàn thân có kịch độc, huyết mạch lại cực cao, chỉ sợ không kém hơn Nghịch Lân yêu bằng. Khi Lục Lâm Thiên đưa mắt quan sát, phát hiện đối diện Phi Thiên Ngô Công là một dòng binh đoàn, trên mặt đất có hơn 10 cỗ thi thể, hẳn vừa trải qua một trận đại chiến. Nhân loại đáng chết, đi chết đi. Phi Thiên Ngô Công mạnh mẽ hét to, lập tức vỗ mạnh 8 đôi cánh lớn, như viên sao băng va chạm thẳng vào nhóm dòng binh đoàn. Mọi người chạy mau. Kinh phong thật lớn áp bách xuống, làm 300-400 người bên dưới cực kỳ hoảng sợ, chân khí chớp động, thân hình họ cấp tốc thối lui. Yêu thú ngũ giai hậu kỳ không có vài người có thể đối kháng. Phi Thiên Ngô Công, người đừng quá đáng. Một thanh âm quát lớn truyền ra, năm thân ảnh bay lên, người đi đầu tay nắm loan đao, mang theo hồng mang lửa cháy hung hăng bổ thẳng lên đầu Phi Thiên Ngô Công. Hừ, nhân loại độc ác, người muốn chết. Thân hình Phi Thiên Ngô Công khổng lồ, nhưng tốc độ nhanh như chớp, đột nhiên hạ đầu xuống tránh thoát đao mang, tiếp theo thân hình khổng lồ đột nhiên vặn vẹo vung ra. Người cầm đao vốn định thối lui, nhưng kình phong phá không mà tới, nhất thời một bóng đen thật lớn giáng xuống, đó chính là thân hình cành càng của Phi Thiên Ngô Công áp xuống dưới. Phá cho ta! Vào thời khắc này, người cầm đao kinh hãi, một đạo trưởng ấn bay ra, hung hăng vỗ lên Phi Thiên Ngô Công, cuối cùng va chạm vào thân hình thật lớn của nó. Phanh phanh! Một thanh âm tiếng nổ trầm thấp truyền tới, lực lượng cường hãn, thân thể Phi Thiên Ngô Công chỉ thoáng khựng lại. Mà người đánh ra trưởng ấn trực tiếp văng ra ngoài. Một vũ tướng bát trọng, một vũ tướng thất trọng, một linh tướng lục trọng, hai vũ tướng ngũ trọng. Nhìn chăm chú vào chiến trường, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, một dòng binh đoàn có được nhiều vũ tướng như vậy, còn có linh tướng lục trọng, đây đã rất giỏi. Nhưng thực lực Phi Thiên Ngô Công rõ ràng đã tới ngũ giai hậu kỳ đỉnh, chỉ sợ không bao lâu sẽ đột phá lục giai, năm người kia muốn đối phó tuyệt đối khó khăn. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang suy nghĩ, Phi Thiên Ngô Công cũng không cấp cho dòng binh đoàn thời gian thở gấp, thân thể cao lớn vặn vẹo, vô số chân lớn khoảnh khắc bao phủ lấy 5 người, thế công vô cùng sắc bén, thanh âm nổ bạo trầm thấp không ngừng vang lên. Giữa không trung xa xa, Lục Lâm Thiên cau mày, không biết vì sao dòng binh đoàn này lại trêu chọc tới Phi Thiên Ngô Công, có thể nói như vậy, bình thường dòng binh đoàn nhìn thấy yêu thú cấp bậc như thế đều sẽ đi đường vòng, nhất định sẽ không trêu chọc tới nó. Phanh phanh. Trong tích tắc hai thân ảnh bị chấn bay ra, hai người phun máu đen, sắc mặt biến thành màu đen, chính là hai vũ tướng ngũ trọng, xem tình huống hẳn là bị trúng kịch độc của Phi Thiên Ngô Công. Nhân loại đáng chết, đều đi chết đi. Thân thể to lớn của Phi Thiên Ngô Công đấu đá lung tung, mang theo uy thế kinh người công kích xuống, đá vụn bay tung tóe. Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công kia giao cho ngươi với Thái Âm yêu thỏ. Lục Lâm Thiên thoáng do dự. Khóe môi lộ ý cười thản nhiên, trong dòng binh đoàn còn có một linh tướng lục trọng, như vậy đã không thể buông tha. Vừa dứt lời, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức lao thẳng tới khe sâu, chỉ vài lần nhảy lên đã đi tới trong khe núi. Ô, nhìn thấy có người xông vào khe sâu, Phi Thiên Ngô Công rít lên một tiếng, trong miệng phun ra một đạo khí thể đen nhánh khó ngửi vô cùng. Có độc, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, cau mày, khí thể của Phi Thiên Ngô Công tuyệt đối là kịch độc. Lão đại, giao cho ta được rồi. Trên vai Lục Lâm Thiên, Tiểu Long nhảy ra, thân hình mở rộng đồng thời trong miệng phun ra một mảnh kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm khổng lồ gào thét bao trùm tới trước, nhất thời cột lửa phóng lên cao, nhiệt độ chung quanh lập tức dâng lên. Ô ô! Trên bầu trời truyền tới tiếng hí thê lương, thân thể Phi Thiên Ngô Công chợt lui, vừa rồi không kịp chú ý nên nó đã nếm thiệt thòi. Tê tê! Tiểu Long thấp giọng rít gào. Thân hình chướng lớn hơn 400 thước, một cỗ chân khí uy áp vô hình bao phủ thiên không, trong mắt Phi Thiên Ngô Công nhất thời lộ vẻ e ngại. Phi Thiên Ngô Công, đi xuống cho ta. Một đạo lam mang lướt qua chân trời, thân hình mở rộng bám theo uy thế kinh người hung hăng áp về hướng Phi Thiên Ngô Công, chính là Thái Âm yêu thỏ công kích tới, đồng dạng đều đạt tới cấp bậc ngũ giai hậu kỳ, Thái Âm yêu thỏ đương nhiên không e ngại Phi Thiên Ngô Công. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng mấy vũ tướng cùng linh tướng của dòng binh đoàn vui vẻ, người tới là nhân loại, xem như có viện thủ. Lúc này Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn họ,
cười lạnh nói. Đều chết đi. Dứt lời, thân ảnh hắn đã xuất hiện trước người vũ tướng Thất Trọng, trong tay tản ra chân khí hùng hồn, một đạo trưởng ấn hoàng sắc phóng lên cao, ngay lập tức bao trùm toàn bộ yếu hại của người kia. Trưởng ấn đánh ra vô số tàn ảnh, cuối cùng hội tụ thật quỷ dị, quá trình này chỉ tích tắc, ngay tiếp theo trưởng ấn hung hăng đánh lên người vũ tướng Thất Trọng. Phanh! Vũ tướng Thất Trọng kia cơ hồ không hề có lực phản kháng, cương quyền hộ thân nháy mắt nứt vụn, một cỗ cự lực chút xuống, khí hải đan điền hoàn toàn bị phá hủy. Lão Tam! Sắc mặt vũ tướng Bát Trọng đại biến, trong mắt kinh hãi, ngay sau đó loan đao trong tay bổ về phía Lục Lâm Thiên, phản ứng của hắn cực nhanh, đao mang phá vỡ không gian đánh thẳng tới trước người Lục Lâm Thiên. Hưu! Đao mang hung hăng bổ lên người Lục Lâm Thiên, không gian sóng gợn đảo qua. Thân hình Lục Lâm Thiên bị bổ thành hai nửa. Là tàn ảnh. Vũ tướng kia đang âm thầm cao hứng, đột nhiên sắc mặt biến đổi, lúc này mới nhìn rõ ràng thân ảnh của đối phương thật ra chỉ là một tàn ảnh mà thôi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Vào thời khắc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vũ tướng Bát Trọng, mấy đạo thủ ấn kết thành cấm chế rơi xuống, ngay lập tức Vũ tướng kia không thể nhúc nhích. Chỉ còn ngươi. Không hề dừng lại. Lục Lâm Thiên lao thẳng về hướng linh tướng Lục Trọng. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên liên tục đánh giết hai đồng bạn, linh tướng Lục Trọng kinh hãi, nhưng cũng không phải là người khoanh tay chịu chết, trong tay đánh ra thủ ấn, trong mi tâm bắn ra một đạo lưu quang mang theo cuộn sóng vô hình cuồn cuộn cuốn tới, mỗi một tầng sóng chồng lên ẩn chứa công kích linh hồn lực làm cả không gian đều run rẩy lên. Linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên cười nhẹ, đồng dạng là linh hồn công kích của linh tướng Lục Trọng. Lục Lâm Thiên vốn có thể trực tiếp dùng linh hồn lực trực tiếp đối kháng, chẳng qua hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, hơn nữa cấp bậc công kích như thế cũng không làm khó được hắn. Nhưng chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên cảm thấy công kích kia không dễ làm, bởi vì đối phương sử dụng cách cuộn sóng thành từng đợt nối tiếp, không cho người cơ hội thở gấp đã trực tiếp công kích vào không gian linh hồn trong đầu hắn. Loại công kích này chỗ nào cũng có, làm cho hắn không thể không phân ra tâm thần đối phó, khu trục luyện hóa. Cũng may công kích này đối với Lục Lâm Thiên cũng không quá mạnh mẽ, chưa tới nỗi xâm nhập vào đầu đại quy mô. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Chỉ nháy mắt Lục Lâm Thiên kết ấn, trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, đồng thời đẩy ra, một đạo trưởng ấn trong suốt bắn vọt ra ngoài, cuối cùng hóa thành lục mang đón gió mà trướng, bay về phía trước. Trưởng ấn chấn khai sóng gợn, không gian sóng gợn mạnh mẽ sôi trào, trực tiếp nổ vang trên không trung. Phanh! Âm bạo thật lớn vang vọng. Một cỗ năng lượng khổng lồ khủng bố cực hạn nổ tung chẳng khác gì quả bom. Không gian cuộn sóng nháy mắt biến mất không thấy, không còn chút động tĩnh. Sắc mặt linh tướng Lục Trọng nhất thời đại biến, linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không tiêu thất. Suy suy, khi đạo quang mang áp xuống, không gian chung quanh đều vặn vẹo, một cỗ chân khí cuộn sóng vô hình nháy mắt lan tràn khuếch tán, không gian gợn sóng lập tức áp xuống trên người linh tướng Lục Trọng. Sau thoáng ngây người, linh tướng Lục Trọng vội vàng bỏ chạy, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vặn vẹo, linh lực quỷ dị biến mất, trong lòng nhất thời rối loạn. Hiu hiu, vài đạo chỉ ấn rơi xuống, linh tướng Lục Trọng lập tức bị giam cầm. Hô, Lục Lâm Thiên thở ra, phẩy tay áo, đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. Phanh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi, Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Thỏ nhất thời cũng không chế ngự được nó, nhưng vẫn làm nó nếm thiệt thòi không ít, nó đang liên tục rít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành mảnh nhỏ. Suy, Phi Thiên Ngô Công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đã sản sinh ý thối lui. Yêu Hoàng Khí, cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công càng thêm e ngại. Sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thối lui bỏ chạy. Còn muốn chạy, lưu lại đi. Trên không trung xa xa, phía trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện lên một tia bạch mang lướt qua không gian nhanh như chớp, tàn ảnh xuyên thấu hư không vang lên thanh âm xé gió, đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên. Phanh! Tốc độ quá nhanh, tàn ảnh phút chốc đã ngăn cản trước đường chạy trốn của Phi Thiên Ngô Công. Ngao! Một tiếng thú giống trầm thấp truyền ra. Bạch Linh khuếch trương bản thể khổng lồ, quanh thân trắng tinh như tuyết cùng 6 cái đuôi quỷ dị màu lục, 6 chiếc đuôi dài vài trăm thước quỷ dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quẩn bạch quang màu trắng.
cảm giác được chân khí của Bạch Linh, thần sắc Phi Thiên Ngô Công đại biến, thân hình run rẩy lên. Đi xuống cho ta. Một thanh âm thản nhiên truyền ra, lông mao trắng tinh dựng đứng, kình phong vô tận khuếch tán, khí thế cuồng bạo tuôn tràn chấn động cả không gian chao đảo. Sáu chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về hướng Phi Thiên Ngô Công. Suy suy. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ, khí thể kịch độc bao phủ không gian, thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm bên trong. Hiu hiu. Chỉ nháy mắt sáu chiếc đuôi lớn đã xuyên qua khói độc, mang theo lực cường hãn bén nhọn nháy mắt rơi xuống trên lưng Phi Thiên Ngô Công. Oanh oanh oanh. Thanh âm nổ tung, không gian run rẩy, khói độc tán loạn, chỉ thấy thân thể Phi Thiên Ngô Công đã bị đánh rơi xuống đất. Phanh. Mặt đất chấn động, vài tảng đá lớn bị nện thành nát vụn, một đoàn huyết vụ phun ra, đôi mắt đỏ tươi của Phi Thiên Ngô Công bỗng dưng ảm đạm. Siêu. Thân thể khổng lồ cũng không quan tâm thương thế chính mình, thả người bỏ chạy, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Còn muốn trốn, hừ. Tiểu Long quát một tiếng, kim sắc lưu quang quanh quẩn, chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp xuyên thấu qua không gian nặng nề rơi lên người Phi Thiên Ngô Công. Phanh. Phi Thiên Ngô Công vừa bay lên liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. Ngao. Thái âm yêu thỏ hú lên một tiếng bén nhọn, thân thể xuất hiện ngay sau lưng Phi Thiên Ngô Công. Móng vuốt trực tiếp kéo ra mấy vết rách thận dài trên lưng của nó, máu tươi tuôn ra. Ô ô, đau đớn kịch liệt làm Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thương thế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Suy, Bạch Linh hóa thành đạo thân ảnh xinh đẹp tới cực điểm, rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên. Có muốn đánh chết nó hay không? Thanh âm ôn nhu uyển chuyển vang lên. Lưu nó một mạng đi, tâm đồng đang cần tọa kỵ. Lục Lâm Thiên thoáng do dự, thân hình biến mất tại chỗ, tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công. Suy, đôi mắt thật lớn của Phi Thiên Ngô Công căm tức nhìn Lục Lâm Thiên, trong miệng uể oải phun ra một ngụm khói độc. Nghiệt xúc, Lục Lâm Thiên quát lạnh một tiếng, một đạo thổ hoàng chân khí trực tiếp đánh tan khói độc, ngay sau đó một đạo trưởng ấn vỗ lên đầu Phi Thiên Ngô Công. Phanh, cự lực chút xuống, đôi mắt Phi Thiên Ngô Công lập tức ảm đạm, chấn tới thất điên bát đảo. Thân hình lung lay vô lực nằm bệch xuống đất. Huyết hồn ấn. Một tiếng thú minh mơ hồ truyền, trên bàn tay phải Lục Lâm Thiên hiện lên huyết hồng ấn quyết, một cỗ uy áp ngập trời tán phát. Huyết hồn ấn vung lên, hung hăng nện vào đầu Phi Thiên Ngô Công, lập tức hóa thành huyết sắc quang mang biến mất. Tiểu Long cùng Thái Âm yêu thỏ buông lỏng Phi Thiên Ngô Công, nó lập tức uể oải nằm dạp dưới đất, ánh mắt dại ra, không còn bao nhiêu lực phản kháng. Khống thú. Thủ ấn kết xuất, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo trưởng ấn, từng đạo hào quang thần dị rơi vào trong ấn đường Phi Thiên Ngô Công. Thời gian trôi qua khá lâu, sắc mặt Lục Lâm Thiên hiện vẻ ngưng trọng, yêu thú trình tự ngũ giai hậu kỳ muốn bố trí huyết hồn ấn thật không dễ dàng. Nếu không phải Phi Thiên Ngô Công đã bị trọng thương, Lục Lâm Thiên thậm chí không thể mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn. Thu. Sau nửa canh giờ, Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng. Thủ ấn nháy mắt thu lại, một cỗ lưu quang biến mất trong tay. Suy suy, Phi Thiên Ngô Công trợn mắt, thân hình khổng lồ run lên, hai mắt nhìn Lục Lâm Thiên đã biến thành nhu thuật, bị khống thú thuật khống chế, từ trong linh hồn đã tuyệt đối phục tùng hắn, vẻ thô bạo đã hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, Vũ tướng Bát Trọng cùng Linh tướng Lục Trọng sắc mặt đại biến, nhìn thấy Bạch Linh lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lúc này 300 dòng binh còn lại đã sớm bỏ trốn không còn bóng dáng. Chúng ta đi thôi. Nhìn lên bầu trời, Lục Lâm Thiên mang theo hai người nhảy lên Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công vốn hấp hối cũng đã rút nhỏ thân hình đi theo phía sau, thân thể nó nhỏ như con rết bình thường, chỉ là màu sắc có vẻ xanh nhạt sáng bóng. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, năm ngón tay hấp tới trên người Linh tướng Lục Trọng, vừa cắn nuốt linh lực đồng thời thi triển siêu linh thuật. Sau một lát, trong tiếng kêu thảm của Linh tướng Lục Trọng, thân hình của hắn cũng biến thành một khối thây khô. Lục Lâm Thiên nhíu mày, sau khi dùng siêu linh thuật hắn đã biết sở dĩ dòng binh đoàn gặp Phi Thiên Ngô Công là vì bọn hắn đánh chết thủ hạ của nó là một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ, vì vậy luôn bị Phi Thiên Ngô Công đuổi giết, mà Phi Thiên Ngô Công cũng là một trong những yêu vương trong sơn mạch Vũ Hải. Phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư bay về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên tiếp tục luyện hóa linh lực vừa cắn nuốt. Hô! 3 ngày sau, Lục Lâm Thiên mở mắt, thở ra một hơi trọc khí,
ba ngày thời gian hắn đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng lục trọng kia. Hắn cảm giác trình tự linh lực bản thân hiện tại còn chưa tới linh tướng lục trọng trung kỳ, nhưng cũng làm cho hắn cực kỳ vừa lòng. Lần này đi vụ Hải Sơn mạch linh lực đột phá xem như rất nhanh. Tiếp tục cắn nuốt. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vũ tướng bát trọng, trình tự linh lực tạm thời không thể cắn nuốt, cũng chỉ có thể tăng trưởng trình tự vũ giả. Lục Lâm Thiên phỏng chừng, sau khi mình cắn nuốt vũ trướng bát trọng, muốn đột phá bát trọng cũng là chuyện sắp tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vào lúc này Lục Lâm Thiên cũng không biết trong cổ vực có vài cỗ thế lực đang chạy tới Phi Linh Môn, dọc theo đường đi gây ra không ít xôn xao. Giờ phút này tin tức trưởng môn Phi Linh Môn đánh chết ba trưởng môn Cương Môn, Côn Sơn Môn cùng Hợp Hoan Tông đã nhanh chóng truyền ra khắp cổ vực, nhất thời trở thành đầu đề nói chuyện của không ít người, nhưng cơ hồ không mấy người biết Phi Linh Môn là môn phái nào. Cũng có không ít người đặc biệt đi tìm hiểu tin tức về Phi Linh Môn. Nhưng chỉ biết đó là một môn phái nhỏ nằm trong sơn mạch Vũ Đô mà thôi, miễn cưỡng xem như là thế lực tam lưu. Trưởng môn Phi Linh Môn đồng thời đánh chết ba trưởng môn khác, mà ba sơn môn này cũng không dễ đối phó, lần này chỉ sợ Phi Linh Môn sẽ bị diệt môn. Mùa thu đã tới, gió thu thổi qua, rừng cây đã có chút khô vàng, vài mảnh lá cây bay múa trên không trung, như cùng gió thu khiêu vũ, làm kẻ khác mơ màng vô hạn, làm cho người ta nhìn thấy cũng sẽ sản sinh cảm xúc. Giờ phút này, bên trong một dãy kiến trúc lớn trong sơn mạch, ở trong một đại điện nào đó, có vài đạo thân ảnh đang ngồi, nếu Lục Lâm Thiên ở đây, tự nhiên không khó nhận ra chỉ ít có ba người hắn từng gặp qua. Đó là Linh Thiên Môn Vương Trưởng Lão, Lưu Trưởng Lão, còn có Quách Văn Tinh, Chân Khí vài người khác cũng không kém. Trên chủ vị trong đại điện có một người đoan chính đang ngồi, khoảng hơn 40 tuổi, cằm nhọn nhưng không mất duyên dáng. Chân mày hắn xếch cao, đôi mắt lạnh lùng. Khí thế lãnh túc. Mái tóc đen xõa vai, khuôn mặt cương nghị lại gầy yếu, nhưng góc cạnh rõ ràng. Người này mặc trường bào màu lam, càng tăng thêm vài phần khí khái anh hùng. Vương trưởng lão, chuyện của Quỷ Vũ Tông thế nào? Ánh mắt trung niên kia rơi lên người vương trưởng lão, thần sắc khẽ động, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu Lục Lâm Thiên đang ở đây, sẽ có chút kinh ngạc, trung niên này có khuôn mặt cực kỳ tương tự với Lữ Tiểu Linh, mà hắn không phải ai khác. Chính là trưởng môn Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường. Trưởng môn, khi chúng tôi đi Quỷ Vũ Tông, Đới Cương Tử vắng mặt, thế lực của Đới Đường đã bị thanh lý hết rồi. Vương trưởng lão nói, có biết hành tung của Đới Lão Quỷ hay không? Lữ Chính Cường lại hỏi. Không có. Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, nói. Tôi hoài nghi chỉ sợ Đới Lão Quỷ giữ nhiều lành ít, bằng không Đới Cương Tử sao có thể thuận lợi ngồi lên vị trí tông chủ Quỷ Vũ Tông. Thực lực Đới Lão Quỷ không kém, nếu muốn chạy trốn chỉ sợ không quá khó khăn. Lữ Chính Cường thấp giọng nói. Trưởng môn, chẳng lẽ chúng ta phải xen vào chuyện của Quỷ Vũ Tông sao? Quách Văn Tinh nhướng mày hỏi. Chuyện của Quỷ Vũ Tông không quan hệ với Linh Thiên Môn chúng ta, hiện tại ta chỉ có hứng thú với Phi Linh Môn. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, không phải phu nhân muốn trưởng môn đối phó Quỷ Vũ Tông sao, chẳng lẽ? Sắc mặt Lưu trưởng lão thoáng đổi, ngẩng đầu hỏi. Việc này chúng ta không cần quản, mẹ của Linh Nhi chỉ là khó hạ mặt mũi cho nên nói vậy mà thôi. Về phần đối phó Quỷ Vũ Tông, không liên hệ gì với Linh Thiên Môn chúng ta, cần gì can thiệp vào. Hơn nữa có Hóa Vũ Tông ở đó, dù muốn giúp mẹ con Đới Trường An cũng không cách nào làm được. Nhưng Phi Linh Môn gần đây luôn có chút khác thường, Đới Cương Tử đánh chết Đới Đường, Phi Linh Môn nhúng tay vào đó. Chỉ sợ việc Đới Lão Quỷ bị đánh chết có liên quan với Phi Linh Môn. Lần này bên trong sơn mạch Vũ Hải, Phi Linh Môn lại dính líu bên trong, còn có Lộc Sơn Lão Nhân cùng Thanh Hỏa Lão Quỷ xuất hiện, ra vẻ Phi Linh Môn không đơn giản. Lữ Chính Cường nói, trưởng môn, lần này ta cùng Lưu trưởng lão với tiểu thư đi Phi Linh Môn, bị một cường giả thần bí ngăn chặn, tu vi không thấp, ít nhất đã tới linh xuất cửu trọng, trong Phi Linh Môn còn có cường giả bậc này, thật sự có chút không đơn giản. Vương trưởng lão nói, linh xuất cửu trọng, Lữ Chính Cường nhíu mày. Vương trưởng lão, có thể xác định là linh xuất cửu trọng sao? Không sai được, ta còn giao thủ với hắn, nếu không phải đối phương lưu tình, ta không phải là đối thủ. Lưu trưởng lão đáp, Linh Nhi đi Phi Linh Môn làm gì? Lữ Chính Cường do dự một thoáng, nhướng mày hỏi. Hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ không thuận tiện nói ra. Hai vị trưởng lão. Hai người làm sao vậy? Nhìn vẻ khó khăn của hai người,
Lữ Chính Cường nghi hoặc nói. Trưởng môn, tiểu thư đã dặn, không cho ta nói. Vương trưởng lão do dự nói. Nhà đầu kia, càng ngày càng không nghe lời, hai vị trưởng lão cứ nói đừng ngại. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, Lục Lâm Thiên cùng tiểu thư đã quen biết từ 3 năm trước, lúc trước khi tiểu thư còn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Lâm Thiên cũng đã ở chung với tiểu thư một thời gian, tiểu thư vốn định mang tiểu tử kia về bổn môn, ai biết tiểu tử đó không biết điều lại bỏ chạy, về sau ta cùng Lưu trưởng lão mang tiểu thư về Linh Thiên Môn, lần này đi Quỷ Vũ Tông, tiểu tử lại đi Phi Linh Môn, kết quả gặp lại tiểu tử kia ở Vụ Hải Sơn Mạch. Vương trưởng lão nói, vậy Lục Lâm Thiên có lai lịch gì? Ánh mắt Lữ Chính Cường chợt lóe, nhất thời hỏi. Trưởng môn, tiểu tử kia không phải người tốt, tiểu thư đã bị hắn lừa vài lần, thiên sĩ tuyết sư của tiểu thư đã bị hắn lừa đi, còn có hư linh huyên ấn của Linh Thiên Môn cũng là tiểu thư cho tiểu tử đó. Lần này tiểu thư vốn định chém hắn thành 8 khối, ai biết hắn dùng lời ngon tiếng ngọt tiểu thư lại không hạ thủ, hắn chính là tai họa. Lưu trưởng lão kích động nói, mang theo vẻ tức giận. Còn có loại sự tình này. Lữ Chính Cường nhíu mày, thần sắc khó xem. Lần này đánh chết Cương Môn La Chí Cương, Hợp Hoan Tông Đỗ Nguyệt Nga, Côn Sơn Môn Tần Minh Ba cũng là tiểu tử đó sao? Lữ Chính Cường liền hỏi. Không sai, nhưng hắn không phải dựa vào thực lực của mình, lại không biết thi triển thủ đoạn gì làm ba vũ xuất tam trọng lẫn không ít vũ tướng bị giết chết lập tức, thậm chí cả ngũ quần phàm cũng bị đánh trọng thương. Lưu trưởng lão nói. Theo ta đoán, hắn thi triển lực công kích do Vũ Vương hoặc là Vũ Tôn lưu lại, điều này người bình thường không thể làm được. Quách Văn Tinh tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên thi triển thổ sát huyền lôi, có thể nhìn ra chút đầu mối. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thực lực bản thân cũng không tệ rồi. Lời của Vương trưởng lão còn chưa dứt, một thanh âm yêu kiều truyền tới. Vương trưởng lão, người đã đáp ứng ta không nói ra rồi mà. Dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp lướt vào đại điện. Chính là Lữ Tiểu Linh, nàng chu miệng lườm Vương trưởng lão cùng Lưu trưởng lão. Linh Nhi, con tới vừa lúc, con làm sao quen biết Lục Lâm Thiên? Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Lữ Chính Cường hỏi, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc. Cha hỏi chuyện này làm gì? Lữ Tiểu Linh sửng sốt, lập tức chu miệng nói. Nhà đầu kia, thiên sĩ tuyết sư cùng hư linh huyền ấn đều có thể tùy tiện tặng người sao? Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nàng hỏi. Con, Lữ Tiểu Linh nói không ra lời, đôi mắt vừa chuyển, lộ ra tia giảo hoạt, nói. Cha, dù sao con đã tặng, cha cũng không thể đòi trở lại. Ai nói, cha giết tiểu tử đó, không phải có thể lấy về rồi sao? Lữ Chính Cường nói, nhìn thấy thần sắc của con gái bảo bối, khẽ thở dài. Cha, không được, sao cha có thể tùy tiện giết người? Lữ Tiểu Linh nhất thời cả kinh kêu lên. Tiểu tử đó không phải đã gạt qua con sao, cha giúp con báo thù, chém hắn thành 8 khối. Lữ Chính Cường ra vẻ nghiêm mặt nói, ánh mắt luôn nhìn chăm chú vào thần sắc Lữ Tiểu Linh. Đó là hiểu lầm, Lục Lâm Thiên không có gạt con, cho dù có, tự con giáo huấn hắn là được rồi. Lữ Tiểu Linh nói, Linh Nhi, con thành thật nói với cha, tiểu tử kia có phải có mưu đồ gây rối với con không? Lữ Chính Cường nhìn con gái hỏi, con. Trên khuôn mặt Lữ Tiểu Linh hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo vẻ thẹn thùng, nói. Không có, hắn không dám đâu, con đi tìm mẫu thân đây. Dứt lời, Lữ Tiểu Linh vội vàng rời khỏi đại điện, lúc rời đi lại quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói. Cha, không cho phép cha giết hắn, bằng không, con sẽ hận cha. Nhìn chằm chằm bóng lưng của Lữ Tiểu Linh, Lữ Chính Cường sửng sốt, sau đó khẽ thở dài. Trưởng môn, tiểu thư nàng. Vương trưởng lão còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã nói. Vương trưởng lão, phái người đi thu thập lai lịch của Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, gần đây Hắc Sát giáo, Địa Cương môn bọn hắn đã lên đường đi Phi Linh môn, Hoa Gia huynh muội đang ở Phi Linh môn, chúng ta có cần chuẩn bị hay không? Quách Văn Tinh nói. Tạm thời không cần, chú ý tình hình của Phi Linh môn cùng những sơn môn khác, trong chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ta cảm giác được có một cỗ thế lực âm thầm đang ẩn núp, chỉ mong cổ vực không bị liên lụy quá sâu. Lữ Chính Cường nghiêm mặt nói. Bên trong ám đường của Phi Linh Môn, giờ phút này đường chủ các đường đều ngồi bên trong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ban ngày lấy được tin tức, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn,
tính cả Hắc Sát giáo đều phái không ít cường giả tới Phi Linh môn chúng ta, hiện tại đã đi được nửa đường. Trong đôi mắt đẹp của quỷ ảnh La Sát hiện ra tia lo lắng. Diệp phó đường chủ, chẳng lẽ trưởng môn đồng thời đánh chết La Chí Cương, Đỗ Nguyệt Nga cùng Tần Minh Ba thật sao? Thiết quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi. Phải. Diệp Mỹ khẽ gật đầu. Trưởng môn thật sự ra tay bất phàm a, đồng thời xử lý ba trưởng môn, người bình thường vốn không thể làm được, lần này ta thật sự bội phục. Hoàng Phủ Kỳ Tùng hít sâu một hơi. Hiện tại trưởng môn vẫn chưa về, các sơn môn kia đã như hổ rình mồi mà tới, lần này chỉ sợ tới đây bất thiện, chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Khang Tử Vân nói. Đông Cung Phụng muốn ta chuyển cáo cho chư vị, hết thảy âm thầm chuẩn bị, những chuyện khác chờ trưởng môn về mới làm tiếp quyết định. Lục Tiểu Bạch nói. Vậy thì chờ trưởng môn về rồi nói sau, người của Vũ Đường vốn đang đợi xuất đầu rạng rỡ mặt mày đây, phải làm cho bọn họ biết Vũ Đường chúng ta lợi hại. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đêm khuya, bóng đêm như ẩn như hiện, vài ngôi sao lấp lánh trên không trung, một cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, tàng cây bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc. Trên một sườn núi, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đều ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này Lục Lâm Thiên giống như đang nhập định, quanh thân hiện lên hoàng mang, không khó phát hiện chân khí của hắn đang chậm rãi tăng cường. Lúc này Bạch Linh hóa thành hình người, gió đêm lướt qua, váy trắng nhẹ nhàng nhảy múa mang theo vẻ xuất trần. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, cũng có vẻ ngoài ý muốn, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn ra phương xa. Chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên đang kéo lên, không gian sóng gợn bắt đầu khuếch tán, một cỗ thổ hoàng sắc quang mang chợt lóe, bắn ra hào quang chói mắt trong đêm đen. Nương theo sau chân khí ngày càng mạnh, năng lượng ba động ngày càng kịch liệt, cuối cùng quanh thân Lục Lâm Thiên như sôi trào, không ngừng hấp thu cắn nuốt năng lượng tràn vào trong cơ thể. Ngay khi tia năng lượng cuối cùng tán đi, Lục Lâm Thiên chợt mở mắt. Giờ khắc này, một cỗ khí thế cường hãn từ trong thân thể Lục Lâm Thiên tràn ra, khí thế còn cường hãn hơn trước kia mấy lần, chấn động không gian sóng gợn trực tiếp khuếch tán. Hô! Thở ra một hơi chọc khí, Lục Lâm Thiên duỗi lưng, cảm thụ chân khí mạnh hơn mấy ngày trước, khóe môi mỉm cười, cuối cùng đã đột phá tới vũ tướng cửu trọng, chỉ còn cách vũ suất một bước, cơ hồ là gần trong gang tấc. Con đường cường giả. Chậm rãi đứng dậy, Lục Lâm Thiên thì thầm một tiếng, tuy thực lực tiến bộ cực nhanh, nhưng vẫn còn chưa đủ, con đường cường giả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảm thụ chân khí tràn đầy trong cơ thể, Lục Lâm Thiên siết chặt nắm tay, hoàng mang lóe ra, không gian sóng gợn chậm rãi dâng lên, lần đầu tiên hắn cảm giác được thực lực của chính mình xem như có chút thành tựu, chỉ sợ dù gặp phải vũ suất nhị trọng thậm chí tam trọng hắn cũng có thể đối kháng. Lão đại, chúc mừng lại đột phá. Tiểu Long nhảy tới, trong lòng vô cùng cao hứng. Chúng ta đi thôi, nên về Phi Linh môn rồi. Lục Lâm Thiên nói, nếu về thẳng Sơn môn, phỏng chừng chỉ dùng một ngày thời gian. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đón lấy tia nắng ban mai, thừa dịp bóng đêm còn vương vấn rời đi nhanh như chớp, chỉ lưu lại chút bóng trắng trên bầu trời. Sáng sớm hôm sau, sương sớm bao phủ mặt đất, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã nhanh chóng hạ cánh xuống hậu sơn Phi Linh môn. Ca ca, sao bây giờ huynh mới trở về? Lục Lâm Thiên về tới bên ngoài đình viện, Lục Tâm Đồng đã sớm cảm giác được chân khí của Thiên Sĩ Tuyết Sư, lập tức chạy ra, đôi mắt to trong veo như nước mang theo vẻ trách cứ nhìn Lục Lâm Thiên. Ca ca về chậm, nhưng ca ca có mang theo quà về cho muội đây. Nhìn mỹ nhân bại hoại trước mắt, trong lòng Lục Lâm Thiên thật ấm áp. Là thứ gì vậy, mau cho muội xem. Nghe được có quà, Lục Tâm Đồng tươi cười, đôi mắt to lập tức tìm kiếm trên người Lục Lâm Thiên. Ca ca tìm tòa kỵ cho muội, sau này muội đi ra ngoài di chuyển sẽ tiện một chút. Lục Lâm Thiên nói, tâm thần thông chi Phi Thiên Ngô Công hiển lộ ra bản thể. Ô ô, Phi Thiên Ngô Công kêu lên một tiếng, tám đôi cánh duỗi ra, ngay lập tức thân thể cao lớn mang theo khí thế thô bạo bay lên trời. Phi Thiên Ngô Công, ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Thân ảnh Đông Vô Mệnh không biết từ khi nào xuất hiện bên ngoài đình viện, nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công, sắc mặt kinh ngạc. Đầu yêu thú này không kém hơn cửu đầu yêu dao của hắn, hơn nữa toàn thân kịch độc, rất khó tìm kiếm. Đông lão, ta đã trở về, hết thảy đều tốt chứ? Lục Lâm Thiên đi tới bên người Đông Vô Mệnh hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao tìm được Phi Thiên Ngô Công, loại yêu thú này rất khó tìm đấy. Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên,
trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng cũng bình thường trở lại, bên cạnh tiểu tử này có cả cửu vĩ yêu hồ, có phi thiên ngô công cũng không kỳ quái. Gặp được trong sơn mạch phụ hải, có thể đưa cho tâm đồng làm tọa kỵ. Lục Lâm Thiên cười nói. Toàn thân phi thiên ngô công đều là kịch độc, huyết mạch cực cao, đưa cho tâm đồng làm tọa kỵ rất tốt. Ánh mắt Đông Vô Mệnh hài lòng cười nói. Ca ca, đây là cho muội sao? Lúc này Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm vào phi thiên ngô công, có lẽ vì nàng tu luyện độc công, cũng không cảm giác hình dáng của nó khó xem, ngược lại rất thích. Phải, sau này nó là tọa kỵ của muội. Lục Lâm Thiên đáp. Cảm ơn ca ca. Lục Tâm Đồng vui sướng nhảy lên lưng phi thiên ngô công, mệnh lệnh cho nó bay lên trời. Bên ngoài đình viện, Bạch Tòa Toa, Phương Tân Kỳ, Nhan Kỳ đều nhìn chăm chú vào phi thiên ngô công, sắc mặt trắng bệch, xưa nay nữ tử đều không thích loại yêu thú này. Tiểu tử, cuối cùng ngươi đã trở lại, lần này ngươi gây ra phiền phức không ít. Đông Vô Mệnh nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng ngưng trọng, vừa rồi hắn nghe Đông Vô Mệnh nói Hắc Sát Giáo, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn đang đi về hướng Phi Linh Môn, bốn sơn môn này tuyệt không dễ đối phó, đặc biệt Hắc Sát Giáo, Phi Linh Môn căn bản không thể đối kháng, chỉ hy vọng Hắc Sát Giáo sẽ không ồ ạt tấn công. Nếu một mình đối phó Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông cùng Côn Sơn Môn, với thực lực bây giờ của chúng ta tuyệt đối không sợ, nhưng đồng thời đối phó ba sơn môn, thực lực chúng ta còn thiếu chút nữa, trong Địa Cương Môn có một vị lão quỷ trấn thủ, tên là Phương Ngọc Quý, thực lực chỉ sợ đã là vũ xuất cửu trọng sắp tới đỉnh phong. Trong Hợp Hoan Tông có một lão mao trùng, dựa vào thái âm bổ dương thuật tu luyện, thành danh trước cả ta, tên là Phùng Huyền, trình tự thực lực của người này hẳn không kém Phương Ngọc Quý bao nhiêu. Nhưng khó đối phó nhất chính là hắn là thổ, hỏa song hệ vũ giả. Còn có Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân Côn Sơn Môn, hai người là thai song sinh, luôn chấn thủ Côn Sơn Môn, thực lực tuyệt đối đạt tới vũ xuất cửu trọng, hai người liên thủ chỉ sợ dưới vũ vương khó có đối thủ. Nếu họ cùng liên thủ, Phi Linh Môn căn bản không thể ngăn cản. Ánh mắt Đông Vô Mệnh ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên. Lần này thật sự phiền toái. Lục Lâm Thiên sầm mặt. Mỗi sơn môn đều có cường giả trấn thủ, nếu bốn người kia liên thủ cùng tới, mình thật sự gặp phiền toái lớn. Còn có Hắc Sát Giáo, thực lực bọn hắn hơn cả Vân Dương Tông, so sánh với đại môn phái như Tam Tông Tứ Môn như Thiên Kiếm Môn, chắc là không kém bao nhiêu, nếu Hắc Sát Giáo cũng cho cường giả tới, vấn đề càng lớn hơn nữa, lần này vì sao tiểu tử ngươi trêu chọc nhiều phiền phức như vậy, đây không giống tác phong của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có sắp xếp khác hay sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh nghi hoặc rơi lên người Lục Lâm Thiên, với sự hiểu biết của hắn, chuyện đại sự như vậy Lục Lâm Thiên sẽ không trêu chọc tới. Lục Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ, tất cả chuyện này vượt ngoài ý liệu của hắn, nếu không phải Hoa Gia huynh muội có bách thú lệnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Phi Linh Môn. Đông lão, mấy môn phái kia đại khái bao lâu sẽ tới? Lục Lâm Thiên hỏi. Không biết, nếu cường giả tự mình đi tới, phỏng chừng chỉ dùng vài ngày. Nhưng nếu là đại đội nhân mã, chỉ sợ cần 10 ngày đi. Đông Vô Mệnh nói, chừng 10 ngày, không đủ. Lục Lâm Thiên nhướng mày, trong 10 ngày tìm Vân Dương Tông viện thủ tuyệt đối không kịp, thời gian quá ngắn, từ Vân Dương Tông tới Phi Linh Môn, đi qua đi lại dù Thiên Sí Tuyết Sư liên tục phi hành cũng phải dùng nửa tháng thời gian, nhưng còn không được nghỉ ngơi, chỉ 10 ngày căn bản là vô ích. Lục Lâm Thiên cảm thấy đau đầu, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu là lúc trước khi Phi Linh Môn còn nhỏ, bị tiêu diệt có thể xây dựng lại, nhưng bây giờ phát triển tới tình trạng này, nếu bị diệt mấy năm tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước. Tiểu tử, người có nghĩ ra biện pháp hay không, hay là sớm có kế hoạch, chẳng lẽ người muốn bại lộ ra thực lực thất giai yêu thú của Bạch Linh? Đông Vô Mệnh nói, không dối gạt Đông Lão, Bạch Linh chỉ có thực lực lục giai hậu kỳ, vẫn chưa đạt tới thất giai. Lục Lâm Thiên cười khổ nói, cái gì? Bạch Linh không phải. Đông Vô Mệnh nhất thời sửng sốt, cho tới nay hắn đều nghĩ Bạch Linh chính là yêu thú thất giai, cho dù các sơn môn tấn công, hắn cũng không thật sự lo lắng. Lục Lâm Thiên cắt đứt lời của Đông Vô Mệnh, biết Đông Vô Mệnh nhìn thấy Bạch Linh có thể hóa thành hình người nên mới nghĩ nàng là yêu thú thất giai, nói. Đông Lão, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành nhân loại trong thời gian ngắn ngủi, kỳ thật thực lực chỉ tới lục giai hậu kỳ mà thôi. Khó trách. Đông Vô Mệnh sửng sốt, nhớ tới lúc trước khi mình đối phó đới lão quỷ, cũng đã cảm giác được điều này, thực lực Bạch Linh rất mạnh, nhưng tựa hồ chưa tới yêu thú thất giai,
còn tưởng rằng nàng che giấu thực lực, không toàn lực ra tay đâu. Như vậy thì phiền phức. Ánh mắt Đông Vô Mệnh lập tức biến đổi, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Linh là yêu thú thất giai, cho dù ba sơn môn kia tới cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Đông lão, Oánh tỷ bế quan đã mấy tháng, có động tĩnh gì không? Lục Lâm Thiên cúi đầu suy nghĩ một lát, hỏi. Không có. Đông Vô Mệnh lắc đầu, nói. Đột phá Vũ Vương khó khăn hơn sự tưởng tượng của ngươi, cũng không biết lần này nàng có thuận lợi đột phá hay không. Vào đêm, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư có vài đạo thân ảnh, trong đó có Hoa Gia huynh muội, Úc Khánh. Mặt khác còn có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cũng có mặt. Tham kiến trưởng môn. Mọi người cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt huynh muội Hoa Gia cùng Úc Khánh đều dừng trên người Đông Vô Mệnh, với thực lực của họ tự nhiên có thể cảm giác được tu vi Đông Vô Mệnh bất phàm, mặc dù đã tới Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nhưng ba người chưa từng gặp qua người này. Để ta giới thiệu, vị này chính là một trong những cung phụng của Phi Linh Môn, thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh. Lục Lâm Thiên nhìn thấy ánh mắt của họ, mỉm cười nói. Là thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh. Sắc mặt ba người đại biến, người này chính là cường giả hiển hách trong cổ vực, so sánh với Lộc Sơn lão nhân cùng Thanh Hỏa lão quái còn mạnh hơn không ít. Tham kiến Đông cung phụng. Ba người hành lễ nói. Miễn lễ, sau này đều là người của Phi Linh Môn, không cần khách khí. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói, ánh mắt thoáng nhìn Lục Lâm Thiên, có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài một chuyến Lục Lâm Thiên đã tìm được hai vũ suất cùng một linh suất gia nhập vào Phi Linh Môn. Thương thế các ngươi như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi, giờ phút này hắn cảm nhận được khí tức trên người họ tựa hồ đã khôi phục lại. Hồi trưởng môn, thương thế đã không còn đáng ngại, qua thêm vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa Mãn Lâu nói, trưởng môn, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoa Mãn Ngọc do dự hỏi, đi ám đường, các ngươi gia nhập Phi Linh Môn cũng nên cho các ngươi biết thực lực chân chính của bổn môn. Lục Lâm Thiên đáp, thực lực chân chính. Hoa Mãn Ngọc sửng sốt, theo nàng hiểu biết, cũng đang nghi vấn, trong Phi Linh Môn nếu không có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, tựa hồ chỉ là thế lực tam lưu mà thôi, mà môn phái như thế tựa hồ không khả năng lưu lại hai vị lão nhân này, hơn nữa theo nàng hiểu biết, Diệp Mỹ cũng sẽ không gia nhập thế lực tam lưu như thế mới đúng. Giờ phút này cần đi chứng kiến thực lực chân chính của Phi Linh Môn, cả ba người đều tò mò. Trong đại điện ám đường, người của các đường đang có mặt, Lục Tiểu Bạch cùng Lưu Nhất Thủ đều tới. Diệp đường chủ, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn còn bao lâu mới tới? Trong đại điện, Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi. Mới vừa lấy được tin tức, người của bốn môn phái kia 5 ngày trước tập hợp bên ngoài địa bàn Hóa Vũ Tông, không biết đã vào địa bàn của họ hay chưa, nếu đi vào, chỉ sợ chưa đầy 10 ngày sẽ tới Phi Linh Môn. Diệp Mỹ ngưng trọng nói. Trưởng môn phân phó chúng ta đêm nay tới nghị sự, phỏng chừng đã có biện pháp, Địa Cương Môn, Hợp Hoan Tông, Côn Sơn Môn thì thế nào, hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải dễ chọc. Lý Chỉ Chính nói, Lý Phó Đường Chủ, đừng quên còn có Hắc Sát Giáo. Chúng ta có thể không cần quá để ý ba sơn môn kia, nhưng chúng ta cũng không phải diệt uy phong của mình để cao chí khí của người khác, hiện tại thực lực Phi Linh Môn còn chưa thể đối kháng với Hắc Sát Giáo. Âu Dương Lãnh Tật nhíu mày nói. Trưởng môn tới rồi. Khang Tử Vân nói, mọi người lập tức đứng dậy. Ngoài đại điện có vài thân ảnh đi vào, người đi đầu tiên trên vai có một con rắn nhỏ màu vàng, chính là Lục Lâm Thiên. Tham kiến trưởng môn công tử, tham kiến ba vị cung phụng. Trong đại điện, Quỷ Ảnh La Sát, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch đều hành lễ. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên đi nhanh tới chủ vị, nhìn mọi người, ánh mắt tiếp xúc với Âu Dương Lãnh Tật cùng Khang Tử Vân, cảm giác chân khí của họ đã là vũ suất tứ trọng cùng linh suất tứ trọng, nói. Chúc mừng Âu Dương đường chủ, Khang đường chủ đã có đột phá, thực lực Phi Linh Môn chúng ta lại được tăng cường. Diệp Phi, cũng ở đây sao? Hoa Mãn Ngọc nhìn thấy Diệp Mỹ, lại nhìn qua Diệp Phi, cuối cùng ánh mắt đảo qua mọi người trong đại điện, nói. Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Lý Chỉ Chính, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật, Khang Tử Vân, Tưởng Viễn Quan. Ngọc Muội, chúng ta đều là người của Phi Linh Môn, không cần kỳ quái, ta nghe nói các ngươi đã gia nhập bổn môn, vốn định đi thăm hai người, nhưng gần đây sự tình quá nhiều cho nên hôm nay mới có cơ hội.
Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cũng quen biết Hoa Gia huynh muội, lập tức chào hỏi. Khí Vương Úc Khánh, không nghĩ qua người cũng tới, là phó đường chủ nói cho ta biết, ta còn nửa tin nửa ngờ đâu. Khang Tử Vân nhìn Úc Khánh nói. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, Lục Lâm Thiên nói. Chư vị đều ngồi đi, ta có việc cần tuyên bố. Mọi người ngồi xuống, Hoa Gia huynh muội cùng Úc Khánh đều được an bài chỗ ngồi, ánh mắt họ đều nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, không nghĩ tới trong Phi Linh Môn có nhiều cao thủ như vậy.